Y Đạo Quan Đồ, Trương Nhất Trâm Trương 1276, Là Lừa Hay Là Ngựa một Thời Duy là người có tính không chịu thua, liền nói, xì sì, xem ra thì cũng rất bình thường mà. Còn chẳng đẹp bằng con ngựa này của tôi. Trần An Bang cười nói, thời tiểu thư, xem ra cô là một người ngoại đạo rồi, ngựa không thể nhìn bề ngoài, mà phải chạy mới biết được. Thời Duy nói, vậy thì thi với tôi xem, ngựa của ai chạy nhanh hơn. Trần An Bang cười lắc đầu, thôi, con ngựa này của tôi còn đắt hơn cả bốn con ngựa của mấy người gộp lại, không cùng một đẳng cấp. Trương Đại Quan không thể không nói rằng tên này là một tên quá quát, dù là Kiều gia gần đây lâm nạt, nhưng cũng không phải là thứ mà Trần An Bang nhà anh có thể cười nhạo. Nếu như anh đang cố ý, thì có nghĩa là anh tự đâm chết mình; còn nếu anh vô ý, thì có nghĩa là anh tự tìm cái chết. Mặc dù Kiều Bằng Phi đã rời khỏi kinh thành mấy năm nhưng lúc đầu khi gã vẫn ở kinh thành cũng là một nhân vật trung tâm trong đám thái tử, vốn dĩ chẳng coi Trần An Bang là gì, nhưng tiểu tử này càng nói càng quá đáng. Kiều Bằng Phi thà tin rằng Trần An Bang là do trẻ tuổi kiêu ngạo, gã cười nói mấy năm gần đâu An Bang làm ăn thật tốt, con ngựa này bao nhiêu tiền. Trần An Bang nói, không đắt đâu, hơn 100 vạn. Nói xong gã lại bổ sung một câu, bảng anh. Trương Đại Quan nhìn thái độ đắc ý của gã, trong lòng thầm chửi, không giả tạo thì anh có thể chết được sao? Kiều Bằng Phi vẫn chưa nói gì, thời Duy đã nói, còn bảng anh nữa à, tôi thấy tiền uôn thì đúng hơn, con ngựa này của anh, sao tai lại dài thế này? Trần An Bang, anh cưới con lừa à? Trương Đại Quan cười ha ha. Kiều Bằng Phi và Kiều Mộng Viện cũng không nín được cười. Lương Khang đã thấy không ổn, Trần An Bang rõ ràng là chưa nhận được sự giáo huấn từ sự việc lần trước, biểu hiện quá ngạo mạn trước mặt đám con cháu Kiều gia này, Mặc dù Trần An Bang làm công việc công nghệ thông tin, tiền của gã tích lũy như quả cầu tuyết, nhưng những kinh nghiệm của gã thì lại quá ít ỏi. Lương Khang cười nói, vậy thì chúng ta cùng chơi đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trần An Bang bị thời Duy chọc cho tức đỏ tím mặt, con ngựa này của gã chắc chắn là cực phẩm, sao lại có thể so sánh với lừa chứ? Trương Dương nói, đúng vậy, là lừa hay là ngựa dẫn ra chạy thử, 100 vạn bảng anh cũng được một trăm vạn won cũng được, chỉ cần đua thắng là có thể coi là ngựa tốt rồi. Trần An Bang nói, vậy thì so xem, gã thường xuyên đến đây chơi, khá tự tin với con ngựa này của mình, ngoài con ngựa của Lương Khang có thể so tài cùng gã, những con ngựa khác không thể. Tiểu Bằng Phi trong lòng cũng tức giận vô cùng, thầm nói, Trần An Bang là gì cơ chứ? Mẹ kiếp, chẳng phải cũng chỉ có vài đồng tiền, giờ lại còn dám ra vẻ trước mặt chúng tôi, có điều kiều bằng phi cũng biết rằng bốn con ngựa này chỉ là để chơi thôi không thể nào thắng được với con ngựa của trần an bang thời duy muốn thử kiều mộng viện nói thôi để mấy người đàn ông chơi đi chúng ta đừng tham dự vào thời duy nói em tham gia cái khác thì không dám nói nhưng chẳng lẽ em còn không thắng nổi con lừa đó à cô chắc chắn rằng trần an bang cưỡi lừa trương dương đến bên cạnh kiều bằng phi thấp giọng nói các anh đừng chơi nữa để tôi trương dương nghĩ rất chu toàn ba anh em nhà kiều bằng phi nếu như ra mặt đấu thì sợ rằng ý nghĩa đã thay đổi thắng thì không sao nhưng nếu thua thì người khác sẽ nói rằng giờ đây kiều ra không bằng trước nữa ngay cả con trai của trần tuyền cũng dám diệt họ kiều bằng phi hiểu ý của trương dương gã cười rồi vỗ vỗ vai trương dương thấp giọng nói giúp tôi giành thể diện về nhé trương dương cười hà hà quay người lên ngựa lương khang thấy kiều bằng phi và trương dương đang nói thầm trong lòng cảm thấy việc này có gì không ổn gã không hề muốn tham dự vào trận tranh đấu lần này với kinh nghiệm trước kia gã có với trương dương tên này không hề dễ dàng đối phó càng huống hồ hôm nay bên cạnh hắn còn có mấy đệ tử kiều gia kiều bằng phi là nhân vật gì cơ chứ trước kia khi còn tung hoành ở kinh thành trần an bang còn không biết đang ngụp lặn ở xó nào nghĩ đến đây lương khanh cười nói tôi làm trọng tài mọi người chơi đi ý không muốn tham dự của gã rất rõ ràng Ánh mắt của Trần An Bang gặp phải Trương Dương, Trương Dương cười nói, Trần An Bang à, vậy thì hai chúng ta chơi thôi, không có người khác làm phiền, xem xem rốt cuộc là ai lợi hại hơn. Trần An Bang gật đầu nói, mấy vòng, vì thái độ trung lập của Lương Khang, Trần An Bang cũng không muốn đấu trọi lộ liễu với đệ tử Kiều Gia, lúc này Trương Dương đứng ra vừa vặn đã cho gã một cơ hội chuyển dịch mục tiêu. Trương Dương nhìn trường đua ngựa rồi nói, 10 vòng đi, để xem ai thua ai thắng trần an bang nói được kiều bằng phi nói không thể nào chỉ thi vậy được phải cược cái gì đó lương khang cười nói đều là người mình cả rồi đừng cược nữa kiều bằng phi nói không có chút kích thích làm sao vui được thắng thua cũng chẳng quan trọng họ sẽ không cố gắng hết sức đâu tôi thấy hay là chúng ta cược ngựa đi ai thua rồi thì con ngựa sẽ thuộc về đối phương trần an bang vừa nghe đã không vui giá trị của hai con ngựa không như nhau hơn nữa con ngựa mà Trương Dương cưới cũng đâu phải là của hắn, Kiều bằng phi rõ ràng là đang chọc tức mình, gã cười nói, nếu đặt cược ngựa thì tôi thiệt quá. Kiều Mộng Viện giờ mới lên tiếng, anh đâu có thiệt chứ, chẳng phải ngựa của anh đáng giá 100 vạn bảng anh sao? Nếu anh thua, thì ngựa của anh thuộc về Trương Dương, còn nếu anh thắng, tôi sẽ đưa cho anh 100 vạn bảng anh. Lời này của Kiều Mộng Viện không chỉ là để bảo vệ thể diện của Kiều gia, mà đồng thời cũng để ra mặt cho Trương Dương nữa. Lúc này Trần An Bang mới ý thức được mình đã gây ra một sự phiền phức lớn, vừa nãy chỉ mải đắc ý khoe khoang mà đã đắc tội với đám con cháu của Kiều gia, giờ đây muốn lùi thì đã không còn được nữa. Từ lời này của Kiều Mộng viện có thể thấy rằng, cô gái tính tình rất điềm đạm này đã tức giận rồi. Lương Khang nhìn Trần An Bang đồng tình, tiểu tử này đúng là tự tìm chỗ chết, với tình thế ngày hôm nay, dù là kết quả thế nào, gã cũng đã đắc tội với Kiều gia. Trong mắt của Trương Dương Gần đây danh thế của Kiều Gia dù đã giảm bớt không ít, nhưng vẫn mạnh hơn nhiều so với bối cảnh gia đình của Trần An Bang. Chính trị không phải là chuyện ngày một ngày hai, cũng phải dựa vào tích lũy, cũng phải dựa vào cơ sở. Trần An Bang không còn đường lùi chỉ có thể tiến lên rồi, vì gã còn trẻ, nếu như việc như vậy xảy ra với Lương Khang, Lương Khang nhất định sẽ lựa chọn từ bỏ, tổn thất một chút thể diện chắc chắn tốt hơn về sau bị thiệt hại lớn. Cơ nhược nhạn kéo tay của Lương Khang, rồi nhẹ nhàng nói ai sẽ thua. Lương Khang nhìn Kiều Bằng Phi, rồi thấp giọng nói, không phải là anh là được rồi. Trong lòng thì thầm nghĩ, ngày hôm nay nhất định Trần An Bang sẽ thua. Trương đại quan cưỡi lên con ngựa đen, vuốt đám lông mượt mà của con ngựa, rồi nói gì đó bên tai nó. Trần An Bang cưỡi con tuấn mã màu đỏ của mình chậm chậm đến bên cạnh Trương Dương, rồi nhìn hắn nói, nó có thể nghe hiểu được lời của anh sao? Trương đại quan mỉm cười nói, nghe nói người Indiana rất giỏi về ngôn ngữ của ngựa chỉ cần nói ý của anh với ngựa, hợp nhất với nó, thì nó mới có thể chạy được thành tích tốt nhất. Trần An bang phỏng mũi, gã không tin điều đó, dù là ngựa có thể lĩnh hội ý của chủ nhân, cũng phải xây dựng trên cơ sở huấn luyện lâu dài. Trương Dương và con ngựa đen đó mới tiếp xúc được mười mấy phút, mà hắn đã có thể nói chuyện với ngựa rồi, mà mới tin điều đó. Lúc này ông chủ trường đua ngựa địch danh vọng cũng đã đến nơi, thấy Trương Dương và Trần An Bang đã vào trường đua, gã đến bên cạnh Kiều Bằng Phi, thấp giọng nói, con ngựa đó của Trần thiếu giá trị 100 vạn bảng Anh, còn con ngựa đen đó mới 10 vạn, kém nhau những 100 lần đấy. Địch Danh vọng tốt bụng nhắc nhở Kiều Bằng Phi, nhưng không ngờ lại được Kiều Bằng Phi trả lời một câu lạnh lùng, nếu đã vậy, tại sao lại không chuẩn bị cho chúng tôi mấy con ngựa tốt? Sợ chúng tôi không trả được tiền à? Địch Danh vọng mặt đầy oan ức, mấy con ngựa tốt nhất ở trường đua này đều là do người khác mua rồi gửi nuôi ở đây cả, những con ngựa thuộc về gã đều không phải là loại ngựa đắt đỏ gì, thử nghĩ mà xem, nếu con ngựa nào cũng có giá trị 100 vạn bảng Anh, thì phải đầu tư bao nhiêu tiền cho đủ. Địch danh vọng nói cho Kiều Bằng Phi là để báo với gã rằng, cuộc đấu ngựa giữa Trương Dương và Trần An Bang, Trương Dương nhất định sẽ thua. Thời Duy đứng bên cạnh ngừng một tiếng rồi nói, có gì mà tài giỏi chứ, cưỡi một con lừa, mà mông đã cong lên rồi, những người lắm tiền ngốc nghếch tôi biết nhiều lắm, nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp một người bỏ ra 100 vạn bảng Anh để mua một con lừa, có đáng không? Địch danh vọng nói, con ngựa của Trần An Bang tên là Tia Chấp Đỏ, trước đó đã từng giành được huy chương vàng trong trận đua ngựa quốc tế. Trương Dương và Trần An Bang cưỡi lên ngựa, đứng trước vạch xuất phát, Trương Dương cười nói, 10 vòng nhé. Trần An Bang nói, nếu không có gì ngoài ý muốn, anh chạy đến vòng thứ 9 là trận đấu đã kết thúc rồi. Cùng với hiệu lệnh bắt đầu, hai con ngựa lao ra như chớp, nói cho chính xác là con ngựa của Trần An Bang lao ra như chớp, mặc dù con ngựa của Trương Dương to xác, nhưng không thể chạy giỏi bằng vậy, chớp mắt đã bị con ngựa của Trần An Bang bỏ xa đến hơn 20 mét. Thời Duy ngồi một bên lo lắng, hai tay cô dơ lên miệng rồi kêu to, Trương Dương, anh nhanh lên đi chứ. Trương 1277, là lừa hay là ngựa, hai. Trương Đại Quan cũng muốn nhanh, nhưng con ngựa này đúng là hàng dởm, nếu thật sự đem ra đua thì thật sự quá kém, Trương Dương dùng tay ấm vào vị trí gần trước ngực của con ngựa, chỉ cần là động vật đều là huyệt đạo cả, Trương đại quan không phải là bác sĩ thú y, những nghiên cứu của hắn với động vận không bằng nhân loại, nhưng hắn biết rằng thông qua cách gì có thể phát huy được tiềm năng của ngựa. Vừa được bấm huyệt, lông con ngựa đen liền dựng đứng lên, và hai tai cũng vậy, nó dơ bốn chân, tốc độ chạy rõ ràng đã nhanh hơn rất nhiều. Trần An Bang vừa hét con ngựa chạy nhanh lên, vừa quay đầu lại xem Trương Dương đã bị bỏ xa bao lâu, điều làm gã thất vọng là, sau khi kéo khoảng cách 2, 30 mét, trong thời gian ngắn vẫn không thấy khoảng cách này kéo xa hơn. Hai con ngựa thật sự quá khác về năng lực, mặc dù Trương Dương có thể kích thích tiềm năng của con ngựa tăng lên trong thời gian ngắn, nhưng điều này không thể dùng lâu dài, con ngựa đen khi chạy đến vòng thứ 8 đã bắt đầu có biểu hiện mệt, Trương Đại Quan thầm thở dài. Xem ra không dùng chút thủ đoạn là không thể nào thắng được rồi. Từ lúc bắt đầu trận đấu, Trương Dương đã nắm một viên sỏi, nhỏ như một hạt đậu, nhắm chuẩn vào con ngựa của Trần An Bang, hắn búng tay, viên sỏi đó bắn đi như chấp trong không trung, Nhắm thẳng vào vị trí giữa của con tia chấp đỏ. Trương Đại Quan biết rằng, vị trí này gần như là điểm yếu của tất cả động vật, có điều Trương Dương cũng không dự định làm cho con ngựa này thành tàn phế, chỉ cần dùng chút thủ đoạn để thắng trận đấu là được rồi. Với động vật, từ trước đến giờ Trương Đại Quan đều rất yêu quý. Trần An Bang đã biết mình nắm chắc phần thắng, trên mặt lộ ra nụ cười đắc chí, nhưng khi gã bắt đầu dốc toàn lực, thì con ngựa ở dưới phát ra một tiếng kêu đau đớn. Tia chấp đỏ đột nhiên phanh gấp lại, mông trồng lên trời, may mà kỹ thuật cưới ngựa của Trần An bang tốt, mới không bị ngã từ trên lưng ngựa xuống. Sau khi con tia chấp đen kêu một tiếng này, sự đau đớn rõ ràng không giảm bớt, bốn chân không ngừng nhảy nhót, Trần An bang bật lên trên lưng ngựa. Gã cố gắng giữ lấy dây cương, sợ rằng ngã từ trên lưng ngựa xuống, không hiểu tại sao lại xảy ra tình trạng này. Thật ra tất cả những người đang xem cũng không hiểu được đang xảy ra chuyện gì, đều tưởng rằng Trần An Bang đã đến lúc thắng lợi, phát hiện ra con ngựa của gã xảy ra vấn đề. Lúc này, Trương Đại Quan đã vượt qua người Trần An Bang, khi đi qua, còn cười hì hì chào, tôi đi trước nhé. Địch danh vọng nhận ra có điều gì đó bất thường, vội vàng gọi người đến, khi chuẩn bị vào trong trường đua để giúp, thì con ngựa của Trần An Bang mang theo cả gã xông về phía hàng rào, con ngựa đó rất giỏi, nhảy được qua cả hàng rào hơn một mét đem theo Trần An bang sông về phía đám người, mọi người láo nháo, địch danh vọng lớn tiếng nói, tránh ra. Tránh ra mau, con ngựa bị điên rồi. Thời duy cách đó gần nhất, thấy con ngựa đó mang theo cả Trần An bang chạy điên cuồng về phía mình, sợ đến độ ngớ ra ở đó. Thời khắc quan trọng, Kiều Bằng phi bước từng bước lớn đến, không biết trong tay gã lấy đâu ra một khẩu súng săn, đứng ở trước thời duy, rồi dương súng, nhắm chuẩn vào phần đầu của con ngựa, đoàn. Một tiếng, Viên đạn bay vào đầu con ngựa, con ngựa đổ rầm ra mặt đất, bùn đất bắn tung tóe khắp nơi, Trần An Bang bị con ngựa đè vào một chân, không thể chạy thoát, toàn thân đau đớn, nhưng gã không thèm để ý, nhìn cái lỗ đầy máu trên đầu con ngựa yêu quý, Trần An Bang suýt nữa chảy cả nước mắt, gã gào lên, anh giết nó rồi, a, à, anh giết con ngựa của tôi rồi. Trương Dương đã về đến vạch đích, không ai chú ý đến sự thắng lợi của Trương Dương nữa, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào hiện trường vụ án. Chẳng ai để ý Kiều Bằng Phi lấy khẩu súng ra từ lúc nào, phát súng này bắn rất chuẩn xác, không hề để cho con ngựa một cơ hội sống nào. Con ngựa nằm trong đống máu, bốn chân vẫn còn đang giãy dụa. Kiều Bằng Phi vất khẩu súng săn cho địch danh vọng, rồi điềm đạm nói con ngựa này là chiến lợi phẩm của Trương Dương. Lương Khang đứng ở một bên thầm hít một hơi, đột nhiên gã hiểu ra rằng, mục đích Kiều Bằng Phi mang súng săn đến là để giết con ngựa này, dù là cuối cùng trận đấu này ai thắng, nhưng gã cũng phải chút giận sự mất khống chế trong khi đua chỉ là một lý do của gã mà thôi, gã muốn thông qua phát súng này nói với Trần An Bang, nói với tất cả mọi người, không được phép gây sự với Kiều Gia. Trần An Bang cũng hiểu được đạo lý này, nhưng cái giá phải trả quá đắt. Trương Đại Quan đến hiện trường, thấy con ngựa đua đã chết, trong lòng cũng cảm thấy tiếc nuối, có điều nghĩ đến việc khiêu khích của Trần An Bang hôm nay với con cháu Kiều Gia, Kiều Bằng Phi làm như vậy là không hề quá đáng, gã bắt buộc phải thông qua biện pháp mạnh để nói với đám thái tử kinh thành rằng, kiều gia không phải là thứ có thể đùa. Trương đại quan thở dài nói, này bằng phi, sao lại bắn chết ngựa của tôi rồi? Hơn một trăm vạn đó. Kiều mộng viện nói, tôi đền cho anh. Mặc dù kiều mộng viện cảm thấy hơi tàn nhẫn, nhưng cô không hề cảm thấy cách làm này của kiều bằng phi là sai lầm. Ngay cả đám tiểu tử như Trần An Bang cũng dám đứng ra khiêu khích kiều gia, là con cháu của kiều gia, kiều bằng phi nên đứng ra làm như vậy. Thời Duy thì không chịu nổi nữa, vành mắt đã đỏ hoe. Trương Dương cười nói, chẳng qua chỉ là 100 vạn bảng anh thôi mà, số tiền này có đáng gì, làm sao bằng được tình cảm của chúng ta chứ. "Thôi, tôi cũng chẳng cần con ngựa này nữa." Hắn quay sang nói với Trần An Bang đang đau khổ tột cùng, "Trần An Bang, anh chôn nó đi." Địch Danh vọng bảo người làm đến dọn xác con ngựa, Trần An Bang lúc này mới được tự do, may mà gã không bị thương. Nhìn Trần An Bang mặt phờ phạc, Lương Khang không hề có chút đồng tình nào, trong lòng nói thật là đáng kiếp, sức ảnh hưởng của Kiều gia không lớn như trước nữa, nhưng không phải là thứ mà tiểu tử nhà anh có thể xem thường, tự tìm đến cái chết còn trách ai được nữa. Tâm trạng vui vẻ của mấy người Trương Dương bị ảnh hưởng bởi Trần An Bang, họ không còn tâm trạng đâu ở lại cưỡi ngựa nữa, mặc dù trường đua có không ít người, nhưng thấy mấy người họ đến đây chơi, chẳng ai dám đi chơi nữa, Lương Khang cũng vậy. Thời Duy cảm thấy rất khó hiểu về sự việc nổi điên của con ngựa Trần An Bang, cô nói Trương Dương xem việc này có nội tình gì không, có phải là hắn đã gây trò không? Trương Dương bị cô hỏi thật sự không chịu nổi nữa, cuối cùng đã thừa nhận, hắn đã nhét một viên sỏi vào hậu môn con ngựa. Thời Duy nói, lợi hại vậy à, một viên sỏi nhỏ bằng hạt đậu đã có thể làm nó phát điên sao? Trương đại quan nói, nếu như cô bị nhét một viên thì cô cũng phát điên thôi. Thời Duy ngớ người, mặt đỏ bừng lên nghiến răng nói, Trương Dương, có tin tôi đánh dập miệng anh không? Đến tận khi bắn súng, Thời Duy vẫn canh cánh về những lời này của Trương Dương, nhưng Trương Đại Quan chẳng tính toán với cô ta, đền bên cạnh Kiều Mộng Viện cười hì hì nói, vừa rồi cô bảo sẽ đền cho tôi à? Kiều Mộng Viện nói, tôi chẳng hứng thú gì với ngựa, tiền cũng chẳng có ý nghĩa gì, cô lấy thân mình bồi thường cho tôi là được rồi. Kiều Mộng Viện cười, không nói gì, cô đã quá quen với việc Trương Dương chọc tức mình. Trương Dương nói: "Tôi quyết định rồi, Tết năm nay tôi không về nữa, ở lại kinh thành chơi cùng cô." "Tết nhất, về nhà cùng người thân chẳng phải tốt hơn?" Trương Dương nói, Yên Nhiên và bà ngoại đi đông Giang, vốn tôi muốn về Xuân Dương ăn Tết, nhưng cha mẹ tôi đột nhiên lại bảo muốn về quê, vì vậy tôi ở lại kinh thành thôi." Kiều Mộng Viện nói: "Tết nhất có ai là không ăn Tết cùng gia đình, một mình anh thì ăn Tết ở đâu?" Nói xong cô cười nói: "Tôi quên mất có phải anh định ăn tết ở nhà phó thủ tướng văn không trương dương nói tùy thôi nếu như cô không ghét thì tôi ăn tết cùng người nhà cô cũng được kiều mộng viện biết rằng hắn ở lại kinh thành là để an ủi cô trong lòng rất cảm động nhưng cô nhẹ nhàng nói đừng đến nhà tôi để người khác đỡ nói ra nói vào trương dương nói có một việc tôi luôn muốn hỏi cô chuyện của cô và chu hưng quốc rốt cuộc là thật hay là giả ánh mắt kiều mộng viện nhìn về phía xa xa tâm trạng cô hôm nay đã khá hơn rất nhiều cô nhẹ nhàng thở dài một hơi rồi nói tôi từng gặp anh ấy một lần là người khác giới thiệu tôi còn đang suy nghĩ trương đại quan vừa nghe đã nhảy dựng lên suy nghĩ cái gì cô vốn đâu có thích anh ta có gì mà phải suy nghĩ chứ kiều mộng viện nói con người sông ở trên đời dù sao thì cũng phải có một mái ấm trương dương nói vậy thì cũng không nhất định phải chọn anh ta chứ Kiều Mộng Viện nhìn sang Trương Dương rồi nói, cảm ơn anh đã quan tâm, nhưng việc của tôi tôi sẽ tự làm chủ. Trương Dương nói, vớ vẩn, chính tôi cứu mạng cô, cô phải tôn trọng ý kiến của tôi. Kiều Mộng Viện nhìn bộ dạng của hắn cảm thấy hơi nực cười, nhưng nghĩ kỹ lại thì chẳng có lý do gì để buồn cười cả. Cô nhẹ nhàng nói, nếu như anh thật sự muốn miễn cưỡng tôi, thì cùng lắm là tôi trả lại tính mạng này cho anh. Trương Đại Quan không nói gì được nữa, Kiều Mộng Viện là một cô gái rất có chủ kiến, cô ấy nói được là sẽ làm được. Kiều Bằng Phi đang bắn súng liền nói với Trương Dương, "Này, nói chuyện gì thế, đến đây bắn súng đi." Thời Duy đặt súng xuống rồi nói, "Anh ta đang ở đó lừa gạt chị tôi đấy à? Trương Dương, tôi nói cho anh biết nhé, anh đã là người đàn ông có vợ rồi, đừng có lén phén đến chị tôi." Trương đại quan thật sự phục cái miệng của cô ấy, vừa bước qua vừa nói, "Nếu như cô là vợ của tôi, thì tôi nhất định phải cắt cái lưới của cô đi." Trương đại quan nhận lấy khẩu súng của thời duy, rồi lên đạn, nhắm chuẩn vào chiếc bia ở phía xa, bằng. Bằng, bằng, hắn bắn liên tục ba phớt súng, ba phát đạn chuẩn xác găm vào bia, làm cho thời duy ngớ người, ngay cả kiều bằng phi ở bên cạnh cũng ngớ ra, Trương Dương, anh giỏi quá, anh không nên đi làm cán bộ nhà nước, mà nên đi làm vận động viên bắn súng thì hơn, với trình độ này của anh, anh nhất định giành được huy chương vàng Olympic. Trương đại quan nhe răng cười, Lấy huy chương vàng làm sao có cảm giác thành tựu như làm quan được. Quán quân Olympic nhiều vô kể, anh xem có mấy người quán quân về sau làm được quan giỏi. Làm quan ở Trung Quốc khó hơn nhiều so với việc giành huy chương vàng Olympic. Thời Duy nói, chưa chắc đâu. Khi Trương Dương thêm đạn và chuẩn bị bắn một loạt mới, điện thoại của hắn vang lên, hắn đưa súng cho Thời Duy, rồi mình đi sang một bên để nghe điện thoại. Điện thoại là do Tiết Vĩ Đồng gọi đến, anh ba anh thật chẳng trượng nghĩa chút nào, đi ra ngoài chơi mà cũng không gọi cho chúng tôi một tiếng." Trương Dương cười nói, chẳng phải là vì sợ mọi người bận sao? Tiết Vĩ Đồng nói, đang làm gì đó? Bắn súng gà, kỹ thuật bắn thế nào?" Trương đại quan ngước đầu lên, nhìn thấy đằng xa có mấy người đi về phía hắn, người đi ở giữa là Chu Hưng Quốc, Tiết Vĩ Đồng và Từ Kiến Cơ đi ở hai bên, cạnh Tiết Vĩ Đồng còn có Viên Tân Quân. Trương Dương mặt cười ra đón. Thật không ngờ họ lại tìm được đến đây. Kiều Bằng Phi thấy đám người này đến, cũng đặt khẩu súng trong tay xuống rồi ra chào. Chu Hưng Quốc bắt tay Kiều Bằng Phi lắc qua lắc lại, "Bằng Phi, anh ở Tây Tạng về mà tôi còn chưa kịp đón." Kiều Bằng Phi cười nói, "Không cần đâu, bạn mình cả, không cần khách sáo như vậy." Tiết Vĩ đồng đến trước mặt Trương Dương, "Anh ba, chẳng phải anh cùng chị dâu về Bình Hải rồi sao?" Trương Dương nói, "Đột nhiên có chút việc." vì vậy Tết năm nay không về nữa, định ở lại Kinh Thành để ăn Tết, đang định liên lạc với mọi người, không ngờ lại gặp nhau ở đây rồi. Tiết Vĩ Đồng nói, tôi vẫn còn nợ chị dâu một chiếc xe kia. Trương Dương nói, được rồi, đợi bao giờ kết hôn rồi tặng một lượt. Trong lòng nghĩ rằng họ không thể nào đến đây một cách trùng hợp vậy được, hắn liền kéo Tiết Vĩ Đồng sang một bên rồi nói, sao lại thế nào? Mọi người sao lại đến đây? chương 1278, thật sự muốn đi một. Tiết Vĩ Đồng cười nhìn Kiều Bằng Phi rồi thấp giọng nói, nghe nói Kiều Bằng Phi bắn chết con ngựa yêu quý của Trần An Bang rồi, vì vậy đến đây để xem, tiện thể tạo chút cơ hội cho anh cả chúng ta. Trương Đại Quan đương nhiên hiểu ý cơ hội mà cô ấy nói là gì, ngay lập tức cảm thấy khó chịu. Có điều hắn cũng không biểu lộ ra ngoài, mà chỉ cười hì hì một tiếng. Thấy Chu Hưng Quốc đã bước về phía Kiều Mộng Viện và ngồi xuống rồi gã cười nói, trùng hợp quá. Kiều Mộng Viện điềm đạm nói, thật sự rất trùng hợp. Chu Hưng Quốc nói, tại sao không ra chơi cùng với mọi người? Kiều Mộng Viện nói, tôi ra ngoài cho thay đổi không khí thôi, chỉ muốn một mình yên tĩnh. Ánh mắt hai người đều chú ý đến sân bắn. Trương Đại Quan giờ lại nhấc súng lên, dưới sự chú ý của mọi người, hắn dùng sùng bắn thành hình trái tim trên bia. Phát súng cuối cùng của hắn bắn vào giữa hình trái tim, mọi người hò reo không ngớt ánh mắt mơ màng của kiều mộng viện đột nhiên lóe lên một tia sáng cô biết rằng trương dương đang dùng cách này để nói với cô điều gì đó đúng như trương dương đã nghĩ đám người chu hưng quốc đến đây không phải là trùng hợp nguyên nhân đầu tiên hấp dẫn họ đến tây sơn này là vì chuyện của trần an bang kiều bằng phi đã một nhát bắn chết con ngựa yêu quý của trần an bang điều này đồng nghĩa với việc vất một quả đạn vào trong đám thái tử kinh thành từ khi kiều bằng phi đi tây tạng nhập ngũ đã sắp bị đám thái tử kinh thành quên mất nhưng hôm nay gã đã dùng một thái độ mạnh mẽ để tuyên bố rằng mình đã quay về. Trong đám thái tử, Chu Hưng Quốc là anh cả, gã không muốn sự việc làm lớn lên, trong mắt gã, Trần An Bang chỉ là một đứa con nít không hiểu chuyện. Mấy năm gần đây gã may mắn, cùng với việc ngành công nghệ thông tin trong nước ngày càng phát triển, tiền tài của gã cũng ra tóc, nhưng thành công đến quá nhanh, dễ làm cho con người ta trở nên kiêu ngạo, Trần An Bang chính là như vậy. Trước kia khi Kiều Bằng Phi còn ở kinh thành cũng rất cao ngạo. Sau đó vì gây sự với Trương Dương bị sư phụ đuổi khỏi sư môn, sau đó lại bị Kiều lão đẩy đi làm lính ở Tây Tạng, Chu Hưng Quốc đã ngầm cho rằng Kiều Bằng Phi giống với Trần An Bang. Sự mạnh mẽ hôm nay của Kiều Bằng Phi làm cho Chu Hưng Quốc đã được mở mắt, Chu Hưng Quốc chỉ là không ngờ được Trương Dương cũng tham dự vào chuyện này. Trước khi đến trường bắn súng, gã đã gặp Trần An Bang, giống với suy nghĩ của rất nhiều người. Chu Hưng Quốc cũng cho rằng Trần An Bang không đáng vì trẻ người non dại mà gây ra chuyện này. Trần An Bang đúng là một tiểu tử hay quên, lần trước vì chuyện của cố dưỡng dưỡng, gã đã đắc tội Trương Dương, rồi bị Trương Dương dập cho một trận tơi bời, lần này không ngờ gã vẫn đi đắc tội người nhà Kiều Gia. Kỹ thuật bắn súng của Trương Đại Quan rất giỏi, Tiết Vĩ Đồng và Thời Duy đều vây lấy vỗ tay. Trương Đại Quan dù là đến đâu cũng rất dễ trở thành trung tâm của mọi người. Tiết Vĩ Đồng nói, anh Chu, Kỹ thuật bắn súng của anh giỏi, anh thi thử xem." Chu Hưng Quốc cười nói, "Tôi cũng biết tự lượng sức mình lắm, đây không gọi là bắn súng, mà phải gọi là bắn súng nghệ thuật mới đúng, tôi không có bản lĩnh này." Vì sự lạnh lùng của Kiều Mộng Viện, Chu Hưng Quốc đã từ bỏ suy nghĩ tiếp tục nói chuyện với cô ấy. Nói thật gã cũng khá có cảm tình với Kiều Mộng Viện, có điều cảm tình không đồng nghĩa với tình yêu, thật ra việc qua lại dựa trên cơ sở chính trị như của họ rất khó làm sản sinh ra tình yêu. Chu Hưng Quốc là một người rất lý trí, từ nhỏ đã được đào tạo cho suy nghĩ lợi ích cá nhân phải phục tùng cho lợi ích gia tộc, thật ra đây chính là đại cục quan. Mặc dù Chu Hưng Quốc mời mọi người đi ăn một cách rất có thành ý, nhưng Kiều Bằng Phi vẫn thay mọi người từ chối, không phải vì gã không nể mặt Chu Hưng Quốc, mà là vì hôm nay mọi người trong nhà tụ họp, họ phải về nhà ăn cơm. Trương Đại Quan không có việc gì làm, đương nhiên không cần phải tham dự buổi họp mặt gia đình của Kiều Gia mặc dù hắn rất muốn tâm sự lâu hơn nữa với kiều mộng việt nhưng thái độ hiện tại của kiều mộng viện lạnh lùng như vậy có điều thứ làm trương dương vui mừng là thái độ của kiều mộng viện và chu hưng quốc còn lạnh lùng hơn so với hắn có thể thấy rằng giữa kiều mộng viện và chu hưng quốc chẳng có gì cả trương dương đi cùng với đám người chu hưng quốc tiết vĩ đồng khá hứng thú với phát súng bắn chết con ngựa yêu quý của trần an bang vì thế không ngừng đuổi theo trương dương để hỏi này hỏi nọ trương dương nói lại ngắn nói sự việc một lần Cuối cùng tổng kết một câu, Trần An Bang có lẽ là được chiều quen rồi nên mới không biết thế nào nặng nhẹ. Chu Hưng Quốc Điềm Đạm nói, mọi người đều quen với nhau, không nên làm mất hòa khí. Viên Tân Quân nói, anh bằng phi bình thường đâu có hay nổi cáu, sao hôm nay ra tay lại quyết đoán vậy? Từ Kiến Cơ cười nói, cậu mới quen anh ta bao lâu? Viên Tân Quân thật sự tiếp xúc với Kiều Bằng Phi từ sau khi gã đến Tây Tạc, hơn nửa tuổi của Viên Tân Quân khá nhỏ trước kia khi kiều bằng phi còn ở kinh thành gã mới chỉ là một đứa trẻ chu hưng quốc nói tết nhất đến nơi rồi đừng tức tối nữa em ba tôi phát hiện ra rồi cậu là một nhân tố không an định cậu đến đâu là ở đó xảy ra chuyện trương dương cười hà hà nói việc hôm nay không liên quan gì đến tôi trần an bang quá thích thể hiện tiết vĩ đồng nói tiểu tử trần an bang đó có chút tiền là đã trở thành coi thường người tắc rồi cho gã ta chút bài học cũng không phải chuyện xấu từ kiến cơ nói, đáng tiếc một con ngựa đến hơn 100 vạn bảng anh giờ đã toi mạng. Viên tân quân cùng cảm thán nói, nếu như anh bằng phi không thích Trần An Bang, thì bắn phát súng cho hắn là được rồi. Không nên giết con ngựa, động vật là bạn của con người, con ngựa đó chẳng có tội gì cả. Tiết vĩ đồng nói, tiểu viên tử, cậu đi chơi đi, cậu cứ nói kiểu đó là tôi lại đau đầu. Chu Hưng Quốc cười nói, được rồi, chúng ta đừng nói đến vấn đề này nữa. Tối nay cùng đi ăn đi." Từ Kiến Cơ lắc đầu nói, "Tối nay tôi phải ở nhà ăn cơm, không đi được." Viên Tân Quân cũng có việc. Cuối cùng chỉ còn lại Chu Hưng Quốc, Trương Dương và Tiết Vĩ Đồng. Tiết Vĩ Đồng rục đi ăn thịt dê, cô biết một cửa hàng ở gần đường bao số 3. Ba người lên chiếc xe ben của Chu Hưng Quốc, Chu Hưng Quốc nói với Trương Dương, "Nghe nói cậu đã ra khỏi biệt thự của tôi." "Sao vậy, cậu không thích à?" Trương Dương cười nói, "Không phải đâu." Yên nhiên đã về Bình Hải rồi. Một mình tôi ở căn nhà rộng như vậy trống vắng quá. Tôi đã về bên ban chú kinh Bình Hải rồi. Sống ở đó tiện hơn. Chu Hưng Quốc nói, tùy cậu. Tiết Vĩ Đồng nói, anh ba, năm nay anh ăn Tết ở Kinh Thành thật à? Trương Dương gật đầu nói, không đi nữa. Về cũng chẳng có việc gì. Ở lại Kinh Thành cảm nhận chút không khí Tết. Tiết Vĩ Đồng chủ động mời, nếu đã không đi nữa, thì ngày mai về nhà em ăn Tết đi, dù sao thì cũng chỉ có một mình anh cô chú em nhất định muốn gặp anh lắm trương dương cười nói cô của em thế nào rồi tiết vĩ đồng cười nói vẫn khỏe chỉ là hơi nghén giờ đây cả nhà đều coi cô ấy như bảo bối vậy giống như từ hy thái hậu chu hưng quốc không chịu nổi liền cười làm gì có ai nói cô mình như vậy chứ tiết vĩ đồng nói anh cả em thấy thái độ của kiều mộng viện với anh hôm nay hơi lạnh nhạt sao thế xem ra không mấy lạc quan rồi Chu Hưng Quốc cười nói, vốn dĩ quan hệ giữa hai bọn anh đã rất bình thường, un, chỉ là vợ của Bộ trưởng Tô giúp liên hệ thôi, có thể phát triển hay không cũng rất khó nói. Tiết Vĩ Đồng nói, Kiều Mộng Viện thật xinh, lần này cha cô ấy xảy ra chuyện, biểu hiện rất trượng nghĩa, bên gia đình cũng tác thành cho hai người. Em thấy rất tốt, rồi cô ta dùng tay hít sang bên Trương Dương rồi nói, anh ba, anh nói xem có phải vậy không? Trương Dương nói, trên thế giới này, việc tình cảm là việc duy nhất không thể nào xen vào được có hợp hay không chỉ có người trong cuộc mới biết thôi. Chu Hưng Quốc gật đầu nói, câu này của em ba không sai chút nào. Khi đang nói chuyện, đã đến quán thịt dê mà Tiết Vĩ Đồng nói. Chu Hưng Quốc bảo lái xe lấy ra 4 cân rượu mau đài. Ba người bước vào, vì đã là ngày 29, nên rất nhiều người ở nhà chuẩn bị Tết, việc làm ăn của quán cơm cũng không còn tốt như trước nữa. Tiết Vĩ Đồng thuê một phòng, trước kia cô ta thường xuyên đến đây, vì thế rất quen với người ở đây. Cô gọi một nồi thịt dê lớn, rồi gọi thêm mấy món đặc sắc nữa. Họ cùng ngồi uống rượu. Câu chuyện của Tiết Vĩ Đồng vẫn xoay quanh Kiều Mộng Viện, anh cả, rốt cuộc anh và Kiều Mộng Viện đã phát triển đến đâu rồi? Chu Hưng Quốc thở dài với kiểu hỏi dồn của cô ta rồi nói, "Ông Tiết à, anh thật sự phải gọi em bằng ông rồi. Bình thường em rất giống đàn ông mà sao giờ lại ba hoa lắm chuyện đến thế?" Trương Dương nói, ngoài mặt thì thế thôi, nhưng xét cho cùng vẫn là phụ nữ. Tiết Vĩ Nồng chừng mắt với hắn, anh ba, anh có ý gì vậy? Anh coi thường phụ nữ đấy à? Trương Dương cười nói, anh đâu có ý vậy, nói đến tôn trọng phụ nữ, anh đứng thứ hai. Không ai dám đứng thứ nhất đâu. Chu Hưng Quốc nói, em ba, vừa vừa thôi là được rồi, em chém gió sắp chém bay cả nóc nhà rồi. Tiết Vĩ Nồng cười khanh khách, cầm cốc rượu lên uống một ngụm, rồi trao mày nói, màu đài này có vị như nước đái mèo vậy, em không uống nữa đâu tối nay còn phải đi gặp ông nội em, nếu như người thấy mùi rượu nhất định sẽ mắng em, cô rót nửa cốc rượu còn lại vào cốc trương dương. Trương đại quan trừng mắt nói, này nha đầu, em nghĩ anh là cái thùng rác đấy à? Tiết phí đồng nói, trong mấy anh em chúng ta, anh là người uống giỏi nhất rồi. Khi em gái cần anh, thì anh phải đứng ra chứ. Đừng sợ khổ, đừng sợ chết. Chu Hưng Quốc nói, người giỏi đúng là khổ sở. Gã cạn một chén với Trương Dương rồi nói, Trương Dương, nếu cậu đã ở lại kinh thành ăn Tết thì mấy ngày nay tôi sẽ sắp xếp cho cậu và anh họ tôi gặp mặt nhau. Về sau khi làm việc cùng cũng tiện hơn. Trương Dương cười gật đầu, Chu Hưng Dân là thị trưởng mới lên của Bình Hải, không cần biết người này thế nào, nhưng quen được cũng là điều tốt, có mối quan hệ với Chu Hưng Quốc, về sau Chu Hưng Dân nhất định sẽ chăm sóc hắn hơn một chút. Tiết Phí Đồng nói, anh cả, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em đâu. Cô vẫn bám dính lấy vấn đề của Chu Hưng Quốc và Kiều Mộng Viện. Chu Hưng Quốc giờ khóc giờ cười, chẳng phải em đã nhìn thấy rồi sao? Giữa anh và cô ấy chẳng bằng bạn bình thường nữa. Tiết Vĩ Đồng nói, giờ đây mọi người đều đồn rằng Chu Gia và Kiều Gia sẽ liên hôn, liên hôn chính trị. Cô ta nhấn mạnh vào chữ liên hôn chính trị. Trương Dương cầm cốc rượu hì hì cười uống một ngụm, đột nhiên ý thức được việc Tiết Vĩ Đồng hỏi nhiều thế này không phải chỉ là vì hiếu kỳ, địa vị của Tiết Gia cũng rất quan trọng, chẳng lẽ cô ta đã thật sự cảm thấy căng thẳng sao? Căng thẳng vì gia tộc của mình, sợ rằng sự liên hôn giữa Chu gia và Kiều gia sẽ dẫn đến việc phân chia mới trên đàn chính trị, từ đó ảnh hưởng đến lợi ích của tiết gia họ. Nếu như trước kia, Trương Dương có lẽ cũng không nghĩ như vậy, nhưng từ sau cuộc nói chuyện với mẹ nuôi La Tuệ Ninh, hắn bắt đầu ý thức được sự kết bái lần này có lẽ không phải là kết quả của sự xúc động nhất thời của họ. Đám anh em kết nghĩa này, chẳng có ai không phải xuất từ một gia đình quyền thế, từ nhỏ họ đã lớn lên trong môi trường chính trị. Những thể hiện của họ chưa chắc đã là tính cách thật sự của họ. Ví dụ như Chu Hưng Quốc, một người có thể hy sinh tình cảm của mình vì lợi ích gia tộc bất cứ lúc nào, tuyệt đối không phải là một nhân vật bình thường. Trương Dương đoán rằng Thiết Vĩ Đồng quan tâm đến chuyện liên hôn giữa hai nhà kiều gia Chu gia là do cô ta căng thẳng. Cô em gái kết nghĩa này không hề vô tâm như biểu hiện bên ngoài của cô ấy. Trương Dương nói, liên hôn chính trị. Chương 1279, thật sự muốn đi hai. Tiết Vĩ Đồng gật đầu nói, có lẽ anh chẳng xa lạ gì, giữa anh và Sở Yên Nhiên, về một phương diện nào đó cũng là liên hôn chính trị. Trương Đại Quan Trừng to mắt nói, em gái này, em đừng nói bừa, anh và Sở Yên Nhiên là tình cảm đơn thuần thôi, không có mục đích chính trị gì trong đó cả, không có một chút công lợi nào. Tiết Vĩ Đồng nói, anh căng thẳng cái gì chứ, em chỉ là nói vậy thôi, dù là anh với Sở Yên Nhiên phần lớn là tình cảm nhưng anh cũng không thể phủ nhận rằng hôn nhân của hai người có bao hàm cả yếu tố chính trị trương dương nói chúng ta có thể không nói như vậy được không nghe thật là khó chịu tiết vĩ đồng nói anh nghĩ thử mà xem cha nuôi anh là phó thủ tướng quốc vụ viện nhạc phụ tương lai của anh lại là bí thư tỉnh ủy bình hải hai người các anh lấy nhau nhất định sẽ làm cho quan hệ giữa bí thư tống và phó thủ tướng văn gần gũi hơn nữa trương dương nói ông tiết ơi tội gọi ông một tiếng ông được chưa em bỏ qua cho anh đi giữa anh và yên nhiên thật sự không phức tạp như vậy chỉ là tình cảm đến nên lấy nhau thôi chu hưng quốc nói thật là hâm mộ cậu quá không nhiều người vừa được mình thoải mái vừa được nhà hài lòng cuộc hôn nhân thế này dường như là hoàn mỹ trương dương nói anh cả nghe ý của anh thì có nghĩa là anh chẳng hứng thú gì mấy về chuyện với kiều mộng viện à trương đại quan hỏi chu hưng quốc nói tôi đã nói từ lâu rồi sinh trong gia đình như chúng tôi Tình cảm bản thân cần phải để ở mức thấp nhất, tất cả đều phải xuất phát từ lợi ích của gia tộc. Tôi như vậy, Kiều Mộng Viện cũng thế, thái độ của tôi đối với hôn nhân là lấy ai cũng được, tại sao không chọn một người gia đình hài lòng chứ? Tiết Vĩ Đồng nói, "Vì vậy em mới nói, giữa anh và Kiều Mộng Viện là cuộc liên hôn chính trị, anh có biết gần đây ở ngoài đang nói gì không?" Chu Hưng Quốc và Trương Dương đều hướng ánh mắt về phía Tiết Vĩ Đồng. Tiết Vĩ Đồng nói, "Gần đây Kiều gia đã xảy ra một số chuyện" sức ảnh hưởng không bằng trước ứa, vì vậy họ muốn lấy lại thế cục, nghĩ ra chiêu thức liên hôn chính trị, nói một cách khác, anh cả, anh đã trở thành cỏ cứu mạng của Kiều Gia. Chu Hưng Quốc cười đau khổ nói, Vĩ Đồng, chỉ với em là anh không chấp thôi, nếu là người khác mà nói vậy là anh trở mặt đó. Tiết Vĩ Đồng chớp mắt nói, em nói không đúng sao. Chu Hưng Quốc nói, bất cứ chuyện gì cũng không thể nhìn vẻ bề ngoài được. Trương Dương nói, Tết nhất thế này, chúng ta có thể không nói về chính trị nữa không? Vừa nghe đến mấy việc này là tôi lại đau đầu. Tiết Vĩ Đồng nói, anh đau đầu gì chứ? Nhạc phụ đại nhân là bí thư tỉnh ủy Bình Hải rồi, về sau anh sẽ trở thành nha nội đứng đầu Bình Hải, ai mà chẳng nể mặt anh. Trương Dương nói, em gái, hôm nay em nói câu nào là câu ấy có gai, anh chẳng đắc tội em câu nào cả. Thứ nhất, anh không phải là nha nội, thứ hai, anh cũng không cần người khác nể mặt anh, nói một câu thật lòng, giờ đây lòng anh đang rất dối bời cha của yên nhiên đã làm đến bí thư công việc về sau của anh sẽ không thuận lợi như trước nữa chu hưng quốc gật đầu nói tôi hiểu được điều này làm việc dưới trướng của nhạc phụ đại nhân không phải là việc dễ dàng không cẩn thận một chút là bị mọi người nhìn vào ngay không những bản thân mình phiền phức mà sợ là sẽ gây phiền phức cho cả người khác nữa trương dương nói đúng như vậy vì vậy bây giờ tôi đang muốn đổi một chỗ khác con người phải thay đổi môi trường mới tốt được một người sống sờ sờ như tôi không thể bị chuyện này chèn ép, tôi cũng chẳng giấu mọi người, việc này tôi đang cố gắng thực hiện, cố gắng đến năm sau sẽ đổi một chỗ khác, có lẽ không có vấn đề gì lớn. Tiết Vĩ nồng đề nghị, anh ba, anh đến kinh thành làm đi, cha nuôi anh là phó thủ tướng văn, vào trong quốc vụ viện làm đi. Trương đại quan nói, anh chỉ là một cán bộ cấp sở, đến kinh thành chẳng là gì cả, trước kia anh ở Đông Giang ít nhất thì cũng quản được vài người. Đến kinh thành thì chỉ có thể bị quản thúc mà thôi, cuộc sống đó anh không quen được. Chu Hưng Quốc cười ha ha. Trương Dương nói, anh cả, anh đừng cười tôi, hôm nay tôi nói ra là để mọi người hiến kế cho tôi, tôi đi đến đâu thì hợp. Chu Hưng Quốc nói, cấp sở mà đến kinh thành thì đúng là hơi nhỏ, cậu nên đi xuống dưới, tìm một nơi để hoạt động độc lập, làm quan, dù sao cũng phải cảm nhận được cái chức cao của mình, cậu nói xem có đúng không? Trương đại quan vỗ vỗ đùi nói, anh cả, anh nói thế này là vào đúng chỗ ngứa của em rồi, nói thật lòng, em ở trong thể chế lâu như vậy, nhưng luôn bị người khác quả thúc, thật sự rất ít khi quản thúc được người khác. Chu Hưng Quốc nói, theo lệ thường, thì phải đến trường đảng để bồi dưỡng, tìm một chỗ tốt là phải cắm xuống ngay, chưa nhìn thấy máu, thì đừng quay lại. Tiết Phí Đồng nói, nói gì mà thê thảm vậy? Chu Hưng Quốc nói, có gì mà thê thảm, với cấp bậc hiện tại của cậu, cũng chỉ có thể đi huyện làm thôi dựa vào cấp bậc và kinh nghiệm của cậu làm một bí thư huyện ủy là thừa rồi đấy vấn đề là bản thân cậu muốn thế nào thôi trương dương nói em đang hoang mang lắm nghe anh nói như vậy em đã có phương hướng rồi tiết vĩ đồng nói anh ba anh thật chẳng sao cả lúc đầu mấy chúng em đều vì anh cả giờ đây chúng em đầu tư hết tiền của vào khu đô thị mới giang thành rồi mà anh lại phủi mông đi mất anh xem có ai thiếu trách nhiệm như anh không chứ Chu Hưng quốc phụ họa, đúng thế, sao cậu lại vô trách nhiệm vậy? Nếu không phải vì cậu thì mấy anh em cũng chẳng đi Đông Giang. Trương đại quan đương nhiên hiểu rằng họ cũng chỉ nói như vậy mà thôi, mấy đám người này đều là quái tinh cả, chỉ vì cảm tình anh em, chẳng lẽ không suy nghĩ đến lợi ích kinh tế ư? Có ma mới tin điều đó. Họ quyết định đầu tư vào Đông Giang, nguyên nhân chủ yếu là vì họ đánh giá cao sự phát triển tương lai của Đông Giang, cho rằng đầu tư vào Đông Giang có lợi tình huynh đệ thì cũng có nhưng trương đại quan hiểu rõ rằng thể diện của hắn cũng chưa lớn đến mức độ như vậy hắn cười hà hà nói là tôi sai rồi tôi tự phạt mình một chén tiết vĩ đồng dơ ba ngón tay ra rồi nói ba chén trương dương nói ba thì ba chu hưng quốc nói với tử lượng của cậu ấy phạt rượu là vừa đúng điều cậu ta thích rồi trương dương nói anh cả em gái hai người hợp sức vào ăn hiếp tôi thật ra tôi đi rồi cũng chẳng có ảnh hưởng gì với mọi người cả bí thư tần vẫn ở đó chính sách của khu đô thị mới đông giang cũng chẳng thay đổi gì hơn nữa tỉnh trường chu của chúng ta cũng đã qua đó rồi anh ấy nói chuyện nhất định có trọng lượng hơn tôi chứ chu hưng quốc nói tiểu tử nhà cậu ấy à chỉ biết tự tìm lý do cho mình thôi lúc này điện thoại của gã vang lên là điện thoại của nhà gọi đến gọi hắn về trương dương vừa thấy vậy liền bảo chu hưng quốc mau về nhà sắp sửa đến tết rồi ai mà chẳng có nhiều việc không có lý do gì cứ phải ở ngoài để chè chén cùng hắn sau khi chu hưng quốc đi khỏi tiết vĩ đồng nói hai chúng ta đừng uống nữa em dẫn anh đi xem ca nhạc nhé trương dương chẳng có chút hứng thú nào hắn lắc đầu nói tối nay anh cũng có việc hay là về sau rồi tính tiết vĩ đồng nói xì, sì, buổi ca nhạc vào tối nay lê thiên vương của hồng kông trương đại quan nói tháp tháp lý thiên vương anh đã nghe nói đến rồi nhưng người ta là ở trần đường quan đã chạy qua Hồng Kông từ bao giờ thế? Tiết Vĩ Đồng biết rằng hắn hay nói linh tinh, bèn thờ dài nói, anh không đi thì thôi vậy, đúng rồi, mai là 30 tháng chạp rồi, hay là anh đến nhà em? Trương Dương nói, thôi, ngày cuối năm cả nhà em đoàn tụ ăn Tết, anh quá đó làm gì? Hay là thế này, mồng một Tết anh sẽ qua đó để chúc Tết gia đình em? Tiết Vĩ Đồng nói, được. Em đợi điện thoại của anh đó. Hai người chia tay ở cửa, Trương Dương nhìn thời gian, giờ đã là 8 giờ tối, hắn gọi điện cho Kiều Mộng Viện, hắn quyết định ở lại Kinh Thành ăn Tết, nguyên nhân thực sự là vì thấy tình trạng của Kiều Mộng Viện khá tệ, không an tâm rời đi. Nhưng điện thoại của Kiều Mộng Viện vẫn chưa mở máy, Trương Dương đoán rằng Kiều Mộng Viện chắc chắn muốn né tránh hắn, nghĩ đến việc hắn ở lại Kinh Thành ăn Tết là vì Kiều Mộng Viện, nhưng người ta lại không xúc động, trong lòng Trương Đại Quan ít nhiều có chút thất vọng, bắt đầu nghĩ về việc liệu hắn có nên quay về hay không. Giờ đây rời đi vẫn còn kịp suy nghĩ đó chỉ lóe lên trong chớp mắt trương đại quan làm gì luôn có đầu có cuối hắn tin rằng sự lạnh lùng của kiều mộng viện với hắn chỉ là vì cô muốn trốn tránh chứ thật lòng cô không muốn làm như vậy sự việc của kiều bằng cử đã chứng minh kiều mộng viện là một người có thể hy sinh tất cả lợi ích cá nhân vì gia tộc cũng có nghĩa là cô rất có khả năng vì giúp kiều gia vượt qua khó khăn hiện tại đồng ý kết hôn với chu hưng quốc điều này rõ ràng là trương dương không thể chấp nhận hắn nhất định phải tìm kiều mộng viện nói chuyện cho ra lẽ đã quyết định không rời đi thì cũng phải báo với cha nuôi mẹ nuôi một tiếng. là Tuệ Ninh nghe nói Trương Dương ở lại kinh thành ăn tết cũng rất vui, bảo hắn nhất định phải đến ăn cơm đoàn viên với họ. Trương Dương biết rằng Văn Linh đã về, nếu như Văn Linh không ở kinh thành thì có lẽ hắn sẽ suy nghĩ đến việc qua đó, nhưng cô ấy đã ở đây thì sự việc không còn như trước. Trương Đại Quan không muốn Văn Linh nhìn mình bằng con mắt thù hằn trong ngày tết thế này, rồi lại xảy ra một trận đại chiến võ lâm ở nhà phó thủ tướng Văn. Trương Dương chỉ nói rằng đã hứa ăn Tết cùng người khác. La Tuệ Ninh đương nhiên không tin, Tết nhất thế này, ai mà chẳng về nhà ăn Tết, đoán rằng Trương Dương nhất định là vì Văn Linh, thế là không tiếp tục miễn cưỡng hắn nữa. Trương 1280, bàn điều kiện 1 Trương Dương về ban chú kinh Bình Hải là vì đến Tết không ít người làm ở đây đã về Bình Hải, chỉ còn lại một số ít người ở lại trực ban. Phó chủ nhiệm ban chú kinh Hồng Vệ Đông năm nay ở lại trực ban, nhận được điện thoại của trương dương đã sắp xếp chỗ ở cho hắn bóng người trương dương vừa bước vào cánh cửa của khách sạn thanh giang hồng vệ đông đã cười ra đón không thể nào không cung kinh được bởi lẽ giờ đây trương dương đã trở thành con rể của bí thư tỉnh ủy bình hải địa vị của hắn cũng cao hơn so với trước đó ai dám đắc tội vị thiếu gia này chứ trương dương cười bắt tay với hồng vệ đông rồi nói chủ nhiệm hồng tết nhất thế này mà tôi còn đến làm phiền anh Hồng vệ đông nói, tôi còn mong mà không được đây, tôi đang buồn vì năm nay không có ai uống rượu nói chuyện với mình kia. Gã dẫn Trương Dương vào trong. Trương Dương nhìn xung quanh ban chú kinh, cảm thấy đã yên ắng nhiều. Trương Dương nói, không bận sao. Hồng vệ đông nói, sự việc chạy bộ đã xong hết rồi, mấy ngày trước bận không chịu nổi, phải đốt hương ở khắp các vị Bồ Tát. Hôm nay đã là 29 Tết rồi, mọi người ai nấy đều có việc, nên bắt đầu từ hôm nay đã nhàn hạ nhiều trương dương gật đầu hồng vệ đông nói thêm bên ban chú kinh hầu như đã về hết rồi chỉ còn lại mấy người trực ban đến đầu năm công việc mới bắt đầu trở lại bình thường có điều anh yên tâm nhà bếp của chúng tôi vẫn kinh doanh như thường trương dương cười nói tôi chỉ là tìm một chỗ để ở thôi có lẽ là ít ăn cơm ở đây hồng vệ đông nói tối nay nhất định phải ăn cơm ở đây lâu lắm rồi anh em ta không uống rượu tối nay nhất định không say không về nhìn thái độ của gã trương đại quan thật sự không tiện từ chối khi hắn đang chuẩn bị đồng ý thì điện thoại của hắn vang lên hắn quay sang cười với hồng vệ đông rồi cầm điện thoại lên đầu dây bên kia là tiếng của trương bích quân trương dương cậu đến kinh thành rồi mà cũng không nói với tôi một tiếng trương dương cười nói chủ nhiệm trương thông tin của bà thật là nhanh nhạy quá tôi vừa mới đặt chân lên đây mà điện thoại của bà đã gọi đến rồi trương bích quân cười một tiếng Bà nắm rất rõ hành động mấy ngày nay của Trương Dương, 20 phút nữa tôi sẽ đến phòng của cậu để thăm cậu. Hồng vệ Đông lần này đã chuẩn bị chi Trương Dương một căn phòng tốt nhất ở ban chú kinh. Bình thường căn phòng này dùng để đón tiếp lãnh đạo cấp tỉnh. Trương đại quan lần này cũng đã được coi là nhận được sự đãi ngộ vượt tiêu chuẩn phoi. Hắn cũng chẳng cảm thấy bất an vì sự sắp xếp này. Hồng vệ Đông có ý tốt, hơn nữa, căn phòng để đó cũng chẳng ai dùng không bằng để nó phát huy chút giá trị của mình. Trương Dương bảo người pha một ấm trà, ngồi ở hồng mộc trà hải yên tĩnh đợi Trương Bích Quân. Trương Bích Quân rất đúng giờ đúng 20 phút sau đã có mặt gõ cửa phòng Trương Dương. Trương Đại Quan nói, cửa không đóng đâu. Trương Bích Quân mỉm cười bước vào trong, dù là lúc nào bà ta cũng rất cao quý. Trương Đại Quan giờ đây cũng được coi là đi nhiều biết nhiều, ít nhiều nhận thức được giá trị của quần áo Trương Bích Quân không phải là thuộc dạng tầm thường. Thật ra, trên thực tế, Trương Bích Quân rất chịu chi tiêu cho vụ ăn mặc. Trương Đại Quan thầm nghĩ, bộ quần áo đắt như vậy liệu có phải là dùng tiền công để mua hay không? Thật ra cán bộ quốc gia cũng có điểm lợi của cán bộ quốc gia. Trong những giai đoạn khác nhau diễn những vai trò khác nhau, điều này cần phải có tiền. Ví dụ khi cần anh diễn một phú ông tiền tỷ, anh phải lấy một chiếc BMW mặc một bộ quần áo nhãn hiệu quốc tế. Không thể nào mặc một bộ quần áo rẻ tiền mười mấy tệ, Đi một chiếc xe đạp rách để hoàn thành nhiệm vụ, trong quốc an, để bảo vệ lợi ích của quốc gia, dùng tiền công là điều có lý. Trương Bích Quân thấy ánh mắt tên này ngó ngoay, từ khi bà bước vào phòng chưa yên, không biết hắn ta đang nghĩ trò quỷ gì. Trương Dương bước đến, giúp Trương Bích Quân móc chiếc áo khoác màu đen lên giá, Trương Bích Quân đi từng bước trên sàn nhà, ánh mắt bà ta nhìn xung quanh căn phòng của Trương Dương, rồi nhẹ nhàng nói, "Được lắm, toàn là đồ gỗ cả, rất cổ kính." chỉ tiền sửa chữa cũng đã không ít trước kia tôi đã nghe nói ở kinh thành này khách sạn hào hoa nhất không phải là khách sạn cấp sao gì mà là ban chú kinh các tỉnh thành phố chỉ cần chọn bừa một chỗ là có thể tìm ra mấy căn phòng tổng thống xem ra điều này là thật trương dương cười nói tiêu tiền công luôn có thể tìm được lý do chủ nhiệm trương bà tìm tôi nhất định không phải vì việc này chứ trương bích quân gật đầu nói cậu quen rất thân với cha vi đúng không Trương Dương vừa nghe bà ấy nhắc đến cái tên của cha Vi không khỏi cho mày, sau khi hắn đến Kinh Thành chưa liên lạc với cha Vi. Câu hỏi của Trương Bích Quân nhất định không phải tự nhiên mà có, nghĩ đến lúc đầu, hắn còn thông qua Trương Bích Quân sắp xếp buổi tối dưới ánh nến lãng mạn trên thuyền, quan hệ ám muội của hắn và cha Vi, Trương Bích Quân hiểu rất rõ, nhớ đến chuyện này, Trương Đại Quan cảm thấy hơi kỵ với Trương Bích Quân, người phụ nữ này rất khó hiểu, bà ta hiểu được rất nhiều việc liên quan đến hắn, giờ đây là quan hệ hợp tác còn được, nếu như ngày nào đó trở mặt thành thù của nhau thì không thể đảm bảo rằng bà ta sẽ tiết lộ những việc khốn nạn của hắn. Đến lúc đó Trương đại quan không thể làm gì được, nghĩ đến khả năng này, Trương Dương cảm thấy đau đầu. Trương Bích Quân nói, theo tình hình chúng tôi tìm hiểu được, cha Tấn Bắc ngày mai sẽ tổ chức phú hội ở biệt thự Lệ Cung của ông ấy, những người tham gia đều là con cháu trong gia đình và bạn bè thân thiết. Trương Dương vừa nghe đã biết ý của bà ta là gì, cười nói, "Trương cục, bà muốn đánh vào nội bộ địch đúng không?" việc này hình như không thích hợp, người ta đều là người nhà cả, tôi còn chưa quen với họ đến độ ấy. Trương Bích Quân nói, cha của Khư Phụng Tiên Khư Tác Đống hiện tại cũng ở Kinh Thành, ông ấy và cha Tấn Bắc quen nhau lâu rồi, tôi nghi ngờ giữa họ có một âm mưu nào đó. Trương Dương nghe Trương Bích Quân nói vậy liền trao mày nói, dưới tay bà có nhiều tinh binh cường tướng như vậy, tại sao không phái họ đi cơ chứ? Trương Bích Quân nói, đám người dưới của tôi mặc dù giỏi, nhưng thân thủ của họ không thể nào sánh bằng cậu được, người đắc lực thật sự vẫn là dạ doanh. Bà ta cố ý thở dài một hơi, khi thở dài còn quay sang nhìn Trương Dương, thấy Trương Dương trao mày, Trương Bích Quân biết rằng giữa Trương Dương và dạ oanh vẫn chưa xong chuyện, tiểu tử này lúc nào cũng nghĩ về việc an nguy của dạ oanh. Trương Dương nói, đến giờ vẫn chưa có tin của dạ oanh sao. Trương Bích Quân nói, cô ấy là thành viên trong nội bộ tổ chức chúng tôi, không dám phiền cậu quan tâm. Trương Dương nghe bà ta nói vậy càng cảm thấy kỳ lạ, chẳng lẽ Trương Bích Quân đã biết được tung tích của Lệ Phù? Trương Dương nói, giữa chúng ta đã là quan hệ hợp tác, thì bà nên thành thật một chút, nếu không thì về sau chúng ta không hợp tác nữa, ai đi đường nấy. Trương Bích Quân nói, quan hệ hợp tác không phải chỉ cần một bên dốc sức là được, là do cậu gây cho tôi sự hứng thú với cha Tấn Bắc, giờ đây theo tình hình tôi nắm được, cha Tấn Bắc và Khưu Tác Đống rất có khả năng có giao dịch nội bộ với nhau, hơn nữa người như cha Tấn Bắc có nghi ngờ rất lớn trong vụ mất tích của Lưu Khánh Vinh, trương dương những thiết bị an toàn của cha tấn bắc ở biệt thự lệ cung rất nghiêm ngặt nếu như không được mời thì không thể vào đó được trương dương nói nếu như tôi vào biệt thự của ông ấy được rồi thì cũng có tác dụng gì bà muốn tôi lắp máy nghe trộm trong đó à đây không phải điểm mạnh của tôi đâu trương bích quân nói không cần phải vậy tôi nghi ngờ cha tấn bắc đặt những tài liệu mật của ông ta trong mật thất của lệ cung trương dương nói bà muốn tôi nhân cơ hội này để vào trong mật thất của cha tấn bắc sau đó trộm những tài liệu bí mật đó ra ngoài. Trương Bích Quân gật đầu nói, rất thông minh, nói chuyện với cậu quả không tốn sức. Trương Dương nói, tôi không hề biết mật thất của cha Tấn Bắc nằm ở đâu, dù là có biết đi nữa, ai mà biết được trong mật thất có thiết bị bảo mật hay không. Trương Bích Quân nói, tôi đã điều tra việc này rõ ràng rồi, và cũng đã chuẩn bị những công cụ cần thiết cho cậu. Có điều tôi không hy vọng cậu đi ăn cắp đồ trong kết bảo hiểm của ông ta, mà là bảo cậu giúp làm một vài công việc thôi. Trương Dương nói, xem ra bà đã nhắm vào tôi rồi. Trương Bích Quân nói, không phải vậy, chỉ là cho cậu một cơ hội để thỏa mãn trí tò mò thôi, chẳng phải cậu cũng cảm thấy người như cha Tấn Bắc cũng rất kỳ lạ sao. Trương Dương nói, dù là tôi vào được, thì về sau ông ấy mất đồ nhất định sẽ nghi ngờ tôi. Trương Bích Quân nói, đã để cậu vào đó, đương nhiên chúng tôi sẽ nghĩ hết tất cả những biện pháp phối hợp, không để xảy ra chuyện gì, và cũng không làm tiết lộ thân phận cậu một cách dễ dàng. Trương Dương nói, nếu như cha Vi biết tôi lợi dụng cô ấy để điều tra chú ruột của cô ấy, nhất định sẽ trở mặt với tôi, tôi không thể nào làm một việc bị ổi như vậy. Trương Bích Quân điềm đạm cười nói, Trương Dương, tôi đã điều tra được một chuyện, nhất định cậu rất hứng thú. Trương Dương nheo mắt nhìn bà ta, cố ý thở dài rồi nói, con người sẽ thay đổi, giờ đây lòng hiếu kỳ của tôi không lớn như vậy nữa, có lẽ là do tôi đã già rồi. Trương Bích Quân nói, có lẽ cậu vẫn nhớ về vụ trong khu cấm địa quân sự đúng không? Trương Dương gật đầu, hắn đương nhiên vẫn nhớ, lúc đó có một tên giả làm bạn học của cố dưỡng dưỡng Cát Quốc Khánh, vội vàng nói rằng vì cố dưỡng dưỡng vào nhầm khu quân sự nên đã bị bắt, lừa Trương Dương vào chồng. nếu như không phải có kiểu lão nói đỡ, thì có lẽ hắn đã phiền phức rồi. Trương Bích Quân nói, có chứng cứ cho thấy cha Tấn Bắc rất có khả năng liên quan đến sự việc lần đó, ông ấy đã lợi dụng sự chú ý của bên quân sự, lợi dụng khi sự chú ý đổ dồn lên cậu đã phái người vào đó để ăn cắp tư liệu bí mật trương dương hít vào một hơi đến tận bây giờ hắn vẫn không nghĩ rằng sau chuyện này lại phức tạp đến như vậy lời nói của trương bích quân không thể không tin cũng không thể tin tưởng hoàn toàn cha tấn bắc trước kia chẳng có thù hằn gì sâu với mình ông ấy không có lý do gì để hãm hại mình trương dương nhìn trương bích quân nói sao tôi biết rằng bà không lừa tôi trương bích quân nói tôi chẳng cần phải lừa cậu giờ đây tôi đã có thể chắc chắn rằng, cha tấn bác nhất định có vấn đề, nhưng thiếu mất chứng cứ, chỉ cần cậu giúp tôi tìm được chứng cứ, tôi sẽ nói hết sự việc này cho cậu, còn nữa. Trương Bích Quân dừng một lúc rồi cho thêm một cái mồi câu, tung tích của dạo anh. Quan hệ giữa Trương Dương và Quốc An vốn dĩ đã là một việc giao dịch, từ khi hình kiều Huy còn ở đó là vậy, giờ đây hình Kiều Huy không ở đây cũng là vậy, tính cách đặc biệt của tên này đã quyết định, người khác không thể kiềm chế được hắn, Muốn để hắn làm việc, nhất định phải cho hắn điều kiện đủ làm hắn xúc động. Hai điều kiện mà Trương Bích Quân đưa ra rất có sức hấp dẫn với Trương Dương, vì vậy tên này không suy nghĩ nhiều đã đồng ý, Trương Dương nói, ý của bà là chỉ để tôi giúp đỡ phối hợp với một vài công tác. Trương Bích Quân gật đầu nói, biệt thự của cha Tấn Bắc chúng tôi đã điều tra toàn diện rồi, vì biện pháp phòng mật của nó rất nghiêm ngặt, vì vậy cần phải có người phối hợp cùng, thu hút sự chú ý của họ. Chỉ có thế này, người của chúng tôi mới có thể dễ dàng vào khu biệt thự. Trương đại quan nghe nói không cần hắn trực tiếp ra tay, trong lòng đã thoải mái rất nhiều, hắn thấp giọng nói, "Bà muốn tôi làm thế nào?" Trương Bích Quân kéo túi áo ra, lấy ra một chiếc laptop mỏng, sau khi bật lên, bà ta mở hình của biệt thự Lệ Cung lên, Trương đại quan khen, "Đúng là bộ phận an toàn quốc gia, làm những việc này lợi hại hơn so với mấy tên đầu đường xó chợ nhiều." chương 1281, bàn điều kiện 2. Trương Bích Quân cũng nghe ra hắn đang khích bác, nhưng biểu hiện vẫn vậy, điềm đạm nói, biệt thự của cha Tấn Bắc được tạo thành bởi hai biệt thự đơn độc, diện tích của kiến trúc tổng cộng là 1300 m một tầng dưới đất, ba tầng trên mặt đất, giữa hai biệt thự, có đường thông dưới đất, chúng ta đánh đấu biệt thự là A và B, mục tiêu lần này của chúng ta là tòa biệt thự B, dù là với người thân trong gia đình, cha Tấn Bắc cũng không để họ vào ngôi biệt thự này, theo những gì chúng tôi tìm hiểu được, những vật siêu tầm và bí mật của ông ta đều ở trong khu biệt thự này cả. Trương Dương nhìn hình kết cấu tòa biệt thự trên máy tính, tôi phải vào khu B này à? Trương Bích Quân lắc đầu nói, điều cậu cần phải làm là gây một trận náo loạn ở trong buổi tiệc tối hôm đó, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Người của chúng tôi sẽ nhân cơ hội hỗn loạn đó vào khu biệt thự B. Trương Dương nói, gây vụ hỗn loạn. Trương Bích Quân nói, với cậu thì rất dễ dàng. Có điều cậu còn cần một vài công cụ." Bà tiến gần một chút, rồi thấp giọng nói kế hoạch của mình cho Trương Dương. Trương đại quan vừa nghe vừa gật đầu, xem ra bên quốc an đã chuẩn bị hết sức đầy đủ. Trương Bích Quân nói, "Sự việc sau đó thì phải nhờ ở cậu rồi." Theo sự sắp xếp của Trương Bích Quân, Trương Dương xuất hiện tại trước tòa nhà nghệ thuật quốc gia vào đúng 10 giờ sáng ngày hôm sau, ở đây đang tổ chức một cuộc triển lãm tranh sơn dầu, khi Trương Dương đến cửa mua vé đã gặp phải Cha Vi. Cha Vi đến cùng với hứa Di, hai người cũng đang chuẩn bị mua vé, gặp phải Trương Dương đứng ở cổng bán vé, hai người đều vô cùng ngạc nhiên, Trương Dương. Sao Lai là anh? Cha Vi thật sự không biết việc Trương Dương đã đến Kinh Thành, càng không thể ngờ rằng tên này lại đến cuộc triển lãm tranh sơn dầu một cách đầy trùng hợp như vậy. Trương Đại Quan hiểu rõ, tất cả đã là do Trương Bích Quân sắp xếp hết, xem ra Quốc An cũng đã theo dõi Cha Vi lâu rồi, nghĩ đến sự can thiệp vào mọi ngõ ngách, thế lực tồn tại khắp mọi nơi của quốc an, Trương Đại Quan cũng cảm thấy đau đầu, tổ chức thế này nếu là bạn thì tốt, nhưng nếu thật sự quốc an muốn chống lại mình, thì sợ rằng cả đời này đừng nghĩ đến việc yên ổn nữa. Trương Đại Quan cố làm ra vẻ rất ngạc nhiên, sao hai người lại đến đây thế này? Ánh mắt của cha Vi nhìn Trương Dương càng cảm thấy kỳ lạ hơn, tôi còn đang muốn hỏi anh đây. Anh đến Kinh Thành bao giờ vậy? Sao không liên lạc với tôi? Trương Dương nói, vừa mới đến không lâu, vì vấn đề công việc thôi, vốn định về vào hôm nay, nhưng người về quê ăn Tết đông quá, vé tàu hỏa khó mua, tôi vừa đến ga tàu thì thấy đầy những người, giờ tôi đã được thấy cái gọi là biển người rồi, còn tôi lại không dám đi máy bay, vì vậy chỉ đành ở lại đây. Cha Vi nói, "Này này này, tôi hỏi tại sao anh không liên lạc với tôi, mà anh nói sang đâu thế hả?" Trương Dương cười nói, "Tôi đã từng nghĩ đến việc liên lạc với cô, nhưng lại nghĩ hôm nay là 30 Tết rồi." Mọi người đều đoàn tụ với gia đình cả, tôi không nên đến làm phiền. Cha Vi nói, si, sì, chẳng được câu nào thật lòng. Hứa Di cười nói, chúng ta mau mua vé vào đi. Trương Đại quan giành mua vé, cùng Cha Vi và Hứa Di đi vào trong tòa nhà nghệ thuật. Nếu nói đúng ra, thì Trương Dương vẫn có chút tế bảo nghệ thuật, nhưng trình độ thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật phương Tây thì không thể nào bằng Cha Vi. Dù sao thì Cha Vi tốt nghiệp từ một trường nghệ thuật chuyên nghiệp, thứ nổi tiếng nhất của Thượng Hồng là tranh sơn dầu cơ thể người. Trương Đại Quan nhìn những bức tranh đầy màu sắc này, thứ xuất hiện trong đầu hắn không phải là nghệ thuật nữa. Cha Vi nhìn Trương Dương hơi ngạc nhiên, Trương Đại Quan bị cô nhìn đến độ xấu hổ không dám ngắm tranh nữa, gì đó cô cứ nhìn chằm chằm vào tôi làm gì. Cha Vi nói, tôi nhớ anh đâu có hứng thú với hội họa. Trương Dương nói, đây là nghệ thuật cơ thể người kia mà, đâu có giống. Cha Vi hơi đỏ mặt, mắng tư tưởng của loại người như anh đúng là không tử tế cô cho rằng trương dương đến đây là để xem tranh cơ thể người trương đại quan nói vốn cũng chẳng muốn xem đâu nhưng cứ đi tự nhiên lại đến đây cảm thấy vô vị lại nhìn thấy quảng cáo bên ngoài hấp dẫn như vậy vì thế đã đến đây xem ai ngờ lại gặp phải mọi người cha vi nói bọn em đến là để thưởng thức nghệ thuật còn anh đến là vì mục đích dê già cảnh giới của chúng ta không giống nhau lúc này giang quang á cũng đến nơi cha vi mời hứa di đến là để ủng hộ cho hai người họ trương dương chào giang quang á hắn cũng đã nhận ra mục đích của cha vi không lâu sau giang quang á và hứa di đã đi lên trước mặt họ cha vi đi lại đằng sau đi xem một bức tranh ở trước mặt trong bức tranh là một người giàn ông nút trương đại quan nhìn bức tranh sơn dầu này liền cảm thán vẽ thật là giỏi giống như là thật vậy cha vi nói anh thì hiểu gì chứ trương dương nói anh không hiểu thì em hiểu à Em nhìn thằng đàn ông này nhận thấy cái gì nghệ thuật rồi nào. Cha Vi nói, nói chuyện nghệ thuật với anh đúng là đàn gảy tai trâu. Trương Dương nói, cởi hết ra thì thành nghệ thuật à, vậy thì để anh cởi ra cho em, đảm bảo rằng đẹp hơn thế này nhiều. Cha Vi đỏ bừng mặt, cắn cắn môi, rồi dựng ngược lông mày lên, anh cởi đi, anh rời thì cởi ngay bây giờ đi, nếu không cởi anh sẽ là chó con. Trương Đại Quan nói, thôi tốt nhất là không cởi nữa, nếu không sẽ làm em sợ. Cha Vi nói em mà sợ anh à? Em là người học nghệ thuật, đâu có phải mới chỉ nhìn thấy một vài canh nút đâu. Thấy Cha Vi nói thật, Trương Đại Quan cũng cảm thấy ngại. Đây là nơi công cộng, là tòa nhà nghệ thuật quốc gia. Nếu như hắn cởi quần áo thật, thì chắc chắn ngày mai sẽ lên trang nhất báo kinh thành. Trương Đại Quan nói thôi đùng, anh hưởng không tốt đâu. Cha Vi cười nói có cho tiền anh cũng không dám. Trương Dương nói trưa nay tôi mời cô ăn cơm cha vi nói giang quang á đã nói là trưa nay mời rồi bổn cô nương không rảnh trương dương thở dài nói cha vi sao tôi thấy lần này cô gặp tôi khó chịu thế nào vậy tôi có chỗ nào đắc tội cô rồi cha vi nói không có chỉ là tôi không thuận mắt cái kiểu dương dương tự đắc của anh thôi trương dương nói tôi có gì mà tự đắc tết nhất thế này không về nhà được một mình ở nơi đất khách quê người đúng là nhớ gia đình quá Cha Vi nói, nhớ sở yên nhiên rồi đúng không? Trương Dương cười hì hì nói, nhà đầu, sao tôi thấy cô giống như đang ghen vậy nhỉ? Cha Vi nói, tôi mà phải ghen à, làm gì có hơi mà ghen với anh? Hai người đang cãi nhau, Giang Quang Á và hứa gì đã đi đâu mất rồi? Cha Vi nói, thật là chẳng ra làm sao cả, toàn là hạng trọng sắc quên bạn. Trương Đại Quan nghĩ rằng câu này phần lớn là nói về hắn, hắn giả vờ không hiểu ý của Cha Vi, cười hì hì nói, hai người họ có phải có ý gì với nhau không? Cha Vi nói chẳng tốt đẹp gì, không biết, người khác yêu nhau liên quan gì đến tôi chứ? Trương Dương nói, cô rất giống bà mối đấy. Cha Vi nói, những người làm bà mối có ai có kết cục tốt đẹp chứ? Trương Dương thấy cô ấy tức giận, khi hắn đang nghĩ làm thế nào để dỗ, thì Tiết Vĩ Đồng gọi điện thoại đến, Tiết Vĩ Đồng mời hắn đến ăn cơm nhà cô ấy vào tối nay. Mặc dù biết rằng Tiết Vĩ Đồng có ý tốt, nhưng Trương Dương vẫn từ chối, dù sao thì hắn không mấy quen thân với Tiết Gia, mạo muội đến thăm như vậy quả thực không tốt. Vừa cục máy điện thoại của Tiết Vĩ Đồng, mẹ nuôi La Tuệ Ninh đã lại gọi điện đến gọi hắn tới ăn cơm tối, Trương Dương giải thích mẹ, thật sự con không qua đó được, con đã hứa với bạn rồi, cùng ăn đêm 30, con hứa với mẹ, sáng mai con sẽ đến chúc Tết mẹ. La Tuệ Ninh lại bảo hắn đừng đến, ngày mùng một là ngày hai vợ chồng bà bận nhất, với địa vị của văn quốc quyền, vẫn không phải là lúc có thể điềm nhiên ngồi ở nhà đợi người ta đến chúc Tết. Ngoài chính vụ, còn phải chúc Tết mấy đồng chí cũ nữa. Điện thoại liên tiếp vang lên, là Tuệ Ninh vừa cục điện thoại, Hồng Vệ Đông đã gọi điện đến, Trương Đại Quan có hơi không ứng phó kịp, xem ra vẫn có không ít người quan tâm đến hắn. Cha Vi đứng ở cạnh hắn đợi 5-6 phút, thấy hắn nhận điện thoại liên tiếp, cô không đợi được nữa, liền đi lên đằng trước. Cuộc điện thoại cuối cùng của Trương Đại Quan là của Sở Yên Nhiên, Sở Yên Nhiên gọi điện thoại đến là để chắc chắn rằng hắn về hay không. Trương Dương nói chuyện với Sở Yên Nhiên đến tận 10 phút, khi đặt điện thoại xuống, cha Vi đã không thấy đâu nữa rồi. Trương Dương gãi gãi đầu, rồi lại nhìn điện thoại, giờ hắn không nghĩ nữa, hắn nhanh chóng bước về phía trước, bước qua mấy chỗ trưng bày, mới tìm thấy cha Vi. Cha Vi đang đứng ở trước một bức thánh mẫu, thánh mẫu ở trên bức tranh cũng không mặc gì, Trương Đại Quan giả vờ ngó đầu vào xem, rồi nhẹ nhàng nói, sao không đợi tôi chứ? Cha Vi cố ý thở dài rồi nói, anh đang gọi điện ngọt ngào vậy, làm sao biết anh mới nấu xong nồi cháo điện thoại đó, tôi không thể cứ đứng như con ngốc ở đó đợi anh được. Trương Dương cười nói, đều là người gọi tôi đi ăn cơm tất nhiên cả. Anh đã nghĩ xong là đi đâu chưa? Trương Dương lắc đầu nói, vẫn chưa, Tết nào chẳng vậy, đến đâu đó ăn tạm bữa cơm là được rồi. Hay là, tôi về nhà cô chơi nhé. Cha Vi nói, anh là nhân vật gì chứ? Anh về nhà cùng tôi thế nào được? chương 1282, tạo lãng mạn một. Trương đại quan ngớ người, chừng hai mắt nhìn cha vi. Gì gì, gì gì cái đầu anh, cha mẹ tôi về Đông Bắc ăn Tết rồi, tôi không về, tối nay cũng không có chỗ nào ăn cơm. Trương Dương nói, quê cô ở Đông Bắc à? Cha Vi nói, ông bà nội đều mất cả rồi, nên rất ít khi tôi về đó. Trương Dương gật đầu, hai chúng ta đúng là có duyên. Cha Vi nói, sao tôi không thấy vậy? Trương Dương nói, cô thử nghĩ mà xem, 30 Tết, một cô nam quả nữ, đột nhiên đến cùng một nơi, cùng xem triển lãm nghệ thuật cơ thể người, vừa vặn đúng lúc người nhà của cả hai đều không ở bên cạnh, đây chẳng phải là sự bắt đầu của một câu chuyện lãng mạn sao. Cha Vi không chịu nổi liền bật cười, anh chỉ biết nói linh tinh thôi, cái gì gọi là triển lãm nghệ thuật cơ thể người chứ. Đi cùng loại không biết gì về nghệ thuật như anh đúng là chán. Trương Dương nhìn xung quanh rồi nói, hai người kia đâu rồi? cha vi nói tôi không biết giang quang á đang muốn ở một mình cũng hứa gì đó trương dương thở dài rồi nói trước kia không nhận ra cậu ta trọng sắc khinh bạn người tình vẫn chưa đến tay mà đã vứt bỏ cả bà mối thế này cha vi nói anh nói năng kiểu gì vậy đúng là chẳng được lời nào tử tế từ cái miệng của anh nói người ta trọng sắc khinh bạn anh chẳng phải cũng vậy sao trương dương cười nói tôi thật sự là hơi trọng sắc khinh bạn nhìn thấy cô tôi quên mất cả bạn ngay cả mẹ nuôi tôi gọi tôi về ăn cơm tôi cũng đã từ chối mất rồi. Cha Vi chẳng tin lời của hắn, xì, sì, đừng ở đây nói vớ vẩn lừa tôi, loại người đàn ông đã có vợ như anh không tin tưởng được. Trương Đại Quan mặt đáng thương nói, tôi đã thành đàn ông có vợ từ bao giờ thế, tôi còn chưa kết hôn kìa. Cha Vi nói, đồng chí Trương Dương, sự việc của anh và sở yên nhiên giờ ai mà không biết chứ, đừng giả vờ thuần khiết trước mặt tôi nữa, anh ấy à anh là một người cực kỳ lăng nhăng, tôi đã nhìn thấu anh từ lâu rồi. Trương Dương thở dài nói, được, tôi nhận vậy, có điều, lăng nhăng cũng có tội sao. Cha Vi nói, tôi cho rằng, tất cả những thằng đàn ông lăng nhăng đều đáng chết cả. Trương Đại Quan hít vào một hơi rồi nói, nhà đầu, có cần hiểm độc như vậy không? Mặc dù lời chủ úm của cha Vi hiểm độc, nhưng cô vẫn không thể đối xử lạnh nhạt với Trương Dương, thật ra từ lúc cô quen với Trương Dương. Đã biết rằng Trương Dương là một người phong lưu, quan hệ của hai người gần như ở giữa bạn và người tình, gần như mỗi lần gặp nhau đều có hành động ám muội, Cha Vi biết rằng tại sao mình tức giận, nghe được tin Trương Dương và Sở Yên Nhiên sắp sửa thành chính quả, trong lòng cô không khỏi thất vọng, mặc dù cô đã sớm biết kết quả sẽ thế này. Cha Vi không phải là một cô gái nhỏ nhen, tính cô rất thẳng thắn, dù là lần trước đã chịu tội thay cho Tinh Toàn, nhưng cô cũng chẳng hận chú của mình, quả thật như vậy. Không lâu sau cô lại đối xử tốt với cha Tấn Bắc. Còn về Trương Dương, cô tức giận còn một lý do nữa. Đó là hắn đến Kinh Thành mà không liên lạc với cô. Nếu không phải gặp nhau một cách ngẫu nhiên ở đây, thì tiểu tử này có lẽ sẽ không bao giờ nghĩ đến việc gọi điện cho cô. Cha Vi không hề biết rằng, sự gặp nhau hôm nay của cô và Trương Dương không phải là ngẫu nhiên. Trương Đại Quan không hề nói ra chuyện này. Hắn muốn lợi dụng Trương Dương để vào biệt thự lễ cung của cha Tấn Bắc. Thấy điệu dạng cười hình hịch của Trương Dương, cha vi đột nhiên giơ tay đấm vào ngực hắn rồi nói cười cái gì mà cười cười xấu như vậy à trương đại quan nhìn cha vi trong lòng vẫn có chút áy náy hắn đã lợi dụng cha vi hắn không nhìn thẳng được vào lương tâm của mình cha vi lại đấm hắn còn cười nữa là tôi đánh anh đấy trương dương nói gì nhỉ đây là tòa nhà nghệ thuật quốc gia chú ý đến hình tượng đi hay là tôi đền mời cô ăn cơm cha vi nói tầm thường chẳng có chút sáng tạo nào cả giờ tôi nghĩ lại anh đúng là thô tục trương dương nói tôi là một tên thô tục còn cô là tiên nữ dáng trần không ăn thịt của nhân gian cha vi nói đang nói tôi đang khích bác tôi tôi không có ý đó nhà đầu tôi đang khen cô đấy cha vi nói tôi thật sự không nhận ra đâu đi thôi chúng ta ra ngoài đi trương dương nói không thưởng thức tranh sơn dầu nữa à cha vi nói tôi thật sự không chịu nổi loại người như anh dùng con mắt tục tiếu để nhìn vào nghệ thuật, đây mà gọi là thưởng thức à, anh đúng là trổng mông vào nghệ thuật. Trương Dương nói, tội danh này lớn quá, chúng ta đi thôi, gì nhỉ, cô ở cùng với tôi, không sợ tôi ảnh hưởng à. Cha Vi đỏ mặt nói, cút, có tin tôi đá chết không? Hai người vừa đấu khẩu, vừa bước ra ngoài. Trương Dương nói, cô muốn ăn cơm ở đâu? Cha Vi nói, Trương Dương, tôi cảm thấy anh không như trước kia nữa rồi, giờ đây ngoài ăn cơm chỉ có ăn cơm thôi, anh làm quan thành bệnh rồi, đừng cảm thấy ăn đồ của nhà nước không đau lòng, có thể tiết kiệm được, thì cũng nên tiết kiệm, tiền của nhà nước cũng không thể tiêu linh tinh được. Trương đại quan cười đau khổ nói, tự tôi bỏ tiền ra, cô tưởng là tôi lấy tiền công ra ăn à. Cha Vi ngước đầu nhìn bầu trời màu nâu, Trương đại quan cũng nhìn theo cô ấy, cảm thấy bầu trời đã tối hơn rất nhiều so với lúc hắn bước vào tòa nhà nghệ thuật quốc gia, giống như sắp tuyết vậy cha vi nói anh có biết tôi đang nghĩ gì không trương đại quan gãi đầu nói sự việc trong đầu cô làm sao tôi biết được tôi có phải là con run trong bụng cô đâu cha vi thở dài nhắm mắt lại yên lặng trương đại quan nhìn cha vi đột nhiên nghĩ đến đêm lãng mạn của họ trên thuyền ngay lập tức hiểu điều cha vi đang nghĩ trong lòng một chút tuyết rơi lên mặt cha vi làm cô cảm thấy hơi mát cô mở hai mắt rồi nói tuyết rơi rồi trương dương gật đầu rồi đi ra một bên gọi điện thoại. Trương Bích Quân đang ở trong xe cách đằng sau họ hơn 200 mét, nhấc điện thoại lên, nhẹ nhàng nói có chuyện gì. Trương Dương nói, bà phải giúp tôi làm một chút chuyện. Nói đi, bà nhớ lần trước có bữa cơm Pháp không? Ở trên thuyền ấy, Trương Bích Quân đương nhiên vẫn nhớ. Trương Dương nói, tôi nghĩ phí vận hành lần này có lẽ đã lớn hơn một chút. Trương Bích Quân nhìn đôi thanh niên ở đằng xa, không khỏi thở dài, rốt cuộc là anh đang làm nhiệm vụ hay là đang theo đuổi con gái hả? Trương Đại Quan nói, công việc và tình cảm cả hai đều không được bỏ lỡ. Tôi muốn ăn thêm món pháp một lần nữa trên thuyền. Trương Bích Quân nói, cậu có nhầm không, tuyết rơi rồi. Trương Dương nói, chỉ cần bà muốn làm, nhất định có cách, đúng rồi, tốt nhất là có một người đánh đàn, còn bữa tối dưới ánh nến thì không cần nữa, bà bảo người ta chuẩn bị mấy chậu lửa ở xung quanh nhé. Trương Bích Quân hoàn toàn kinh ngạc vì sự tưởng tượng của tên này, chẳng lẽ cậu đang bảo tôi tìm người giúp cậu nướng dê trên vỉ à? Thứ đó không đủ lãng mạn, tôi muốn ăn cơm pháp, phải có rượu vang, nhạc, giờ là 11 giờ, đến 12 giờ có thể chuẩn bị xong không? Trương Bích Quân suýt nữa rơi cả điện thoại, trong thời gian ngắn như thế này, cậu bảo tôi làm thế nào để chuẩn bị được cho cậu chứ? Trương Dương nói, tôi không biết, bà phải đáp ứng điều kiện này của tôi. Nếu không thì kế hoạch hợp tác của chúng ta đến đây là kết thúc. Tên này trước đến giờ đều rất giỏi mặc cả. Muốn xù tôi à? Trương Dương nói, không dám, loại cán bộ cấp như tôi cùng lắm cũng chỉ dám nói vài ba điều thôi, để cho đỡ bực, làm gì dám xù bà chứ? Trương Bích Quân nói, một tiếng rưỡi, sau một tiếng nữa, cậu đến sân vận động Tây Thành, tôi sẽ sắp xếp người đến đón cậu. Trương Dương cười nói, tôi biết là bà có cách mà. Trương Bích Quân giờ đây chẳng thể làm gì được hắn, muốn cục điện thoại, nhưng lại nhớ tới một chuyện, trước khi lên máy bay, cậu phải làm cô ấy ngất đi. Cha Vi rất khó chịu vì những cuộc điện thoại liên tiếp của Trương Dương, Trương Dương quay lại cười hì hì nói, đã nghĩ ra là ăn cái gì chưa? Cha Vi nói chẳng khách khí gì, mì. Tết nhất rồi, mà chẳng có gì mới mẻ cả vậy, hay là chúng ta ăn bánh chèo Đông Bắc, còn ngon hơn mì. Cha Vi tức giận bước đến bãi đỗ xe phía không xa, ở đó có xe ô tô của cô ấy trương dương đi theo cha vi kéo cửa xe hắn cũng kéo một bên cửa xe ngồi vào trong trương dương nói sân vận động tây thành tôi biết ở đó có một quán bánh chẻo đông bắc rất ngon cha vi thầm tủi thân tên này sao lại biến thành như thế này chứ nghĩ về sự lãng mạn ngày trước của hắn đúng là một trời một vực trong đầu cha vi hình dung lại khung cảnh lãng mạn trước đó giữa họ chẳng lẽ những sự việc đã xảy ra trương dương đã quên hết rồi sao đen đỏ kia Cha Vi vội vàng thắng gấp, bánh trước của xe ô tô đã vượt khỏi vạch, tuyết bên ngoài bắt đầu rơi nhiều, tâm trạng của cha Vi cũng u ám như bầu trời vậy. Sau khi khởi động lại xe, cô nói với Trương Dương, tôi không đói, không muốn ăn, một mình anh đi ăn đi. Trương Đại Quan đương nhiên nhận ra thái độ của cha Vi rất thất vọng, vẫn cười hình hịch, đừng như vậy chứ, không ăn một bữa đói lắm, thật sự bánh trẻo đông bắc của quán đó rất ngon. Cha Vi cao giọng nói, tôi không đói. Tôi chẳng hứng thú gì với bánh chẻo Đông Bắc cả, giờ đây tôi chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thôi. Nhưng tuyết lớn như thế này, cô bảo tôi đi một mình sao? Dù là cô không muốn anh, cũng phải đưa tôi đến chỗ đó chứ. Cha Vi chừng mắt nhìn hắn, rồi không nói thêm gì nữa, mặt cô lạnh tanh, lái xe đến sân vận động Tây Thành. Trương Đại Quan vẫn không biết đủ, này, đi vào từ cửa Nam đi. chương 1283, Tạo Lãng Mạn 2 Cha Vi nói, bánh chèo đông bắc của nhà các anh ở bên trong sân vận động à. Nhà đầu, sao cô tức lâu thế, cô đưa tôi đi một chút không được à. Cha Vi chừng mắt với hắn, rồi lái xe vào cửa nam sân vận động, cô cũng cảm thấy hơi kỳ lạ, 30 Tết rồi, mà cửa bên này của sân vận động vẫn mở, cũng chẳng có nhân viên làm việc nào đến hỏi. Trương Dương nhìn thời gian, đẩy cửa xe, sau đó vòng sang một bên, kéo Cha Vi từ trên xe xuống, Cha Vi rất chán nản cô chống lại anh đừng có kéo tôi hôm nay tôi rất ghét anh cô nghe thấy trên đầu có tiếng động cơ vù vù ngước đầu lên thì thấy một chiếc máy bay trực thăng đang từ từ hạ xuống tuyết xung quanh đều bay tung lên trong không gian khi trương đại quan muốn đánh lén rất ít người có thể thoát được hắn cha vi cũng như vậy khi cha vi tỉnh lại cô đã nằm ở trên một chiếc tàu rồi trên trời rơi đầy tuyết trên khoang thuyền không có bất cứ một ai trương đại quan vốn định lặp lại sự lãng mạn trước đó nhưng khi thực hiện thì phát hiện ra tưởng tượng và thực tế khác nhau quá nhiều, trên trời đầy những tuyết, gió đông bắc thổi vù vù, đem đến sự lạnh lẽo cắt ra cắt thịt, thời tiết thế này làm sao ăn bữa pháp trên bong thuyền được. Có lẽ những người bị cửa kẹp đầu mới nghĩ ra việc làm thế này, gần như vừa tỉnh dậy, cha vi đã bị ngọn gió lạnh lẽo làm cho hắt xì hơi, trương đại quan càng cảm thấy mình đã nhầm rồi. Vì vậy trương đại quan bước đến trước trực thăng gọi điện cho trương bích quân. Trương Bích Quân tức giận nói, cậu không biết thuyền có khoang dưới à? Phụ nữ vốn dĩ là một động vật lãng mạn, khi Cha Vi thức dậy thấy mình nằm trên thuyền, một cảm giác ấm áp ôm lấy trái tim cô, nước mắt cô chảy như mưa, mặc dù biết rằng mình không nên dễ bị Trương Dương làm cho cảm động như vậy. Trương đại quan nhìn bộ dạng của Cha Vi, trong lòng cảm thấy dường như mục đích của mình đã đạt được rồi, hắn cười nói, xin cô đấy, đừng cảm động như vậy. Cha Vi nói, ai mà cảm động cơ chứ? trời lạnh thế này gió cắt như dao vậy tôi lạnh quá đấy thôi hắt xì cô thật sự lạnh không phải là nói dối mặc dù trong lòng có ấm áp một chút cha vi nói gì nhỉ cha vi nói anh đừng có gì nhỉ với tôi trời lạnh thế này anh đưa tôi đến đây để làm gì anh có phải bị thần kinh không hắt xì trương dương nhanh chóng cởi áo khoác của mình ra đưa cho cha vi cánh tay cũng không rời ôm cô vào trong lòng mình giúp cô tránh tuyết gió Cha Vi nói, lại lợi dụng tôi. Cơ thể của cô chủ động ngả vào lòng Trương Dương, thời tiết thế này muốn tìm một chỗ dựa ấm áp là phản ứng bình thường của phụ nữ. Trong lòng cô chẳng lẽ nhân cách của tôi lại xấu xa vậy sao? Cha Vi nói, tôi chưa bao giờ nghĩ anh có liên hệ gì với hai chữ nhân phẩm cả. Cô cẩn thận nghĩ lại chuyện vừa rồi, nhưng ký ức của mình đã có một khoảng trống, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Trương Dương nói, tôi cũng không biết, tự nhiên cô ngất đi, có lẽ là vì hạnh phúc đến quá đột ngột. Tôi chẳng cảm thấy hạnh phúc gì hết, cha Vi chẳng tin lời của tên này, chắc chắn rằng Trương Dương đã dở trò gì đó với cô. Trương Đại Quan cười, lúc này một tiếng đàn dương cầm vang lê. Cha Vi cắn cắn môi, trong lòng cảm thấy kỳ lạ đến cực điểm, rốt cuộc Trương Dương đã làm như thế nào. Cô nhìn thời gian, 12 giờ rưỡi, cách lúc cô nhìn thấy chiếc trực thăng 40 phút. Hai người bước xuống dưới cầu thang, đây là một khoang tàu rộng đến gần 300 mét vuông, ở giữa có một bàn ăn, trên bàn có khăn ăn màu trắng, những dụng cụ ăn đẹp đẽ đã được sắp xếp đầy đủ. Ở góc xa xa, một nhạc công mặc chiếc áo đuôi tôm màu trắng đang đánh những bản nhạc dịu dàng. Cha Vi không thể không thừa nhận rằng, Trương Dương lại cho cô một sự ngạc nhiên. Trương Dương kéo ghế cho cô một cách nghĩa hiệp, sau đó đến trước mặt Cha Vi, cười hì hì nói có thích không. Cha Vi nói, chẳng phải cũng chỉ là ăn bánh chẻo đông bắc thôi sao, có cần phải hoành tráng thế này không? Trương Dương cười, cha Vi cũng không chịu nổi cười lên. Người phục vụ đẩy xe ăn đến, đây không phải là bánh chèo Đông Bắc gì, mà là món ăn Pháp. Trái tim của cha Vi dường như cũng say như rượu vang, chút tức tối vừa rồi đã không còn nữa. Nhìn Trương Dương, cô thở dài nói, Trương Dương ơi là Trương Dương, anh đúng là chẳng phải loại tử tế gì. Một người phụ nữ đã có vợ, mà còn đối xử thế này với một cô gái như tôi, anh rốt cuộc có âm mưu gì? Trương đại quan uống một ngụm rượu vang lớn, tên này rõ ràng là thiếu tài thưởng thức rượu vang, hắn chép miệng rồi nói chẳng lẽ tôi không thể thuần khiết chút sao? Chẳng lẽ tôi không thể lãng mạn chút sao? Cha Vi nói, lãng mạn thì anh còn giả bộ ra được đấy, nhưng từ thuần khiết này không hợp với anh đâu. Trương Dương nói, xem ra cô đúng là có ý kiến rất lớn với tôi. Cha Vi gật đầu nói, muốn nghe nhận xét của tôi với anh không? Trương Đại Quan nói, muốn, có điều, cô phải nói thật, đừng vì ăn một bữa cơm của tôi, mà phải nói những lời đường mật với tôi. Cha Vi hỏi lại, tôi là loại người đó sao? Không phải, nhưng cô luôn đối xử tốt với tôi. Cha Vi nói, đã quyết định kết hôn cùng sở yên nhiên, tại sao còn phải gây sự với người khác chứ? Anh có biết với một người đàn ông cái gì quan trọng nhất không? Trương Đại Quan lắc đầu. Cha Vi nói, trung thủy. Trương Dương nói, thật ra tôi rất mâu thuẫn cha vi nói mâu thuẫn gì chứ trương dương nói cái gì tôi cũng muốn cha vi đương nhiên hiểu ý của tên này cô nhấm một ngụm rượu anh không sợ nghẹn chết sao dạ dày tôi lớn lắm cha vi nói đáng tiếc anh quá ích kỷ trương đại quan nói tôi không cảm thấy vậy người ta thường nói hồng nhan là thủy quái ông trời phái đàn ông chúng tôi đến là để thu phục đám thủy quái hồng nhan để các cô không làm loạn nhân gian cô đừng nghĩ rằng tôi đã được lợi tôi thật sự bị thiệt thòi đấy tôi đang xông pha chiến trường, nếu như các cô muốn gây hại, thì cứ gây hại với tôi. Cha Vi nói, mặt dày vô sỉ, nói mà không biết vô duyên, làm việc xấu mà còn tỏ ra rất chính nghĩa, Trương Dương ơi Trương Dương, hôm nay tôi đã nhìn rõ anh rồi. Trương Dương nói, cha cha à, đừng gọi tôi như vậy, tôi nghe khiếp lắm, điện thoại của cha Vi vang lên, cô nhấc điện thoại. Thì là chú cô cha tấn bắc nhắc cô tối nay đừng quên về ăn cơm. Cúp điện thoại, Cha Vi nhìn sang Trương Dương nói rất thật lòng, Trương Dương, dù thế nào, tôi cũng rất cảm động, ít nhất anh đã làm cho tôi tin rằng buổi tối lãng mạn kia mà tôi từng có là thật. Trương Đại Quan nhận ra sự lãng mạn mà hắn tạo ra không đạt được hiệu quả lý tưởng, Cha Vi sau khi biết được chuyện của hắn và sở yên nhiên, cô đã vẽ ra vạch giới hạn của mình một cách rất rõ ràng, mặc dù đến tận bây giờ Cha Vi vẫn chưa thể hoàn toàn quên hắn, nhìn bộ dạng khó xử của Cha Vi, Trương Đại Quan cảm thấy tự trách bản thân mình. Không phải mỗi người con gái đều có thể chấp nhận quan điểm về tình cảm của hắn. Hắn đã quá phong lưu, hà tất gì phải gây khổ cho người ta nữa? Nghĩ đến lần này lợi dụng Cha Vi để vào biệt thự của Cha Tấn Bắc, Trương Đại Quan càng cảm thấy áy náy. Thậm chí hắn đã nghĩ đến chuyện từ bỏ lần hành động này. Không biết đã ai nói một câu thế này. Chuyện tình cảm là chuyện của hai người, trừ phi cùng muốn từ bỏ, nếu không sẽ không tránh khỏi buồn rầu. Trương Đại Quan khó khăn lắm mới có suy nghĩ từ bỏ. Cha Vi liền nói hay là về sau chúng ta làm bạn nhé. Trương Đại Quan gật đầu, tên này chẳng hề tin rằng nam và nữ có thể làm bạn thật sự được. Cha Vi cũng không tin, nhưng cô lại cảm thấy rằng nếu như giờ đây mình dứt khoát không nhìn mặt Trương Dương nữa, thì thật sự không nỡ vậy, trên thực tế, giữa cô và Trương Dương vẫn chưa đến độ cùng làm rõ mọi người. Mặc dù thời gian họ ở cảnh nhau đầy ám muội nhưng từ trước đến giờ Trương Dương chưa từng thổ lộ với cô. Cha Vi nói xong câu đó ngay lập tức cảm thấy hối hận cô làm sao vậy chứ? Trước đó khi họ ở cùng một đêm trên núi, cô cũng không cảm thấy có chút gì khó chịu, nhưng lần này gặp phải Trương Dương, cô lại cảm thấy lòng dối rắm chẳng lẽ là vì sợ yên nhiên? Trương Dương nói, chẳng phải hai chúng ta luôn là bạn sao? Cha Vi nói, tối nay chú tôi tổ chức một buổi khiêu vũ chào xuân, anh có đồng ý làm bạn nhảy của tôi không? Trương Đại Quan vốn đã định rút lui, nhưng Cha Vi lại chủ động đề xuất, Trương Dương gật đầu, dù thế nào, hắn cũng sẽ không làm tổn thương đến trương dương người như cha tấn bắc rất phức tạp lần trước trong cuộc triển lãm mùa xuân của tập đoàn tinh tòa ông ta đã đẩy cha vi ra làm cô trở thành kẻ nhận tội có thể thấy rằng người này chẳng phải là thứ tốt đẹp gì lần này quốc an điều tra cha tấn bắc là một cơ hội tốt nếu như sai hắn cũng không thể bỏ qua đặc biệt là khi hắn biết rằng cha tấn bắc liên quan đến một loạt âm mưu càng huống hồ trương bích quân còn nắm giữ những bí mật mà hắn muốn biết hắn càng không thể bỏ dở giữa chừng sự lợi dụng với cha Vi không phải là điều hắn muốn, nhưng hắn thật sự không còn cách khác để tiếp cận khu biệt thự của cha Tấn Bắc. Cha Vi thấy Trương Dương không nói chuyện một lúc lâu, còn tưởng hắn đang do dự, cô nói nhỏ tôi đã nói với chú tôi rồi. Trương Dương nói, hôm nay là 30 Tết rồi, người thân gia đình cô tụ họp, tôi đến đó có thích hợp không? Cha Vi nói, có gì mà không được, đều là một vài người bạn thôi, 8 giờ rưỡi mới bắt đầu vũ hội, Mọi người đều ăn cơm đoàn viên xong rồi mới qua đó. Trương đại quan nói, "Để tôi suy nghĩ thêm." Cha Vi nói, "Suy nghĩ cái gì? Anh còn phải suy nghĩ gì nữa? Anh tưởng tôi không tìm được bạn nhảy à? Nói với anh nhé Trương Dương, tôi mời anh đến là nể anh lắm rồi đó." Trương đại quan thấy cha đại tiểu thư tức giận, liền cười ha ha nói, "Cô đừng vội, tôi đâu có nói là không đi." Cha Vi đặt ly rượu xuống, nói với người đánh đàn, "Này, anh không biết chơi bài gì vui vẻ chút à, Tết nhất thế này, mà toàn là những điệu buồn, chẳng còn tâm trạng gì cả. Người đánh đàn thở dài, thật ra tên này cũng là người trong quốc an, 30 Tết, ai mà chẳng muốn về nhà cùng vợ cùng con, vì trong điểm mạnh của hắn có một dương cầm, nên bị cấp trên hạ lệnh đến đây để đánh đàn, thật là đen đùi. Gã nghĩ một lúc, rồi đánh một bài khiêu vũ vui uống. Đầu cha vi gật gù theo điệu nhạc, tâm trạng của cô đã tốt hơn một chút, Trương Dương nhìn Cha Vi nói, thế nào, cô hài lòng với sự sắp xếp của tôi chứ? Cha Vi thì lại nói, đột nhiên tôi muốn ăn bánh chèo. Trương Đại Quan lớn tiếng, cho một đĩa bánh chèo Đông Bắc. Trương 1284, cướp với tôi, một. Mặc dù đã là 8 giờ tối, nhưng tuyết vẫn không có dấu hiệu ngừng rơi, cha Tấn Bắc và Khư Phụng Tiên đứng ở trước cửa đón khách đến vũ hội, tối nay cha Tấn Bắc không mời nhiều người, đa số là những thành phần quan trọng trong Tinh Toàn, còn mấy người bạn làm ăn thân thiết của ông ta nữa, trong đó có cả Khư Tác Đông đến từ Đài Loan, Khư Tác Đông là cha của Khư Phụng Tiên, là chủ tịch tập đoàn Kim Cương Vương Triều ở Đài Loan, năm nay 57 tuổi, vì rất chăm sóc sức khỏe nên trông trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật của ông ta. Lần này ông ta đến kinh thành là để bàn về chuyện tiến vào thị trường nội địa của Tinh Toàn. Khư Tác Đông là người có không ít cổ phần trong Tinh Toàn, có thể nói rằng cha tấn Bắc có thể đẩy tập đá ẩn tinh toàn trở thành nhà sản xuất đá quý lớn nhất trong nước trong thời gian ngắn, có quan hệ không thể tách rời với những người ủng hộ đằng sau ông ta. Trương Dương và cha Vi cùng đến biệt thự lệ cung, cha tấn Bắc thấy Trương Dương đến, mỉm cười giơ tay ra bắt, có điều ông ta không hề bước lên đằng trước, đứng trên phía đài cao nhìn xuống Trương Dương, mặc dù cười rất nhiệt tình, nhưng động tác và nụ cười của ông ta không phối hợp ăn khớp với nhau, Trương Đại Quan có thể nhận ra, cha tấn Bắc không hề hoan nghênh mình nhưng cha vi đã đưa hắn đến là chủ nhân cha tấn bắc cũng không thể nói gì được khư phụng tiên mặc một chiếc áo khoác trắng bên trong là chiếc xưởng xám màu xanh lam vì chuẩn bị cho vũ hội sắp tới cha tấn bắc đưa cho cha vi một chiếc phong bao lì xì cha vi cũng không khách sáo cô nét chiếc phong bao vào trong túi sách chú năm nay có nhiều hơn năm ngoái không cha tấn bắc cười nói như nhau thôi cha tấn bắc cười ha ha Khư Phụng Tiên dẫn Trương Dương và Cha Vi vào trong phòng khách, bên trong phòng ấm áp như mùa xuân, trong phòng khách rộng rãi, khách đã đến đầy đủ, Trương Dương đã đếm qua một chút, có khoảng hơn 30 người ở đây. Khư Phụng Tiên cởi áo khoác ra, cơ thể đẹp đẽ được bọc bởi chiếc sườn xám màu xanh lam, càng lộ rõ những đường cong tuyệt hảo. Trương Đại Quan cũng phải thầm khen ngợi, cô gái như Khư Phụng Tiên quả thật rất phong tình. Khư Phụng Tiên dẫn họ đến trước ghế sofa, cha của cô, chủ tịch tập đoàn Vương Triều, Khư Tác Đống và hai người nữa cùng nói chuyện làm ăn trong phòng. Khư Phụng Tiên cười nói với cha, cha, con giới thiệu với cha một người bạn, đây chính là chủ nhiệm Trương, Trương Dương mà con thường nói với cha, anh ấy là bạn tốt của anh họ thiên giã. Trương Dương mới biết rằng vị trung niên phong độ người người trước mặt hắn là cha của Khư Phụng Tiên, hắn mỉm cười giơ tay ra nói, bác Khư, rất vui được gặp bác. Khư Tác Đống đứng dậy, bắt tay với Trương Dương, ánh mắt của ông ta thăm dò Trương Dương, bàn tay ấm áp lắc qua lắc lại, cười nói: Trương Dương, tôi nghe nói rất nhiều chuyện về cậu rồi. Phụng Tiên ở Đại Lục cũng nhận được không ít sự quan tâm của cậu. Trương Đại Quan cười nói: Đâu có ạ, à, mọi người là bạn tốt của nhau, rất nhiều dịp để giúp đỡ lẫn nhau. Mấy ngày trước cháu còn nhờ cô ấy giúp cháu làm chút việc, nói ra thì cháu nợ cô ấy nhiều hơn. Khư Phụng Tiên biết rằng điều Trương Dương nói là việc làm đồ trang sức cho Sở Yên Nhiên, nên liền nói: Anh hài lòng là được rồi. Khưu tác đống quay sang Cha Vi, ông ấy cũng đưa một chiếc phong bao lì xì cho Cha Vi, Cha Vi đã chúc Tết sớm, rồi lên lầu đi thay quần áo. Khưu tác đống mời Trương Dương ngồi xuống cạnh mình, giới thiệu mấy người bạn bên cạnh cho hắn, mấy người này đều là những nhân vật nổi tiếng trên giới thương trường. Trước mặt họ, Trương Đại Quan là một tiểu bối, có điều thấy Khưu tác đống xem trọng Trương Dương như vậy, những người xung quanh đương nhiên cũng sẽ coi trọng người thanh niên này, sau khi thầm thăm dò mới biết, Trương Dương là con nuôi của Phó Thủ tướng Văn và là con rể tương lai của bí thư tỉnh ủy Bình Hải, lúc này mới hiểu rằng bối cảnh của người thanh niên này thế nào. Khư Phụng Tiên lấy hai ly rượu vang đưa cho Trương Dương và cha. Trương Dương nhấm một ngụm rượu rồi nói, bác Khư đến Kinh Thành từ bao giờ vậy ạ? À? Khư tác đống nói, tôi vừa đến hôm qua, vốn định đến Bình Hải thăm anh rể và cháu của tôi, nhưng Tổng Giám Đốc cha cứ giữ lại ăn Tết ở Kinh Thành thịnh tình khó có thể từ chối, những việc đó để về sau sắp xếp vậy. Trương Dương biết rằng Khưu Tác Đống là chú ruột của Đỗ Thiên Giá, theo hắn biết, ông ngoại của Đỗ Thiên Giá Khưu Hạc Sinh vẫn khỏe mạnh, Trương Dương nói ông Khưu vẫn khỏe chứ ạ. À? Khưu Tác Đống mỉm cười nói, khỏe, khỏe lắm, ông cả ngày nói rằng phải đến Đại Lục thăm, vốn lần này đến cùng với tôi, nhưng bên Đài Loan cũng đầy con cái, không muốn để ông đến, cũng nghĩ đến việc giờ là mùa đông, thời tiết lạnh lẽo, đợi đến khi xuân về tôi sẽ dẫn ông đến đại lục. Khưu tác đống cười nói, mặc dù số lần tôi đến đại lục không nhiều, nhưng tôi vẫn cảm nhận được tình cảm của đồng bào, chủ nhiệm trương tuổi trẻ tài cao, tôi có thể nhận ra phong độ của tầng lớp quan chức trẻ tuổi của đại lục, tôi tin rằng sự phát triển trong tương lai của đại lục sẽ ngày càng tốt hơn. Mấy câu này làm cho trương đại quan cảm thấy rất thoải mái, Khưu tác đống không hổ là người đứng đầu vương triều, rất biết cách đối nhân xử thế mặc dù trương đại quan rất hoài nghi với khưu tác đống nhưng khưu phụng đã là đặc vụ thì người làm cha này rất có khả năng cũng là đặc vụ có điều thái độ người ta rất khiêm nhường lịch sự nên hắn cũng không thể nào thiếu phong độ được trương dương mỉm cười nói cảm ơn lời khen của bác khưu mọi người đều là người nhà cả cháu và thiên giã là bạn rất tốt của nhau bác cứ gọi cháu là trương dương đi ạ à. khưu tác đống mỉm cười gật đầu trương dương anh rể tôi thế nào rồi trương dương nói bác trần vẫn ở núi thanh đài sống giữa núi giữa rừng, cả ngày vẽ vẽ viết viết, rất tự tại. Khưu Tác Đống nói, tôi nghe nói, anh ấy đưa hài cốt của chị tôi đến núi Thanh Đài rồi. Trương Dương gật đầu nói, trôn ở ngọn Thanh Vân, cháu đã từng đến đó. Khưu Tác Đống cảm thán, anh dễ trọng tình người như vậy, tiết thanh minh năm nay, tôi sẽ cùng cha đến núi Thanh Đài. Khách đã đến gần như đầy đủ, cha tấn bác đến cạnh Khưu Tác Đống, dẫn ông ta ra gặp một vài người bạn mới. Trương Dương ngước đầu, thấy Cha Vi đang bước từ trên lầu xuống, mái tóc đen nhánh của cô được tạo hình như đóa hoa sen trên đầu, đeo một chiếc vương miện kim cương, mặc một chiếc váy dài chế ngực màu đỏ, bờ vai trắng muốt lộ ra trước mặt mọi người, những đường cong trên cơ thể đều đeo dây chuyền kim cương với chủ đề thứ hai củi. Sự xuất hiện của Cha Vi có thể dùng từ làm rúng động lòng người để hình dung, cô đã thành công hấp dẫn tất cả ánh mắt của đàn ông ở đây, lúc này chiếc máy liên lạc nhỏ bên tai vang lên tiếng của Trương Bích Quân, cậu đã chú ý đến những máy quay ở đó chưa? Trương Dương ngước đầu, nhìn xung quanh. Trương Bích Quân thấp giọng nói vị trí của máy quay cho Trương Dương, sau đó nói, sau khi vũ hội bắt đầu, cậu tìm lý do nào đó để lên tầng 2, rồi đặt thuốc nổ hẹn giờ trong đó, nhớ rằng đừng để cho cha Tấn Bắc phát hiện. Theo sự sắp xếp của cha Tấn Bắc, 10 giờ tối nay sẽ đốt pháo hoa, thuốc nổ cũng sẽ có tác dụng vào lúc đó. Sau khi bắt lửa, chúng tôi sẽ triển khai hành động, cậu ở đó, điều cần làm là gây sự hỗn loạn, hiểu chưa? Trương Dương ho một tiếng biểu thị mình đã nhớ, nhiệm vụ Trương Bích Quân giao cho hắn không hề khó, nhiệm vụ chủ yếu là phải gây ra một vụ hỏa hoạn ở trong biệt thự, từ đó tập trung sự chú ý của mọi người vào tòa biệt thự. Vậy thì người của bà ấy có thể dễ dàng vào khu biệt thự B tìm thứ họ muốn. Cha Vi bước chậm chậm xuống lầu, đến trước mặt Trương Dương, ánh mắt khiêu chiến nhìn hắn trong huyết quản của cô ấy có sự giã tính cha vi nhận thức rõ ràng rằng mình thích trương dương nhưng trương dương đã chắc chắn kết hôn với sở yên nhiên giờ đây cô cảm thấy rất băn khoăn cô phải trở nên thật đẹp đẽ làm cho trương dương nhìn thấy cái đẹp của mình trương đại quan nhìn ánh mắt của cha vi rồi khen thật đẹp khen tôi hay là khen bộ trang sức này trương dương cười nói trang sức đẹp người còn đẹp hơn cha vi nói cả ngày toàn nói những lời trái lương tâm lúc này mấy người thanh niên đã đến bắt chuyện, Trương Đại Quan nói, này này này, ai đến trước vào trước. Cha Vi cười khanh khách, tên này bao giờ cũng ngang ngược vậy, cô nhẹ nhàng nói, chủ nhiệm Trương, chú ý đến phong độ của anh. Lúc này Giang Quang Á và Hứa Di cũng đến, thấy Trương Dương xuất hiện, Giang Quang Á thấy hơi bất ngờ, hắn dắt Hứa Di đến phía họ, từ hành động của hai người. Trương Đại Quan đã phát hiện ra, quan hệ của hai người đã có một bước đột phá. Hứa Di hơi đỏ mặt, Cô chào họ một tiếng, cha vi dắt tay hứa gì đến một bên nói chuyện. Trương Dương vỗ vỗ vai Giang Quang Á rồi nói, "Được lắm. Không ngờ tiểu tử nhà cậu lại thành công nhanh thế." Giang Quang Á đỏ mặt nói, "Không, không phải như anh nghĩ đâu." Trương Dương cười hì hì nói, "Thế thì thế nào?" Phía đông phòng khách là hội trường chính của vũ hội hôm nay, mấy người khách dần vào trong hội trường, mặc dù hội trường không lớn nhưng bố trí rất đẹp, cha tấn Bắc dù sao cũng là người làm nghệ thuật nên con mắt thẩm mỹ rất độc đáo. Hứa Di rất nhanh đã về đến bên Giang Quang Á, cha Vi không ở cùng với cô ấy, rất nhiều công tử đã vây quanh cô ấy, cha đại tiểu thư tối nay rất có sức hút. Giang Quang Á nhìn cha Vi phía đằng xa, cười nói, trong ấn tượng của tôi, chị cha chưa bao giờ giống phụ nữ thế này. Trương Dương cười nói, cô ấy luôn rất xinh đẹp mà. Giang Quang Á nói, chị ấy là bạn nhảy của anh đúng không? Trương Dương, nếu anh không đi qua đó, thì có lẽ bạn nhảy sẽ bị người khác cướp mất rồi. Trương Đại Quan cười nói, mẹ kiếp, đứa nào dám. Giang Quang Á hiểu tính khí Trương Dương, cậu ta tốt bụng nhắc nhở, hôm nay là ngày 30 Tết, anh đừng gây chuyện bạo lực gì. Trương Dương nói, tôi là đảng viên kia mà, tiểu tử nhà cậu nghĩ rằng nhân cách tôi tồi tệ thế này sao? Hứa Di nói, châu chậm thì uống nước đục, Trương Dương, tôi thấy thế cục này không hay rồi, nếu như anh không ra tay, thì có lẽ bạn nhảy của anh thật sự không còn nữa đâu. Trương Dương cười nói, có nhầm lẫn không vậy, hôm nay cô ấy gọi tôi đến để làm bạn nhảy đó, gọi tôi đến, chẳng lẽ là để lừa đảo tôi à? Giang Quang Á cười nói, vị chị cha này của tôi thật sự có thể làm điều đó đấy. Trương Đại Quan nắm rất rõ tâm lý của phụ nữ, hắn có thể nhận ra, tối nay cha Vi đang cố ý chọc tức mình, cô ấy ăn mặc đẹp như vậy chủ yếu là để cho hắn ngắm, mà lại hấp dẫn nhiều ong bướm thế này, dụng ý vô cùng rõ ràng, đó chính là chọc tức hắn. Trương Đại Quan không hề cảm thấy ghen tị, mà còn có chút cảm động, cha Vi làm như vậy chứng tỏ cô rất để ý đến mình, ai mà lại tốn nhiều công sức vì một người xa lạ cơ chứ. Khư Phụng Tiên không biết đã đến cạnh Trương Dương từ lúc nào, mỉm cười nói, Trương Dương, hôm nay cha Vi thật xinh đẹp. Trương Dương nói, mỗi người một vẻ mười phân vẹn người, cô cũng xinh đẹp như cô ấy, tôi thật sự không thể nhận ra ai là người xinh hơn khư phụng tiên cười nói anh lúc nào cũng biết làm cho phụ nữ vui trương dương để ý thấy một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai đang tiến gần về phía cha vi nói chuyện vui vẻ với cô ấy khư phụng tiên nói đó là em họ của tôi khư khải minh là học sinh ưu tú của học viện nghệ thuật newton tôi đang chuẩn bị tác hợp cho hai người họ anh thấy có xứng đôi vừa lứa không trương đại qua ngay lập tức ý thức được những lời này của khư phụng tiên là để chọc giận mình giờ đây trương dương đã không còn nông nổi như trước kia nữa Cô gái như Khư Phụng Tiên rất không đơn giản, Trương Dương điềm đạm nói, tôi thật sự không nhận ra, vốn dĩ tối nay Cha Vi mời tôi đến để làm bạn nhảy của cô ấy, nhưng giờ đây, xem chừng không cần phải vậy nữa. Chương 1285, cướp với tôi hai. Khư Phụng Tiên cười khanh khách, anh ghen rồi à? Trương đại quan nói, tôi giống loại người như vậy sao? Khư Phụng Tiên nói, thật ra đàn ông đều rất tham lam chỉ muốn gói gọn tất cả những thứ đẹp đẽ trên thế gian trong tay mình đây chính là lòng tham vọng bản tính của con người không ai thoát được điều đó trương dương cười hì hì nói cũng có ngoại lệ chứ cô cũng rất xinh đẹp nhưng khi tôi đối diện với cô tôi đâu có ý định độc chiếm cũng chẳng muốn chinh phục gì khư phụng tiên bĩu môi trương dương sao anh lại có thể nói với tôi như vậy thật là đáng ghét cô giả vờ giận dỗi quay người đi bước về phía cha tấn bắc đầy nhịp điệu tối nay cô xuất hiện với thân phận nữ chủ nhân. Trương Dương cầm một ly rượu vang lên, đứng ở góc phòng quan sát xung quanh, tiếng nhạc đã vang lên, sắp sửa vào vũ hội rồi, cha Vi vẫn chưa có ý định trở lại bên cạnh hắn, xem ra nhà đầu này phải chọc tức hắn đến cùng. Trong tiếng vỗ tay, cha Tấn Bắc bước vào giữa hội trường, trên mặt ông ta mang theo nụ cười khiêm tốn, các vị khách quý, chào mừng mọi người đã đến đây trong đêm 30 giá lạnh này, có thể cùng mọi người trải qua những giờ khắc đêm 30 khó quên này, là niềm vinh hạnh của tôi, hãy để chúng ta cùng cất bước nhảy trong điệu nhạc và rượu ngon, chào năm cũ đón năm mới, chào đón mùa xuân đến. Khưu tác đống nắm tay con gái bước vào hội trường, đây là sự sắp xếp của cha Tấn Bắc, có thể thấy rằng Khưu tác đống là người khách quan trọng nhất của ông ta. Hai cha con bắt đầu nhảy dưới tiếng nhạc trầm bổng, mọi vị khách cũng bắt đầu vào hội trường, Trương đại quan nhìn Khưu Khải Minh nắm tay cha vi bước vào hội trường, cha vi không hề quay sang nhìn hắn được một lần, Trương Đại Quan mặc dù hiểu được ý của Cha Vi, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy buồn, nhìn Khưu Khải Minh nắm tay Cha Vi, Trương Đại Quan cảm thấy khó chịu, mẹ kiếp, bàn tay của người đàn bà thuộc về tôi là để anh nắm sao. Tên này không hề nghĩ thử, Cha Vi đã trở thành người đàn bà của hắn từ bao giờ. Giang Quang Á và Hứa Di vừa yêu nhau, đang trong giai đoạn yêu cuồng nhiệt, hai người vừa nhảy vừa nói thầm với nhau, khi lướt qua chỗ Cha Vi, họ không khỏi nghĩ đến Trương Dương, thấy Trương Dương đứng ở một góc uống rượu vang một mình, bình thường, với tính cách của Trương Đại Quan đều là không chịu nhường nhịn. Hôm nay có hơi bất thường, hứa di thấp giọng nói cha vi thật sự mời Trương Dương đến để làm bạn nhảy sao. Giang Quang Á cười, gã nhìn Trương Dương với vẻ đồng tình, nhỏ giọng nói, chị cha rất thích anh ấy, nhưng anh ấy đã có sở yên nhiên rồi, anh thấy hôm nay chị cha cố ý để anh ấy một mình như vậy đó. Cố ý chọc tức anh ấy, hứa di chớp chớp mắt, Giang Quang Á nói, anh hiểu tính của chị cha, nếu như chị ấy nhìn chuẩn vào chuyện gì, nhất định sẽ không từ bỏ dễ dàng, Sở Yên Nhiên và Trương Dương một ngày chưa kết hôn, chị ấy sẽ không bỏ cuộc. Hứa Di cười nói, hình như Cố Dưỡng Dưỡng cũng rất thích anh ấy. Nếu như trước kia nhắc đến chuyện này nhất định sẽ làm cho Giang Quang Á cảm thấy đau lòng, nhưng giờ gã đã có Hứa Di, đã tìm được trốn đi về của mình, quay đầu nhìn lại Cố Dưỡng Dưỡng, gã đã có thể đối mặt bình thản dù sao thì cố dưỡng dưỡng chưa từng thích gã, Giang Quang Á nói Trương Dương cũng rất có sức hút. Sức hút của Trương Đại Quan dường như không được phát huy vào buổi tối ngày hôm nay, cảm giác đầu tiên của tên này là rất cô đơn, một mình nhấm rượu vang, nhìn những đôi nam thanh nữ tú đang sánh vai nhau trong hội trường, Trương Đại Quan trao mày, giả vờ trầm tư, thử giả vờ xem thế nào. Vẫn còn gần 2 tiếng đồng hồ nữa mới đến lúc đốt pháo, trong thời gian này, Trương Dương nhất định phải tìm cách đặt thuốc nổ trong một phòng nào đó ở tầng 2, hắn hơi không hiểu tại sao nhất định phải đến tầng 2. Trương Bích Quân có lẽ đã lên kế hoạch rất chu tòa, những hành động cụ thể không cần hắn phải tham dự nữa, chỉ cần hợp tác thôi, điều này làm cho Trương Đại Quan không cảm thấy mấy áp lực. Một điệu nhạc kết thúc, cha vì rõ ràng vẫn chưa có ý trở lại bên hắn, nhìn cô ấy nhảy rất vui vẻ, cùng bước sang một bên với Khưu Khải Minh, nhận cốc rượu vang của đối phương vừa nói chuyện vừa uống rất vui vẻ giang quang á và hứa di đến bên cạnh trương dương giang quang á nói trương dương tại sao không nhảy trương dương nói tôi còn đang đợi đợi xem có ai chủ động đến mời tôi hay không hứa di cười cô dùng ánh mắt trưng cầu sự đồng ý của giang quang á chuẩn bị mời trương dương nhảy điệu tiếp theo là bạn bè thật sự không nhẫn tâm nhìn trương dương bị cha vi vất sang một góc như vậy chính lúc này khách mời đặc biệt đã xuất hiện trương đại quan không ngờ rằng Buổi tối hôm nay cha Tấn Bắc mời Tang Bối Bối đến biểu diễn, Tang Bối Bối mặc một bộ sườn xám màu trắng, trang điểm giống như ca sĩ Thượng Hải, bước lên bục, bài đầu tiên của cô là Dạ Lan Hương. Trương Đại Quan từ chối khéo léo lời mời của Hứa Di, hắn không muốn làm phiền tình cảm giữa Hứa Di và Giang Quang Á, để họ vui vẻ, không cần để ý đến việc của hắn. Dạ Lan Hương, tôi hát vì em, Dạ Lan Hương. Mặc dù Trương Dương đã gặp Tang Bối Bối hai lần, nhưng chưa từng nghe giọng hát của cô ấy, không ngờ cô lại có một chất giọng trầm khàn, rất giống ca sĩ nổi tiếng Hồng Công Mai Diễm Phương. Sự xuất hiện của tang bối bối đã thu hút không ít sự chú ý của đàn ông, sự hấp dẫn đó không chỉ đến từ gương mặt xinh xắn của cô, mà những động tác nhảy của cô cũng đầy phong tình, điều đó của cô càng hấp dẫn đàn ông. Nếu nói rằng vẻ đẹp của cha Vi làm cho đàn ông muốn ngắm nhìn, thì tiếng hát và động tác của tang bối bối đã làm cho đa số đàn ông ở đây muốn chinh phục. Tang bối bối nhìn khắp xung quanh, gần như tất cả đàn ông ở đây đều tưởng rằng cô ấy đang nhìn mình. Tang bối bối phát hiện Trương Dương đứng ở một góc, liền nở một nụ cười rạng rỡ Trương Đại Quan cười lại, lộ ra hàm răng trắng đều của hắn, đàn ông có một hàm răng đẹp thật sự rất thu hút người khác. Tang bối bối hát liên tiếp ba bài, sau đó bước xuống vũ đài, đi ra đằng sau thay một bộ đồ màu đen. Cha tấn bác nháy mắt với tang bối bối, ông ta mời người đứng đầu vương phủ hội quán đến, Chủ yếu là để nhảy cùng với khu tác đống, Tang Bối Bối đi đến đó, giữa đường lại bị một bóng người chặn đường. Trương đại quan đưa cho Tang Bối Bối một ly rượu, không ngờ cô hát hay đến vậy. Tang Bối Bối nhìn Trương Dương, rồi nhẹ nhàng nói, không ngờ Trương Tiên Sinh cũng đến đây. Cô nhận lấy cốc rượu vang của Trương Dương, rồi cụng ly với hắn, nhấm một ngụm rồi nhẹ nhàng nói, tôi không nhìn thấy bạn nhảy của Trương Tiên Sinh. Trương đại quan cố ý thở dài rồi nói, không có bạn nhảy may mà gặp được cô tang bối bối mỉm cười phong tình của cô thật sự đã hấp dẫn trương dương nếu muốn mời tôi làm bạn nhảy thì phải thu phí đó nhé trương dương nói cô cứ ra giá đi tang bối bối nói tiền không phải là thứ vạn năm mặc dù tôi phục vụ thu phí nhưng đối tượng phục vụ của tôi cũng phải có sự lựa chọn trương đại quan đặt cốc rượu sang một bên rồi cười nói cô chưa nghe nói cái gọi là ép mua ép bán sao Tang bối bối nói, giữa con mắt mọi người thế này, anh thật sự dám ép ư. Trương đại quan cười lấy cốc rượu trong tay cô ấy, rồi nắm tay cô, đi vào vũ đài. Cha tấn Bác phía đằng xa thấy Trương Dương chặn tang bối bối giữa đường, trong lòng thầm chửi, tiểu tử này trong mắt ông ta là một con sắc lang, ở đâu có mùi tanh là chắc chắn có mặt ở đó. Lúc này cha tấn Bác mới hiểu tại sao cháu gái của mình muốn mời hắn đến, thấy biểu hiện tối nay của cha vi, dường như đang cố tình chọc tức hắn vậy, chẳng lẽ tên này định lợi dụng tang bối bối để gậy ông đập lưng ông sao? Cha tấn bắc thầm cảm thán, sự sắp xếp dày công của mình sắp bị tên này phá hỏng mất rồi. Mặc dù tang bối bối ngoài miệng thì từ chối, nhưng động tác của cô ấy lại thể hiện rất phối hợp, hai người nhảy trong tiếng nhạc, bài nhạc này là điệp khúc mùa xuân, trương đại quan ôm lấy eo thon của tang bối bối, đồ trang sức tốt nhất của đàn ông là người phụ nữ bên cạnh anh ta, tang bối bối chắc chắn là một trong những cô gái hấp dẫn nhất bữa tiệc tối nay đây là điệu nhảy đầu tiên kể từ khi cô đến cha ra, Trương Đại Quan đương nhiên trở thành tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người. Cha Vi và Khư Khải Minh cũng đang nhảy, có điều tối nay cô cố tình chọc tức Trương Dương, không ngờ tên này đến tận giờ vẫn không chủ động đến mời cô nhảy, không những vậy mà hắn còn dám phản công cô bằng chiêu như vậy. Nhìn Trương Dương đang cười rạng rỡ một chút bình ổn cha Vi vừa tìm được lại bay đi đâu mất. Tang bối bối là một vũ giả chuyên nghiệp, Trương Đại Quan cũng rất biết nhảy, vì thế tất cả mọi người đều phát hiện họ trở thành nhân vật chính của buổi vũ hội tối nay. Vũ đạo của Chavi cũng rất chuyên nghiệp, không kém gì so với Tang Bối Bối, nhưng đáng tiếc rằng Khưu Khải Minh không thể bằng Trương Dương, Khưu Khải Minh nhảy rất bài bản, thiếu đi sức sống mạnh mẽ như của Trương Đại Quan. Nhảy xong một điệu điệp khúc mùa xuân, hội trường lại vang lên bản nhạc vui vẻ, Enter We Tang Bối Bối nhìn Trương Dương đầy thách thức, khúc hát này là một khúc nhảy khó, người thường không thể nhảy nổi. Trương đại quan trước kia không phải là mất công luyện nhảy cùng vị chuyên gia Hà Hâm Nhan, hắn đắc ý ngước đầu. Chương 1286, cướp với tôi ba. Cùng với điệu nhạc nhanh, Trương Dương và Tang Bối Bối lại nhảy một điệu đầy sức sống trước mặt mọi người. Mặc dù Trương đại quan hiểu rằng làm người phải khiêm nhường, nhưng khi làm thì hắn lại nói một đằng làm một nẻo, hơn nữa tên này là một người rất hưng phấn, khi đã bốc lên đầu thì chẳng thèm để ý đến ai cả. Càng Huống Hồ tối nay bị Cha Vi bỏ mặc đã ức chế một lúc lâu rồi. Khi đã phóng thích tâm lý thì không thể nào thu lại được. Hai người Trương Dương và Tang Bối Bối nhảy rất hợp nhau. Mặc dù động tác của Trương Đại Quan không được chuẩn, nhưng sức sống của tên này lại rất nhiều. Càng Huống Hồ hắn còn một bạn nhảy chuyên nghiệp. Kết quả trực tiếp của sự biểu hiện xuất sắc của hai người đó là tất cả khách đến dự đều vây lại xem hai người nhảy rất đẹp. Người khác đều đứng ở một bên để không gian cho họ điệu nhạc kết thúc hội trường lại vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt cha vi đứng giữa ở trong đám người cũng vỗ tay mặc dù là dùng ánh mắt khiêu khích nhưng điệu nhảy của trương dương và tang bối bối quả thật không thể nào tìm thấy được lỗi gì cha vi chưa từng gặp tang bối bối chỉ biết rằng cô ấy là diễn viên được chú mời đến trong tối hôm nay trương dương và tang bối bối cùng rời khỏi vũ đài tang bối bối phập phồng ngực có điều thái độ của cô rất vui trương dương đưa cho cô một ly nước ngọt rồi cười nói cô thật sự nhảy rất giỏi Tang Bối Bối nói, tôi lấy cái đó để nuôi sống mình, chẳng có gì đáng để kiêu ngạo, nhưng anh thật sự nhảy giỏi quá. Khi hai người nói chuyện, Giang Quang Á và Hứa Di cũng bước đến, nói mấy câu với họ, lúc này Tang Bối Bối quay sang nhìn cha Tấn Bắc, thấy thái độ của cha Tấn Bắc dường như không vui, liền nói với Trương Dương, xin lỗi, tôi qua đằng này một chút. Sau khi Tang Bối Bối đi khỏi, Giang Quang Á hỏi, Trương Dương, anh quen cô ấy? Trương Dương cười nói, trước kia đã từng gặp ánh mắt của hắn nhìn theo tang bối bối, thấy tang bối bối đến bên cạnh cha tấn bắc, cha tấn bắc đang giới thiệu cô ấy cho khưu tác đống. Trương đại quan từ lần gặp trước đã biết tang bối bối không phải là người phụ nữ bình thường, cô ấy ở trong môi trường như vương phủ hội quán, mà vẫn có thể giữ vững thân phận trinh tiết, hơn nữa, nội công của cô không hề yếu, cô gái như thế này tại sao lại chọn nghề như vậy, thật sự quá nhiều chỗ không thể hiểu được. Sự xuất hiện của cô ấy trong tối ngày hôm nay liệu có phải là một sự trùng hợp hay không? khi Trương Dương liên hệ giữa kế hoạch hành động của quốc an cùng sự đáng ngờ của cha Tấn Bắc, Khư Phụng Tiên đột nhiên cảm thấy sự xuất hiện của tang bối bối không phải đơn giản như vậy. Khi điệu nhạc vang lên, tang bối bối và Khư Các đống cùng xuống vũ đài, Trương Dương phát hiện lần này cha Vi đã từ chối Khư Khải Minh, ngồi sang một bên khá cô độc. Trương Đại Quan đã tìm thấy cơ hội, hắn cười hì hì đến cạnh cha Vi, rồi ho một tiếng. Cha Vi lạnh lùng nhìn hắn, nói anh thể hiện đủ rồi à. Trương Dương ngồi xuống bên cạnh cô ấy, chẳng còn cách nào, một người đàn ông xuất sắc đến đâu cũng không thể nào giấu được ánh hào quang của anh ấy. Cha Vi nói, nhìn điệu bộ của anh kia, thấy con gái đẹp là giống như ruồi vậy, chẳng chú ý đến hình tượng của mình gì hết, không phải là tôi nhắc nhở anh, nhưng anh là người đàn ông sắp kết hôn rồi đó. Trương Đại Quan nói, tôi còn muốn bâu vào bên cạnh cô nữa kia, nhưng đáng tiếc bên cạnh cô nhiều ruồi quá rồi. Cha Vi nói, có lẽ anh quên rồi đúng không, hôm nay anh là khách ai mời đến vậy anh là bạn này của tôi đấy trương dương nói cô có biết tối nay tôi có cảm giác gì không cha vi nhìn hắn trương dương cầm hai cốc nước ngọt đưa một cốc cho cha vi gì ấy nhỉ tối nay cô kiêu ngạo như nữ minh tinh vậy tôi bị đánh vào lãnh cung rồi bên cạnh cô nhiều công tử vây như vậy có phải là cô hài lòng quên mất tôi rồi không cha vi nói đúng là chẳng ra sao anh chẳng có lý gì tôi là con gái anh là bạn nhảy của tôi chẳng lẽ tôi lại đi chủ động mời anh nhảy sao cha vi vừa nói liền cảm thấy tức giận trương dương uống một ngụm nước ngọt rồi lại đến rồi kia cha vi quay đầu nhìn quả nhiên như vậy khư khải minh đang bước về phía họ trương dương nói cô nhảy đi tôi đi tìm tang bối bối cô ấy nhảy thật là giỏi hắn vẫn chưa hết lời cốc nước cam trong tay cha vi đã đổ thẳng lên áo của hắn Trương Đại Quan không phải không nhận ra dụng ý của Cha Vi, nhưng hắn không trốn tránh, cốc nước này đã đổ thẳng lên người hắn. Cha Vi tỏ ra bộ dạng rất không cẩn thận, ôi, xin lỗi, tay tôi bị trơn. Trương Dương cúi đầu nhìn áo của hắn, từ cổ đến quần là một vạch bẩn, tiểu nha đầu này ra tay cũng thật hiểm. Sự việc bên này đã thu hút sự chú ý của không ít người bên cạnh, Trương Đại Quan giã tỏ ra khí độ quân tử, không sao, có phải cô cố ý đâu cha vi nói tôi dẫn anh đi thay quần áo trương dương cùng cha vi bước đi khi đi qua người cha tấn bắc cha tấn bắc hỏi rõ tình hình rồi vội vàng bảo cha vi dẫn trương dương đi thay quần áo cha vi dẫn trương dương rời khỏi vũ đài đế chỗ cầu thang cô không chịu nổi bật cười trương dương nói cô cười gì cha vi nói giờ thì tôi đã hiểu thế nào gọi là dương dương tự đắc trương dương nói đừng tưởng rằng tôi không biết cô cố ý cha vi cắn môi bộ dạng rất đắc ý, thái độ của cô rõ ràng là, tôi cố ý đấy, anh làm gì được tôi. Trương Dương nói, khư công tử đó được lắm mà, rất nhiệt tình nói chuyện với cô. Cha Vi nói, có liên quan gì đến anh à? Trương Dương nói, tôi ghen. Cha Vi xì một hơi, anh có tư cách gì mà ghen chứ? Trương Dương cùng cô ấy đến một căn phòng trên tầng 2, cha Vi bảo hắn vào đó đợi, còn cô đến một căn phòng bên cạnh lấy bộ quần áo của cha Tấn Bắc đến. Thật ra với nội lực của Trương Đại Quan, chút nước này, hắn có thể làm khô một cách dễ dàng, nhưng hôm nay Cha Vi đã cho hắn một cơ hội, nhân lúc Cha Vi không có ở đó, Trương Dương liền giấu thuốc nổ vào trong phòng. Khi Cha Vi cầm quần áo đến, tên này đã ngồi lên giường như không có chuyện gì xảy ra. Cha Vi nói, giường của tôi đó, người anh bẩn như vậy, mà lại còn ngồi lung tung, chẳng lịch sự gì hết. Trương Dương nói, bẩn cũng là do cô gây ra thôi, đây không phải là phòng của khách sao hay là tối nay tôi không đi nữa, nằm cùng cô cho xong. Cha vi mắng, anh mơ đấy à, anh có tin giờ tôi sẽ vất anh ra ngoài trời tuyết không? Cô vất bộ quần áo cho Trương Dương rồi nói, mau thay đi, đừng để cảm lạnh. Cô thật là thương tôi. Cha Vi lại mắng thêm một câu, tôi chưa từng thấy ai mặt dày như anh đó. Trương Dương đặt quần áo sang một bên, Cha Vi, hôm nay cô gọi tôi đến để ở cùng cô hay là đã sớm dự tính bỏ mặc tôi rồi muốn lợi dụng khưu công tử để chọc tức tôi phải không? Cha Vi đứng trước mặt hắn, giơ tay ra gõ lên chán hắn, loại người như anh mà còn sợ bị chọc tức sao? Vừa rồi khi anh ôm tang bối bối nhảy vui vẻ thế còn gì? Cô ghen rồi, Trương Đại Quan cười nói. Tôi mà ghen với anh à? Trương Dương nói, mặc dù cô không thừa nhận, nhưng tôi có thể nhận ra điều đó. Cha Vi nói, với loại người tự vơ vào mình như anh, tôi chẳng còn gì để nói. Trương đại quan cười hì hì. Cha Vi nói, mau thay quần áo đi, tôi ra ngoài đợi anh. Trương Dương nói, không cần đâu, tôi không ngại cô ở đây. Tôi ngại. Trương đại quan thay quần áo xong, bên tai lại vang lên tiếng của Trương Bích Quân, nhớ lấy, 10 giờ sẽ bắt đầu đốt pháo hoa, đến lúc đó, mọi người sẽ ra vườn để xem pháo hoa, cậu nhất định phải đặt thuốc nổ trước lúc đó. Trương đại quan nhìn về nơi mình đã đặt thuốc nổ, kế hoạch của Trương Bích Quân là tạo thành một vụ hỏa hoạn trong biệt thự của cha Tấn Bắc. Trương Dương rời khỏi phòng, thấy cha Vi vẫn đứng chờ ngoài cửa, liền cười nói, hy vọng tối nay không còn ai lỡ tay đổ nước ngọt lên người tôi nữa. Cha Vi nói, lần sau có lẽ sẽ là rượu vang. Trương Đại Quan nói, xem ra tôi phải chuẩn bị tâm lý sẵn rồi. Khi hai người bước xuống cầu thang, thấy Khưu Khải Minh bước ra từ vũ đài, rõ ràng là đến để tìm cha Vi, trương dương nói với cha vi tôi đã nói với cô rằng tôi rất khó chịu với anh ta chưa cha vi nói anh ghen chứ gì ghen gì với anh ta chứ ghen tức người ta cao hơn anh đẹp trai hơn anh giàu hơn anh trương đại quan hừ một tiếng nếu như cô cho rằng như ậy thật thì tôi thật sự nên thể hiện quyền lực của mình rồi cha vi nói anh có quyền lực gì trương dương nói buổi tối hôm nay cô là bạn nhảy của tôi đừng ai hòng tranh giành với tôi hắn giơ tay, chu chu mỏ về phía cha vi. Cha vi ngớ người, không phối hợp với động tác của hắn ngay. Trương đại quan thấp giọng nói, nếu như cô còn liếc mắt đưa tình với anh ta, thì tôi sẽ đi đánh anh ta ngay. Cha vi sợ lời này của hắn, chừng mắt nhìn hắn không hiểu gì. Trương Dương nói, chưa nghe rõ à, thế thì tôi nói lại lần nữa, tối nay nếu như cô còn dám cùng anh ta hoặc bất cứ một người đàn ông nào khác khiêu vũ, thì tôi sẽ tìm cớ để đánh họ một trận, cô hiểu tôi đấy tôi nói được là làm được cha vi nói anh chẳng có chút phong độ nào cả trương đại quan nói từ nhỏ tôi đã chẳng có phong độ rồi có điều hôm nay cô mời tôi đến làm bạn nhảy tôi phải lợi dụng quyền lực chính đáng của mình đứa nào dám tranh với tôi tôi sẽ xử lý gay chú của cô cũng không ngoại lệ mặc dù ngoài miệng cha vi nói tên này không có phong độ nhưng trong lòng lại rất vui quả nhiên sự chọc tức của cô có hiệu quả tên này đã ghen hơn nữa đã thể hiện rõ ràng, sự kích động của Trương Dương, làm cho cha Vi càng vui vẻ hơn, tâm tư của phụ nữ thường kỳ lạ như vậy, nhưng Trương Đại Quan lại tương kế tự kế, chẳng phải cô muốn tôi tức giận sao? Vậy thì tôi sẽ diễn kịch cho cô xem, tối nay tôi nhất định sẽ chiếm hữu cô. Trương 1287, kế trong kế 1 Trương Đại Quan giơ tay lên, nói với cha Vi, tôi cho cô cơ hội cuối cùng. Nếu không tôi sẽ đánh anh ta rơi răng ngay lập tức. Khưu Khải Minh mỉm cười bước đến, không hề biết rằng, Trương Địa Quan đang uy hiếp Cha Vi bằng sự an toàn của gã. Cha Vi cuối cùng đã khoác tay Trương Dương, dưới sự uy hiếp của tên này, cô đã chọn cách khuất phục tạm thời, Cha Vi tin rằng tên này có thể làm đủ mọi việc, có nhiều điều thật sự làm cô trở nên khuất phục là thái độ hiện giờ của Trương Dương, Cha Vi cho rằng mình mới là người chiến thắng thật sự, Trương Dương vẫn rất quan tâm đến cô ấy, thấy người khác tấn công cô, hắn đã ghen tị một cách rõ ràng, mục đích cha vi muốn đoạt được là đây. Khư Khải Minh thấy hai người đi đến như vậy, Trương Đại Quan cười với hắn, sau khi bước đến, còn thấp giọng nói với cha vi coi như anh ta may mắn. Cha vi thì lại nói, anh tưởng rằng, mỗi người đều không có phong độ như anh à. Trương Dương nói, phong độ mỗi người lại một khác, mặc dù tôi hơi thô lỗ, nhưng khi chúng ta ở cạnh nhau, tôi cũng được coi là một quân tử cha vi xì một tiếng rồi nói anh rõ ràng là một tên thô lỗ bắt nạt người khác sau khi hai người chọc tức nhau một hồi đã đạt được một sự hòa thuật cha vi đã giải thức xong trương đại quan làm xong sứ mệnh của mình họ bắt đầu hưởng thụ vũ hội ngày hôm nay cha vi phát hiện trương dương giống như thuốc phiện nếu như đã dính vào là rất khó gỡ ra trương đại quan phát hiện mình rất thích cha vi hắn ghen sao điều đó là sự thật vì vậy người ta thường nói Người con trai có mong muốn chiếm hữu quá mạnh mẽ cũng không phải là chuyện tốt. Trương Dương thầm quan sát tang bối bối ở đằng xa, cô đang diễn vai bạn nhảy của Khưu tác đống. Trương Đại Quan không tin rằng tang bối bối đến đây chỉ đơn giản là để làm bạn nhảy, cô ta có quá nhiều điều thần bí. 10 giờ tối, tất cả mọi người khách đều đến khu vườn của cha Tấn Bắc để xem màn biểu diễn pháo hoa. Trương Dương cùng với Giang Quang Á, hứa gì đã đi ra trước, cha Vi trở về thay quần áo xong cũng đến bên cạnh họ. Tuyết đã ngừng rơi, trời đêm rất đen, không khí bên ngoài mang theo mùi pháo, khi từng đợt pháo hoa được bắn lên, những màu sắc xanh đỏ hấp dẫn nở trên nền trời, giống như từng ngọn lửa rơi từ trên trời xuống vậy, cả màn đêm biến thành thế giới của pháo hoa. Từng đợt pháo hoa được bắn lên trên bầu trời, cùng với đó là tiếng nổ vang như sấm, vệt sáng đột nhiên tóe ra, màu vàng, màu bạc, màu hồng, màu lục, màu lam, bắn ra tung tóe khắp bốn phương, giống như từng đợt hoa cúc vậy bên này tiếng bắn pháo hoa vừa vang lên bên đầu kia đã bắt đầu nở ra về bốn phía giống như mấy cánh hoa nở rộ trong không gian thật là đẹp quá trong không gian pháo hoa giống như những viên chân trâu đẹp đẽ rơi xuống nền trời ngay lập tức sáng rực rỡ hẳn lên nhìn về phía cao hơn thật là đẹp có quả pháo hoa trông như hoa cúc lại có quả trông như sao băng những đợt pháo hoa đẹp không ngừng được bắn lên có khi là hai quả một cùng bắn có khi là những màu sắc hấp dẫn tạo thành một bức tranh trong không gian, làm say đắm lòng người, những quả pháo hoa bắn trên nền trời như hoa sen nở rộ, rồi lại rơi xuống như sao băng vậy, lại giống như tiên nữ đang nhảy múa trong nhân gian. Pháo hoa lại một lần nữa vang lên trong không gian, một quả cầu lửa nhỏ bay ra từ trong pháo hoa, nổ trên nền trời, tiếp theo sau đó, quả thứ hai, thứ ba, rồi thứ tư. Từng quả từng quả nở ra trên nền trời, quả sau cao hơn quả trước, quả sau bay xa hơn quả trước, quả sau nổ vang hơn quả trước. Trong lúc tất cả mọi người đang đắm mình ngắm nhìn pháo hoa, thì một con rồng lửa xông lên phía bầu trời, bay cao mãi lên trên, rồi phân thành vô số con rắn vàng, nhảy múa trên nền trời đêm. Mặc dù pháo hoa rất đẹp, nhưng Trương đại quan lại chẳng hề để ý, trong đầu hắn đang nghĩ về quả bom hẹn giờ trong biệt thự khi nào mới nổ. Trong lúc Trương đại quan không để ý, một quả pháo hoa rơi trên cây tùng trong biệt thự, rồi ngay lập tức cháy bùng lên. Cha tấn bác vội vàng bảo người đến dập lửa. Rõ ràng y không ngờ rằng đây mới chỉ là bắt đầu, lửa trên cây tùng được dập tắt rất nhanh, nhưng lúc này tất cả mọi người đều đã phát hiện ra rằng biệt thự đang bốc khói. Trương Dương là người đầu tiên phát hiện ra căn biệt thự đang bốc khói, có điều hắn không nói gì, sợ nếu như việc này bị phát hiện quá sớm thì lửa chưa kịp bén, điều lo lắng của Trương Dương rõ ràng là dư thừa, quả bom hẹn giờ của Quốc An đưa cho hắn chắc chắn không phải loại thường, gần như khi họ phát hiện ra rằng biệt thự đang cháy, ngọn lửa đã đốt rất cao rồi cha tấn bác lớn tiếng nói, mau dập lửa. Có người vội vàng đưa phụ nữ đến nơi an toàn, có người đã từ tòa nhà B lấy bình cứu hỏa sông vào bên trong, còn có người lấy nước ở ngoài vườn xịt vào, cha tấn bác vừa gọi điện thoại, vừa lo lắng căn dặn mọi người phải chú ý an toàn. Trương đại quan cũng cầm một bình cứu hỏa sông vào, ngọn lửa lan ra rất nhanh, vì ngọn lửa bắt đầu cháy ở tầng 2, vì vậy nó lan lên trên trước, tạm thời tầng 1 vẫn chưa bị lửa lan đến, nhưng cũng đã đầy khói rồi. Trương đại quan giả vờ cầm bình xịt cứu hỏa, phun phun vào bên trong mấy lần, tối nay những người đến tham dự vũ hội đều không phải là người bình thường, chẳng ai có thể lấy thân mình ra để mạo hiểm cả. Càng huống hồ, trận hỏa hoạn này quá đột ngột, tốc độ lây lan lại quá nhanh, cả tầng 2 và tầng 3 đều đã bị ngọn lửa bao vây, phòng khách tầng một đầy khói. Rất nhiều người vì không chịu nổi mùi khói đã phải chạy ra ngoài. Cha tấn Bắc căng thẳng đếm số người, Trương Dương cùng đám người xông vào dập lửa đi ra ngoài, Cha Vi nhìn thấy Trương Dương, căng thẳng chạy ra, nắm lấy tay hắn rồi nói anh không sao chứ. Đừng liều vào đó nữa. Với Cha Vi, cùng lắm chỉ đốt cháy mất một tòa biệt thự, gia tài của chú cô có thể chấp nhận được điều này. Thứ cô thật sự quan tâm là sự an nguy của Trương Dương, không muốn hắn mạo hiểm bản thân mình. Thấy Cha Vi quan tâm đến mình như vậy, trong lòng Trương Dương cũng không khỏi cảm động, hắn sao lại may mắn đến vậy chứ, được nhiều người quan tâm chăm sóc đến thế nhưng kết quả điểm danh ở hiện trường đã cho thấy, người khách đã bị thiếu mất một người, mà người đó lại là tang bối bối, lúc này ngọn lửa đã không hề có dấu hiệu giảm sút. Cha tấn bắc sau khi phát hiện ra thiếu một người ngay lập tức trở nên căng thẳng, phải có người tự nguyện vào trong ngọn lửa để tìm. Sau khi thương lượng nhanh chóng, Trương Dương và hai người thanh niên khác cùng xông vào biệt thự, phạm vi tìm kiếm của họ chỉ là phòng khách tầng 1, hiện tại ngọn lửa vẫn chưa lan đến đây. Trương Đại Quan chủ động mạo hiểm xông vào, không phải là vì hắn quan tâm đến tang bối bối, mà là hắn cảm thấy việc này rất kỳ lạ. Từ khi hắn thấy tang bối bối xuất hiện ở vũ hội, Trương Dương đã nghi ngờ rằng cô ta đến là để điều tra biệt thự của cha Tấn Bắc. Tang bối bối không phải là một người bình thường, mặc dù đây là lần thứ ba Trương Dương gặp cô ấy, nhưng hắn không hiểu gì về người con gái này hết. Có một điểm Trương Dương có thể khẳng định, võ công của tang bối bối không hề yếu kém. Sau khi xảy ra hỏa hoạn, Trương Dương không hề để ý đến cô ấy, Cha tấn Bắc sau khi điểm danh xong số người mới phát hiện không thấy tang bối bối đâu, Trương Dương bắt đầu liên tưởng đến kế hoạch lần này của Trương Bích Quân, chẳng lẽ tang bối bối có liên quan đến hành động tối nay của hắn ư? Lợi dụng hắn để gây nhiễu loạn, rồi cô ta triển khai hành động sau khi hỏa hoạn. Ba người lại vào trong biệt thự, lúc này tình hình của biệt thự ngày càng xấu hơn, khắp nơi đều là khói mù mịt, làm cho người ta không thể mở nổi mắt, chưa bước được mấy bước, hai người đó đã ho lụ khụ bước ra ngoài, trương dương vốn cũng muốn đi theo ra ngoài nhưng hát đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu cứu rất nhỏ âm thanh này dường như ở đằng trước bên phải của hắn trương đại quan chịu đựng được khói tốt hơn người thường dù sao thì hắn cũng đã luyện được đại thừa quyết hơn nữa lại đạt được thành tích không nhỏ nhờ vào việc nỗ lực luyện tập không ngừng hắn về cơ bản không hề sử dụng cách hô hấp thông thường đi vào trong theo hướng âm thanh trương dương nhận ra âm thanh này từ tầng hầm phát ra trương đại quan tai rất thính gần như đã nhận ra ngay lập tức âm thanh này là của Tang Bối Bối, hắn không nghĩ được nhiều nữa, men theo cầu thang đi xuống phía tầng hầm, cửa tầng hầm đang mở, bên trong vẫn sáng đèn, Trương Dương kiểm tra khóa cửa, có lẽ rằng khóa đã bị nổ tung. Nếu như Tang Bối Bối ở trong, vậy thì nhất định cô ấy có vấn đề, Trương Dương gần như đã chắc chắn rằng Tang Bối Bối là người của Quốc An phái đến. Cha Vi nhìn thấy hai người đi từ trong biệt thự ra mà không thấy Trương Dương đâu, liền cảm thấy vô cùng căng thẳng cô bước đến hỏi tin tức của Trương Dương, một người trong số đó ho mấy tiếng rồi nói, bên trong có người kêu cứu, anh ấy đã đi cứu người rồi. Sắc mặt của cha tấn bác tối sầm lại, y và khư phụng tiên bước đến một bên, hai người nói thầm điều gì đó, cha tấn bác nhanh chóng bước về phía tòa nhà B. Tiếng còi cảnh sát đã vang lên, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Trương Dương cũng đã nghe thấy tiếng còi cảnh sát, có điều hắn cảm thấy tiếng của tang bối bối ngày càng rõ, có lẽ đã ở gần đây rồi, tầng hầm không hề bị cháy, khói cũng rất xít. Chương 1288, kế trong kế 2. Trương Dương rút ra một chiếc đèn pin trong túi rồi chiếu dọi đường phía trước, hắn nhìn thấy cánh cửa đã được mở ra ở phía không xa, xung quanh không có ai, âm thanh sợ hãi của tang bối bối lại vang lên, cứu, cứu với. Trương Dương cúi thấp đầu xuống nhìn, thì nhìn thấy chỗ không xa phía dưới chân có một chiếc máy thu âm, giọng của tang bối bối đã phát ra từ đó, Trương đại quan cảm thấy rất chán nản, tang bối bối rõ ràng là không ở đây, tất cả mọi thứ trước mắt đều là lừa bịp cả, chưa đợi Trương Dương nghĩ rõ về chuyện này, cuộn băng đã chạy hết, Trương Dương đột nhiên ý thức được điều gì đó, hắn quay người chạy về phía vừa rồi đến, phản ứng hơn người của Trương đại quan đã làm cho hắn thoát được một kiếp nạn, hắn vừa chạy được một khoảng cách thì đã nghe thấy chiếc máy thu âm vang lên tiếng crack, rồi phím play nảy lên, ngay sau đó tiếng nổ phát ra từ đằng sau hắn. Cả tầng hầm lay động, sóng không khí ập lên người Trương Dương, đẩy hắn ra xa đến hơn 10 mét. Dù là thể chất của Trương Đại Quan rất mạnh mẽ, nhưng cũng bị vụ nổ vừa rồi làm cho đầu óc choáng váng, ý nghĩ duy nhất trong đầu hắn là đã trúng kế, Trương Dương vẫn chưa kịp bò dậy từ trên mặt đất, đã có đội viên đội cứu hỏa xông vào, họ rất nhanh đã phát hiện ra Trương Dương nằm bò trên mặt đất, đỡ hắn dậy, một người trong số đó xốc Trương Dương lên vai rồi bước ra ngoài. Trương Đại Quan tương kế tự kế, dù sao thì hiện trường cũng vô cùng hỗn loạn, chẳng ai biết bên dưới đã bị nổ trương dương giả vờ bị ngất nhưng đầu óc của hắn bắt đầu tỉnh lại tang bối bối lợi dụng máy thu âm phát ra tiếng kêu cứu để dụ hắn tới có lẽ người muốn dụ vốn không phải là hắn dù là nhắm vào ai thì hành động này của tang bối bối cũng thật thâm hiểu may mà người vào đó là trương dương nếu là người khác thì chắc chắn đã bị nổ chết rồi trương dương đã đoán rằng tang bối bối nhất định nhân lúc mọi người đang chăm chú xem biểu diễn pháo hoa đã thầm quay về biệt thự vào tòa nhà bê thông qua con đường nối giữa hai biệt thự. Khi phát hỏa, tất cả mọi người đều chú ý vào ngọn lửa, đương nhiên không để ý đến hành động của cô ta. Đội viên đội cứu hỏa cóng Trương Dương đi ra, Cha Vi và Giang Quang Á đều vây lấy. Cha Vi không biết rằng Trương Dương đang giả vờ ngất, căng thẳng đến độ vành mắt trở nên đỏ hoe, cùng với nhân viên cứu hỏa đưa hắn đến trước xe cấp cứu. Dù là Cha Vi và Giang Quang Á gọi tên hắn nhiều thế nào, Trương Dương cũng không tỉnh dậy, tên này hiểu rất rõ rằng hắn không nên ở đây lâu, mau đi theo xe cấp cứu rời khỏi nơi đây mới là điều đúng đắn. Bác sĩ đã bước đầu kiểm tra cho Trương Dương, cũng không thể phát hiện ra vấn đề gì, cha Vi nói với chú một tiếng, rồi lên xe cấp cứu, cùng Trương Dương đến bệnh viện, Giang Quang Á bảo cô ấy đi theo xe, còn gã và hứa Di sẽ ngay lập tức lái xe theo sau. Chiếc xe cấp cứu vừa đi ra khỏi khu biệt thự, Trương Đại Quan đã thở hắt ra một hơi, rồi ngay lập tức nghe thấy tiếng nói quan tâm của cha Vi, Trương Dương. Trương Dương, anh tỉnh lại đi. Trương Dương dần dần mở hai mắt, giả vờ không biết gì nói, tôi đang ở đâu đây. Cha Vi nắm lấy tay của hắn mừng đến độ phát khóc, sự quan tâm của cô đối với Trương Dương là thật lòng, đây là xe cấp cứu, tôi đã bảo anh đừng mạo hiểm, mà anh lại cứ xông vào. Trương Dương ngồi dậy nói, tôi nghe thấy có người kêu cứu, vì vậy đã xuống tầng hầm để tìm người. Cha Vi nói, vì một cô tang bối bối đó có đáng không? Trong lòng cô ấy khinh thường tang bối bối, sau khi biết rằng tang bối bối là vũ nữ do chú mình mời đến buổi lễ hội, càng ngày càng không thích cô ta. Bác sĩ thấy Trương Dương đã tỉnh, liền đến kiểm tra cho hắn, Trương Dương cười xua xua tay nói, tôi không sao, tôi không sao. Bác sĩ khuyên, anh cứ đến bệnh viện khám lại toàn diện rồi hắn hay. Cha tấn bác nhanh chóng bước vào thư phòng của tòa biệt thự B, cánh cửa thư phòng khép hờ, y cắn cắn môi, rồi đẩy cửa phòng, bật đèn bên trong, nhìn thấy giá sách của mình đã bị đẩy ra một bên, lộ ra tủ bảo hiểm giấu ở đằng sau, sắc mặt của cha tấn bác ngay lập tức thay đổi, y bước đến trước tủ bảo hiểm, nhanh chóng nhập mật mã, sau đó mở ra, sau khi mở cánh cửa ra mới phát hiện rằng ở trong đã không còn gì nữa. Cha tấn bác cảm thấy cảnh vật trước mắt trở nên đen xì, đầu óc choáng váng như muốn ngã xuống dưới đất, hai tay của y chống trên giá sách, chậm chậm ngồi xuống ghế, lông mày nhíu lại với nhau, tay của y chậm chậm đặt lên đỉnh đầu mình, bứt bứt mấy sợi tóc, cuối cùng y đã ý thức được trận hỏa hoạn lần này chỉ là dùng để thu hút sự chú ý của y. Có người đã nhân lúc hỗn loạn, từ tòa biệt thự A thông qua đường hầm để lèn vào tòa biệt thự B, vào trong thư phòng của y, và đã ăn cắp những đồ ở trong tủ bảo hiểm của y. Cổ họng cha tấn bắc khô khốc, một lúc lâu sau, y mới dần chấn tĩnh lại, nghĩ kỹ về những sự việc xảy ra hôm nay, y nhất định phải tìm ra người đã lẩn vào đây. Vì cha Vi nói nhiều, nên Trương Dương chỉ đành kiểm tra toàn bộ lại lần nữa, Kết quả kiểm tra cho thấy, tên này chẳng có bệnh tật gì hết, sau khi bệnh viện đồng ý, Trương Dương ký tên rồi rời khỏi bệnh viện. Giang Quang Á lái chiếc xe BMW đến trước mặt Trương Dương, rồi cười nói: "Thế nào? Đi đâu, tôi đưa anh đi." Trương Dương cười nói: "Không cần đâu, tôi không sao cả, hay là tôi mời mọi người ăn đêm?" Giang Quang Á nói: "Đêm 30 rồi, làm gì còn ai kinh doanh nữa chứ. Tôi phải về nhà đây, tôi đã nói với người nhà." sẽ về trước khi đồng hồ điểm 12 giờ. Trương Dương gật đầu nói, vậy thì cậu về trước đi, tôi sẽ bắt taxi. Giang Quang Á nhìn Trương Dương rồi lại nhìn sang Cha Vi, có lẽ hai người họ còn có tiết mục gì đó, vì vậy cũng không tiếp tục ở lại nữa, gã vẫy vẫy tay, rồi lái xe rời đi. Nhìn chiếc xe của Giang Quang Á rời đi, Trương Dương cười nói, tại sao cô không đi cùng Quang Á? Cha Vi lườm hắn rồi nói, anh rất muốn đuổi tôi đi sao? không phải vậy đâu, hôm nay nhà chú cô xảy ra chuyện lớn như vậy, cô không đi quan tâm hỏi thăm một chút cũng không tốt. Cha Vi cười, đột nhiên cô ý thức được vị trí của Trương Dương trong lòng cô quan trọng hơn người chú của mình rất nhiều, đúng lúc đó, cha Tấn Bắc gọi điện thoại đến, từ âm thanh của y đã có thể nhận ra tâm trạng y không tốt chút nào hết, cha Tấn Bắc nói Trương Dương thế nào rồi. Cha Vi nói, bác sĩ vừa kiểm tra cho anh ấy, có lẽ không có vấn đề gì lớn cha tấn bác bảo cha vi đưa điện thoại cho Trương Dương. Trương Dương cầm điện thoại, rồi mỉm cười nói, thật xấu hổ, hôm nay đã gây phiền phức cho ông rồi, tổng giám đốc cha. Cha tấn bác đã nghi ngờ Trương Dương từ lâu, nhưng y lại không có chứng cứ gì, liền thấp giọng nói anh không sao là tốt rồi. Ăn Tết cho ngon. Lời này của cha tấn Bắc thật là kỳ lạ, Trương Dương và y nói vài câu rồi kết thúc cuộc gọi, đưa điện thoại lại cho cha vi. Lúc này một chiếc xe ben màu đen chậm chậm đi đến trước mặt họ, lái xe đẩy cửa xe bước xuống, rồi cười với Trương Dương, đưa điện thoại của mình cho hắn. Trương Dương nhận lấy điện thoại rồi bước sang một bên. Tiếng của Trương Bích Quân vang lên ở đầu dây bên kia, làm tốt lắm. Trương Dương lại bước ra đằng xa mấy bước, chắc chắn rằng cha Vi không nghe thấy cuộc điện thoại của mình, rồi mới nói, Trương Cục, thật đúng là thủ đoạn hay, bày ra cái bẫy này, muốn trực tiếp giết tôi để diệt khẩu sao rõ ràng rằng trương bích quân luôn quan sát hành động của hắn trương bích quân nói không phải là nhắm vào cậu mà là để hủy chứng cứ thôi tang bối bối là người của bà trương bích quân không trả lời câu hỏi của trương dương nghỉ ngơi cho thỏa đi tối mai tôi sẽ liên hệ với cậu trương dương nói việc tôi hứa với bà tôi đã làm rồi bà vẫn chưa cho tôi câu trả lời trương bích quân nói không cần phải vội đến tối ngày mai tất cả sẽ rõ ràng thôi trương dương nói đưa xe cho tôi dùng đi trương bích quân mỉm cười nói cốp xe đằng sau có món quà năm mới tôi chuẩn bị cho cậu chúc cậu năm mới vui vẻ bên người tình nhỏ bé của mình trương dương đưa điện thoại cho người lái xe người lái xe nhận được điện thoại đưa chìa khóa xe cho trương dương rồi qua người đi thẳng không ngoái đầu lại trương dương và cha vi vào trong xe hắn khởi động xe rồi mỉm cười nói nhà đầu cô nói xem tối nay chúng ta có phải sẽ cùng trải qua một đêm lãng mạn không cha vi nói đừng có mà nghĩ linh tinh trương dương nói yên tâm đi tôi chẳng có suy nghĩ gì xấu với cô đâu hệ thống làm ấm trong xe rất tốt một lúc sau đã cảm thấy rất ấm áp trương dương liền nói chúng ta đi đâu ngủ nhỉ cha vi trừng mắt với hắn anh lại định dở trò lưu manh phải không hương sơn chúng ta mỗi người ngủ một nơi trương đại quan đạp ga chiếc xe bay nhanh trên con đường sau tuyết rơi mặc dù ngoài miệng cha vi phản đối nhưng trong lòng lại không hề nghĩ vậy, Trương Bích Quân quả nhiên đã chuẩn bị rất chu đáo, không những cho hắn một chiếc xe tốt, còn chuẩn bị cho hắn đồ ăn và rượu ngon, thức ăn đã được gói cẩn thận, chỉ cần dùng lò vi sóng hâm lại một chút là có thể ăn được, thức ăn vặt là thứ không thể thiếu. Trương Dương và Cha Vi phát hiện ra không ít điều bất ngờ ở trong cốp xe, bên trong còn có cả một thùng pháo hoa nữa, điều này làm cho Trương Dương ít nhiều cảm thấy có chút thiện cảm với Trương Bích Quân. Sau khi bình tĩnh suy nghĩ lại, quả bom của tang bối bối có lẽ không phải nhắm vào hắn. Khi cha vi vào bếp chuẩn bị, trường đại quan đã nhân lúc đó gọi điện cho các vị người yêu ở phương xa, sắp sửa đến năm mới, hắn phải cố gắng gửi lời chúc trước khi tiếng chuông năm mới vang lên. Tần Thanh, Hồ Nhân Như, Hải Lan, Hà Hâm Nhan, Thường Hải Tâm, An Ngữ Thần. Cuộc điện thoại cho mỗi người đều là cả một công trình ngôn ngữ, cuộc điện thoại cuối cùng là gọi cho sở yên nhiên, trong điện thoại nghe thấy tiếng cười của bên đó, có thể nhận ra mọi người đang rất vui vẻ. Trương Dương nói, "Yên Nhiên, bà ngoại ngủ chưa?" Sở Yên Nhiên cười nói, "Vẫn chưa đâu, vừa nãy còn mắng anh đấy, mà giờ anh đã gọi điện đến, anh đợi chút." Trương Dương nghe thấy tiếng ngọt ngào của cô ấy, "Bà ngoại ơi, Trương Dương gọi điện đến này." Margaret cầm điện thoại rồi nói, "Tiểu tử thối này, Tết nhất một mình ở kinh thành làm gì chứ? Tôi còn tưởng rằng năm nay cậu về đây ăn Tết đấy." Trương Dương cười ha ha nói, bà ngoại, theo phong tục của Trung Quốc, thì trước ngày 15 tháng riêng đều là năm mới cả. Bà yên tâm, cháu nợ bà ba cái lạy, đợi mấy ngày nữa cháu xong việc ở Kinh Thành, sẽ về ngay bên cạnh bà để cúi đầu chúc Tết. Margaret cười nói, đúng là biết ăn nói, tiểu tử, năm nay tôi đã chuẩn bị một gói quà lì xì lớn, về muộn đừng hối hận đó. Bà để lại đó cho cháu đi, cháu đang thiếu tiền lắm, chút tiền lương nhà nước phát chẳng đủ chút nào. Margaret cười rất vui vẻ. Bà đưa điện thoại cho Tống Hoài Minh, rồi Trương Dương lại chúc Tết Tống Hoài Minh. Vừa gọi điện thoại xong, chỉ còn 5 phút nữa là tiếng chuông năm mới vang lên, Trương Dương gửi tin nhắn cho Dượng Triệu Thiết Sinh, vì năm nay họ về quê ăn Tết, nên điện thoại không gọi được, chỉ có thể thông qua cách này để biểu thị sự hỏi thăm với họ. Đằng xa vang lên tiếng pháo, rất xa, giống như vang lên từ một thế giới khác vậy. Chavi cầm pháo ra, rồi đưa cho Trương Dương nói, sắp đến năm mới rồi, đốt pháo đi, mau lên. Trương Đại Quan đặt chùm pháo xuống dưới đất, rồi đốt dây, nhanh chóng chạy đến bên cạnh Cha Vi, tiếng pháo bùm bùm đã nổ phía đằng sau, mùi pháo bay đầy trong không khí, Cha Vi biệt tai, nhảy chân sáo vui vẻ như một đứa trẻ. Trương 1289, Ái muội Vô Tội một Trong tiếng pháo, Trương Đại Quan Nhân cười tủm tỉm nhìn Cha Vi nói, năm mới vui vẻ, cha vi nhìn con mắt của trương dương cuối cùng cũng nhớ tới tôi trương dương cười nói có thể cùng cha tiểu thư vượt qua đêm giao thừa là vinh hạnh của tôi cha vi nở nụ cười hì hì cô ấy đưa tay tại đánh một cái lên trước ngực của trương dương lại bị trương dương cầm lấy cha vi thấp giọng nói lại chiếm tiện nghi của tôi trương đại quan nhân nói cái này gọi là tự vệ phản kích hơn nữa cô đánh tôi tôi đâu có đánh cô cha vi mặt cười đỏ lên anh dám trương đại quan nhân nhìn bộ ngực sữa của cha vi bởi vì khẩn trương mà không ngừng phập phồng không khỏi nuốt nước bọt vậy thì hai ta hay là nâng cốc chúc mừng đi trong phòng đã mở điều hòa một hồi bên trong rất ấm áp cha vi đem đồ ăn chuẩn bị cho tốt hai người ngồi đối diện cạnh bàn ánh mắt gặp nhau đồng thời nở nụ cười cha vi nói ngày hôm nay chúng ta lại có thể ăn với nhau một bữa cơm trương dương nói con người đâu phải sắt thép phải biết đói bụng chứ cha vi nói tôi phát hiện anh cũng là một người ham ăn trương dương nói có câu cô không nghe nói qua ăn sắc ngủ ba cái này cấu thành bộ phận chủ yếu của nhân sinh cha vi làm sao có thể không nghe ra hàm nghĩa trong lời nói của hắn mặt cười ửng đỏ nói bẻ cong sự thật cho tới bây giờ đều là điểm mạnh của anh trương dương nâng ly rượu chạm ly với cha vi năm mới vui vẻ nhìn khuôn mặt anh tuấn của trương dương phương tâm của cha vi bỗng nhiên trở nên lại có chút loạt cô ấy thật sự không hiểu mình, rõ ràng biết hôn nhân của Trương Dương và Sở Yên Nhiên đã định, vì sao mình còn dứt bỏ không được. Cô ấy nhẹ giọng nói, anh cũng vui vẻ, tôi nghĩ tôi vĩnh viễn sẽ không quên đêm giao thừa này. Trương Đại Quan Nhân thốt lên, chỉ cần cô thích, đêm 32 ta cùng nhau vượt qua. Vành mắt của cha vi đỏ lên, dưới ngọn đèn lóe ra, một lát sau, cô ấy cắn cắn môi, hút hít. Trương Đại Quan Nhân nói, đừng cảm động, tôi sợ nhất cô gái như vậy, chỉ cần cảm động, bước tiếp theo cũng là lấy thân báo đáp. Cha Vi nói, lừa đảo, anh là một người lừa đảo tình cảm, bất quá tôi rõ ràng biết anh đang gạt tôi, nhưng tôi vẫn rất thích nghe anh nói những lời này, tôi có phải là rất ngốc, tôi có phải là kiếp trước thiếu anh không? Trương Dương vẻ mặt vô tội, tôi không lừa cô, tôi nói thật. Cha Vi nói, còn dám gạt tôi, cô ấy nhấc chân đá một cái lên chân của Trương Dương. Trương Dương nói, tôi rất là buồn, vì sao lúc tôi nói thật luôn luôn không người tin tưởng cha vi nói bởi vì anh nói dối nhiều quá cho nên lúc nói dối đều tin là thật có thể sao cha vi gật đầu trương dương có chuyện này tôi rất buồn bực trương dương nói cô nói đi dù sao ở đây chỉ có hai chúng ta có cái gì nói cô cứ việc nói không cần có bất luận cố kỵ tôi sẽ trả lời cha vi uống một ngụm rượu đôi mắt đẹp nhìn thẳng con mắt của trương dương anh có thích tôi hay không tính tình của cha vi đơn thuần trong sáng hơn nữa ngày hôm nay uống chút rượu cô ấy hỏi ra như vậy cũng không kỳ quái trương dương gật đầu cha vi hiển nhiên không hài lòng đối với phương thức trả lời của hắn như vậy chừng mắt nhìn hắn nói tôi muốn anh trả lời tôi trương dương nói thích sở yên nhiên thì sao tôi cũng thích cha vi nói tôi thật sự không nghĩ ra một người sao có thể đồng thời thích hai người nói đến đây cô ấy lại nghĩ tới cái gì chỉ sợ trong lòng của thằng nhãi này không chỉ có là hai người đơn giản như vậy, cha Vi nói trong lòng anh rốt cuộc chứa bao nhiêu người. Thái độ trả lời vấn đề của Trương Đại Quan Nhân rất là thẳng thắn thành khẩn, cha Vi, có thể cô cảm thấy khó tin, cũng thấy tôi biệt vô sỉ, nhưng tôi thật sự cũng là loại có tâm đặc biệt lớn. Cha Vi nói, không phải tâm lớn, là tâm hoa. Trương Dương nói, tôi cũng biết như vậy rất không tốt, theo đàn bà nói thì cái này gọi là bắt cá hai tay, theo đàn ông thì gọi là nơi trốn lưu tình chavi nói sao tôi cảm thấy anh đối với bản thân lại khoan dung như vậy trương dương nói có thể người khác sẽ nói tôi không có trách nhiệm thật ra sở dĩ tôi không muốn bỏ ai đó là bởi vì tôi quá chịu trách nhiệm trương dương ơi trương dương tôi hiện tại rốt cuộc biết cái gì mới gọi là vô xỉ tới cực điểm trương dương nói tôi thừa nhận ham muốn giữ lấy của tôi tương đối mạnh thế nhưng nhân sinh trên đời cũng không quá trăm năm nếu tôi thích vì sao không đi nỗ lực cha vi nói lý luận vớ vẩn dựa vào cái gì anh có thể yêu nhiều như vậy người khác lại phải một mực yêu một mình anh trương dương nói cô đã nói rồi tôi vô xỉ tới cực điểm loại cực phẩm giống tôi khắp thế giới đều tìm không được người thứ hai sở dĩ tôi không bỏ xuống được là bởi vì tôi căn bản thì không tin người khác có thể cho cô hạnh phúc cha vi cười nhạt nói quá tự tin trương dương nói tôi thật sự không là người tốt Thế nhưng tôi đối với cô, đối với người thật tình thích tôi, tôi cũng không sẽ có bất luận ý xấu gì. Cha Vi thở dài nói, tôi không hiểu anh, tôi một chút cũng đều không hiểu anh. Trương Dương nói, tôi nói cho cô một bí mật, thật ra kiếp trước của tôi cũng là tam thê tứ thiếp đó, tôi phản cảm chế độ một chồng một vợ, chúng ta không phải để sướng một người có thể làm nhiều việc, phân phối theo nhu cầu sao. Người như tôi nên cưới nhiều một chút. Cha Vi không nhịn được cầm chiếc đúa gõ một cái lên đầu hắn cưới cái đại đầu quỷ anh đấy, người như anh, tốt nhất là cả đời không có vợ, đưa đến trong miếu làm thược, nếu như ở cổ đại, sẽ đưa anh đi hoàng cung đại nội làm thái giám, mỗi ngày ở bên quốc sắc thiên hương, chỉ có thể nhìn đã ghiền, phiền muộn chết anh. Cô thật là ác, cha Vi nói, đối với loại người vô sỉ nên như vậy. Trương Dương nói, cô thích tôi sao? Cha Vi sửng sốt một chút, cô ấy không có trả lời vấn đề của Trương Dương, thế nhưng ánh mắt của cô ấy cũng đã bại lộ suy nghĩ của cô ấy. Trương Dương lớn mật vươn tay ra, cầm tay nhỏ của Cha Vi nhẹ giọng nói: tôi nhìn ra được. Cha Vi nói: anh đưa tôi đến cái chỗ kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, có phải là mang ý niệm khi dễ tôi trong đầu? Trương Dương nói: nếu như tôi muốn thật, cô sẽ từ chối sao? Cha Vi nói: sẽ. đừng nghĩ tôi đề tiện như vậy, tôi đối đãi vẫn đều rất có nguyên tắc. Cha Vi nói. Lúc trước tôi vẫn đều đánh giá thấp vẻ âm hiểm của anh, ngày hôm nay mới phát hiện rất nhiều chuyện đều là anh tận lực an bài tốt. Trương Đại Quan Nhân không khỏi bật cười, sự tình hôm nay cũng khó trách Cha Vi sẽ sinh ra hoài nghi như vậy. Hắn lợi dụng quốc an an bài một loạt chuyện, quả thật có vẻ có chút không hợp với lẽ thường. Cha Vi cho rằng hắn an bài tất cả cũng rất bình thường. Cha Vi ngáp một cái nói, tôi mệt rồi, vốn dĩ dự định thức cùng anh một đêm giao thừa, nhưng ngày mai tôi còn muốn đi chúc Tết, tôi đi nghỉ ngơi lúc nửa đêm bên ngoài lại có tuyết rơi trương đại quan nhân nghe được trong phòng bên cạnh mơ hồ truyền đến tiếng khóc nước nở thấp giọng tuy rằng cha vi kiệt lực khống chế âm thanh của mình vẫn đang bị trương dương nghe được trương dương từ trên giường đứng lên phủ thêm quần áo đi tới trước cửa phòng cha vi đưa tay muốn gõ cửa ngón tay chạm đến cửa phòng lại dừng lại ngay lúc trương đại quan nhân do dự cha vi từ bên trong mở cửa phòng ra cô ấy muốn đi ra hít thở không khí nhưng thật không ngờ trương dương đứng ở ngoài cửa hai người nhìn nhau, tay của Trương Dương chạm vào vai của Cha Vi, thân thể mềm mại của Cha Vi gục trong lòng hắn. Trong bóng tối Trương Dương tìm kiếm đôi môi run run của Cha Vi, không khỏi phân trần, cực kỳ bá đạo chiếm lấy cặp môi cô ấy, Cha Vi chăm chú ôm lấy sau lưng hắn, đôi môi mở rộng nhiệt liệt đáp trả lại hắn, triền miên một lúc lâu, hai người mới tách nhau ra, cái chán của hai người để cùng một chỗ, bàn tay to của Trương Dương nhẹ nhàng vuốt ve mặt cười của Cha Vi. Cha Vi nhỏ giọng nói, không được khi dễ tôi, ngay cả chính cô ta đều nghe được câu nói của mình vô lực cỡ nào trương đại quan nhân thấp giọng nói vì sao còn không ngủ lạnh còn có chút sợ trương dương không khỏi nở nụ cười cha tiểu thư xưa nay không sợ trời không sợ đất lại có thể sợ cha vi có chút thẹn thùng cau mũi thở đem mặt cười chôn ở trong ngực trương dương gắt giọng anh còn cười tôi trương dương nói nếu không tôi cùng cô cha vi chưa nói đồng ý nhưng chưa nói phản đối Trương Dương nắm tay cô về tới bên giường, cha Vi kêu hắn lên giường trước, sau đó mới lên, rất cẩn thận nằm ở bên cạnh Trương Dương, từ phía sau ôm lấy thân thể của hắn, nhỏ giọng nói tôi cũng là muốn mượn anh sưởi ấm, không được nghĩ bậy. Trương Đại Quan Nhân nói, tôi cũng không nghĩa gì, bất quá hai ta nằm như thế cả một đêm, có phải là đặc biệt không có ý nghĩa? Cha Vi nhéo cái lỗ tai của hắn, không được suy nghĩ miên man, tôi mệt rồi, tôi thật sự rất mệt. Trong bóng tối, Cha Vi cảm giác được mặt cười của mình nóng dần lên, thế nhưng cô ấy lại lưu luyến cảm giác ấm áp mà Trương Dương cho, đêm càng lúc càng vắng vẻ, yên tĩnh đến nổi có thể nghe rõ được tiếng tuyết rơi bên ngoài. Nằm bên cạnh là một tiếu giai nhân, Trương Đại Quan Nhân muốn làm một quân tử thủ lễ, vậy không phải khổ cực bình thường, rất nhanh thằng nhãi này đã không thể đồng ý loại trạng thái này được nữa, lặng lẽ hoạt động thân thể. Chân dài của Cha Vi cuộn lại ở đây, dùng đầu gối duy trì khoảng cách an toàn giữa hai người tuy rằng như vậy cô ấy vẫn đang cảm giác được hô hấp của trương dương cảm giác được xung quanh không ngừng tăng nhiệt độ ánh mắt của trương dương lúc này ôn nhu giống như sao trong trời đêm dừng ở khuôn mặt tinh xảo của cha vi ai cô thật sự không có một chút tàn niệm với tôi cha vi nhắm mắt lại thậm chí không dám nhìn ánh mắt của trương dương cô ấy bắt đầu có chút hối hận vì sao lại cùng trương dương nằm ở trên một cái giường không có tôi xin thề không có Trương Dương mỉm cười nói, Vi Vi, thật ra tôi còn là một người rất an toàn. Cha Vi cảm giác tay hắn ôm vai của mình, đồng dạng dùng đầu gối để hai chân của mình. Cha Vi dường như ý thức được hắn muốn làm gì. Cô ấy nhanh chóng xoay người sang chỗ khác, thân thể cuộn lại như con tôm, bày ra một tư thế phòng ngự tự nhận là an toàn. chương 1290, Ái muội Vô Tội 2. Trương Đại Quan Nhân đem thân thể mềm mại của Cha Vi nhập vào trong ôm ấp của mình, với tư thế đồng dạng ôm chặt cô ấy, bất quá hắn cũng không có áp dụng hành động tiến thêm một bước, tuy rằng Trương Dương biết, nếu như thái độ của mình mạnh mẽ một chút, phòng tuyến của Cha Vi nói không chừng sẽ hoàn toàn tan vỡ, thế nhưng Trương Dương không có, hắn không thể cô phụ tín nhiệm của Cha Vi đối với mình. Ban đêm tuyết rơi, dùng thân thể ấm áp hắn an ủi cho cô ấy, dựa theo của hắn mà nói, mình rất an toàn. Quân tử cũng không có dễ làm như vậy, Trương đại quan nhân cả một đêm rất khổ cực, Ngoãn Ngọc ôn hương ôm trong lòng, nhưng phải khống chế tình dục của mình, cái này tuyệt đối là một loại dần vặt, nhất là đối với loại huyết khí phương cương như Trương Đại Quan Nhân mà nói. Cha Vi lúc đầu còn có chút sợ, nhưng sau đó phát hiện Trương Dương cũng không có tiến thêm hành động, cái này mới yên lòng, cứ như vậy nằm ở trong ôm ấp của Trương Dương, lặng lặng cảm thụ nhiệt độ cơ thể của hắn, hô hấp của hắn, ngay cả mùi vị mờ ám tràn ngập trong không khí. Nhưng Cha Vi rất nhanh ý thức được, nguyên nhân sợ của mình là do cô ấy tự khẩn trương, cô ấy chẳng bao giờ sợ Trương Dương cái gì, ngược lại, nằm ở trong cái ôm của Trương Dương khiến cho cô ấy cảm giác được kiên định, khiến cho cô ấy cảm giác được an toàn. Một đôi tay như vậy có thể bảo vệ mình dưới bất luận tình huống gì. Cha Vi không biết mình ngủ từ lúc nào, lúc tỉnh lại, sắc trời đã sáng, hai người vẫn đang trong tư thế ôm cùng một chỗ. Cha Vi cảm giác được cái của nợ, của thằng nhãi này đang đặt ở giữa hai chân của mình, cứng rắn mà nóng rực, Chavi không tự chủ được giật cái mông về, Trương Dương lại ôm sát cô ấy, chân khoát lên thân thể mềm mại của cô ấy, cái bộ phận kia càng ép chặt vào hơn. Mặt cười của Chavi vẫn đỏ tới tận cổ, cô ấy thậm chí có thể cảm giác được bành trướng đến từ thân thể của Trương Dương. Cô ấy cắn cắn môi anh đào, trong thân thể mềm mại có một loại cảm giác trước nay chưa có, loại cảm giác này khiến cho cô ấy mềm yếu vô lực. Cô ấy cảm thấy giữa hai chân của mình thậm chí có chút ẩm ướt. Chavi sợ cái bí mật này bị Trương Dương phát hiện nhẹ nhàng đẩy đẩy cánh tay hắn này sau mấy tiếng trương đại quan nhân mới mở hai mắt ra cả một đêm dày vò thật đúng là không giống bình thường hắn nhách môi cười cười à chúc mừng năm mới cha vi nhỏ giọng nói tôi muốn rời giường trương dương gật đầu lúc này mới ý thức được thân thể của mình đã thất thố hắn có chút xấu hổ buông cha vi ra dịch về phía sau cha vi đỏ mặt cười cúi đầu xốc chăn lên từ bên trong ngồi dậy phủ thêm quần áo bước nhanh đi đến hướng phòng rửa mặt. Chờ cha vi tiến vào phòng rửa mặt, Trương đại quan nhân lúc này mới ngồi dậy, cúi đầu nhìn, nhất trụ kình thiên của mình, cảm thán nói, huynh đệ à, khổ cực cho mày rồi. Mùng một đầu năm, ai ai cũng đều có rất nhiều chuyện, cha vi rửa mặt xong thì kêu trương dương đưa cô ấy trở về nội thành chúc Tết, tuy rằng giữa hai người chưa phát sinh chuyện gì, nhưng dù sao có một đêm ngủ chung một giường, khác với vẻ ngượng ngùng của cha vi, biểu hiện của trương đại quan nhân coi như bình thường ngoại trừ sinh lý kích động không thể khống chế được biểu hiện của hắn đêm qua còn được cho là một người quân tử thủ lễ hắn nhìn cha vi từ tối hôm qua cha vi ngay cả con mắt cũng không dám nhìn hắn thay đổi tác phong sang sảng hiện tại thành một người cô bé hay xấu hổ hai mắt nhìn ngoài cửa sổ tựa hồ tại thưởng thức cảnh tuyết thật ra trong đầu lộn xộn nghĩ đến tình cảnh tối hôm qua hai người ôm nhau mà ngủ hồi ức lại cũng có thể là một loại lãng mạn trương dương nói tối hôm qua ngủ ngon không nghe thế mặt cười của cha vi liền đỏ đến tận cổ cô ấy quay đầu lại liếc trương dương anh nói xem trương dương nói cô ngủ rất ngon nửa đêm còn nghe được tiếng cô ngáy cha vi không nhịn được nở nụ cười nói anh mới ngáy đấy tôi căn bản là không ngủ trương dương nói vì sao không ngủ cha vi ngáp một cái nói không dám ngủ có sói bên người tôi ngủ không được Trương đại quan nhân cười nói, sự thật chứng minh, con sói này là con sói quân tử, một con dê núi đặt trước mặt cũng không nuốt nước bọt. Cha Vi nói, còn không biết xấu hổ, anh, nói vừa ra đến miệng nhất thời nhớ tới hình dạng vừa rồi của Trương Dương, mắc cỡ nói không được. Tôi làm sao? Cha Vi nói, nói chung, anh không phải là thứ tốt. Trương Dương nói, tôi có thể kiên trì là một chuyện, nhưng tôi là người đàn ông bình thường, không thể một chút phản ứng cũng không có, nếu như tôi ôm cô ngủ một đêm một chút phản ứng cũng không có cô có phải là muốn hoài nghi mình không có lực hấp dẫn cha vi cũng biết hắn sẽ nói bậy vẻ mặt đỏ bừng kêu hắn dừng xe ở đây cách nhà cô không xa trương dương dừng xe nhìn cha vi nói giúp tôi chúc mừng năm mới cho chú của cô hôm nay tôi bận không đi chỗ của ông ấy được cha vi gật đầu bỗng nhiên đưa thân qua hôn một cái lên gò má của trương dương sau đó cấp tốc mở cửa xe nhảy xuống đi được một khoảng mới quay đầu lại, cười tươi như hoa khoát tay hướng Trương Dương. Trương đại quan nhân vuốt gò má vừa bị cha vi hôn qua, không khỏi cảm thán nói, mị lực nhiều quá cũng không tốt, tôi con mẹ nó sao lại được nhiều cô gái thích như thế. Trương Dương vốn định đi chỗ mẹ nuôi chúc Tết, gọi điện mới biết được, hai vợ chồng bọn họ sáng sớm đã đi ra, nhìn thời gian đã là buổi sáng 10 giờ, Trương Dương suy nghĩ một chút, đi chỗ Kiều lão trước. Người thường muốn đi nhà Kiều lão cũng không phải dễ dàng như vậy. Trương Dương gọi điện thoại cho Kiều Bằng Phi trước, Kiều Bằng Phi đi ra tiếp hắn, cùng hắn vào trong nhà, trước khi Trương Dương tới Kiều ra, mấy người lãnh đạo vừa rồi rời đi, bên trong cũng bao gồm cha nuôi Văn Hạo Nam của Trương Dương, Kiều gia mặc dù gần đây tao ngộ mộ một ít phong ba, thế nhưng danh vọng của Kiều lão cũng không có bị ảnh hưởng nhiều lắm, cái này cũng chứng minh quan hệ xã hội của Kiều gia lần này là có hiệu lực đúng lúc. Kiều Bằng Phi hướng Trương Dương nói, ông tôi đã biết chuyện của Trần An Bang Trương Dương cười nói, có trách cứ anh hay không? Kiều Bằng Phi lắc đầu, thật ra ông nội nghe chuyện đó, cũng không có bất luận hờn giận gì, từ tâm tình của ông nội tối hôm qua mà xem, lão nhân ra vô cùng hài lòng. Đi vào kiều gia, thấy cha mẹ của Kiều Bằng Phi, cha mẹ của thì duy đều có mặt, sau khi Trương Dương hướng bọn họ chúc Tết, liền theo Kiều Bằng Phi cùng nhau đi tới phòng sách, Kiều lão và Kiều Trấn Lương hai người đang ở trong phòng sách nói chuyện phiếm, đối với loại gia đình chính trị bọn họ mà nói, mặc dù là năm mới trọng tâm câu chuyện cũng rất khó rời chính trị. Tâm tình của Kiều Trấn Lương vô cùng không tồi, bởi vì cha vừa rồi nói cho ông một tin tức, cấp trên đã quyết định sơ bộ, cho ông làm bộ trưởng bộ nông nghiệp, sau khi con đường làm quan của Kiều Trấn Lương bị mắc cạn ngắn, một lần nữa trở về quan trường, vung buồm lên, ông biết cha vì thế nhất định đã làm ra nỗ lực rất lớn. Kiều Lão nói tin tức này hiện nay còn không có tuyên bố, còn từ từ dưỡng thương, sau lễ sẽ bắt đầu công tác kiều trấn lương nói ba thân thể con không thành vấn đề trương dương phối thuốc cho con rất tốt hiện tại tay của con đã khỏi toàn bộ kiều lão cười nói thân thể là tiền vốn cách mạng không có được một thân thể khỏe mạnh còn nói gì đến chuyện sự nghiệp cách mạng lần này chuyện của con là duy cương đồng chí để danh kiều trấn lương gật đầu thời khắc mấu chốt chu ra cho bọn họ một cái nhân tình tựa hồ là nhằm vào chu hương dân làm tỉnh trưởng bình hải cha tuy rằng đã lui thế nhưng cha vẫn có uy tín bằng không chuyện của mình không thể giải quyết nhanh như vậy. Kiều Trấn Lương nói, Duy Cương đồng chí trước đó tìm con nói qua một lần. Kiều Lão nói, có chút công tác cân đối phải muốn làm, ai cũng không muốn gây thù hằn. Kiều Trấn Lương nghe ra ý ngoài lời của cha, nếu như cao tầng làm quá tuyệt đối với chuyện của mình, Lão gia tử khẳng định sẽ mất hứng, có thể thật sự sẽ có động tác. Kiều Trấn Lương nói, phong ba lần này khiến cho con thấy rõ rất nhiều chuyện. Kiều lão nói, xảy ra sự tình không nên oán trời trách đất, đầu tiên phải xem đến chỗ không đủ của bản thân, mình không có bệnh, người khác bắt không được nhược điểm, bất quá, chuyện tình còn chưa có kết thúc. Kiều Trấn Lương tràn đầy đồng cảm gật đầu, thấp giọng nói, "Ba, con hiểu nên làm thế nào?" Ánh mắt của Kiều lão nhìn phía ngoài cửa sổ, con nghe nói xung đột của bằng phi và con trai Trần Toàn sao? Kiều Trấn Lương nói, nghe nói, không ngờ rằng đứa nhỏ này đi lính vài năm tính tình vẫn kích động giống như lúc trước. Kiều lão nói, ba không cảm thấy nó làm sai. Kiều Trấn Lương hơi ngẩn ra, ngẩn đầu, gặp phải ánh mắt thâm thúy của cha. Kiều lão nói, Trấn Lương, có thể chuyện của bằng cử mang cho con đả kích quá lớn, trong khoảng thời gian này con đã thay đổi rất nhiều, Kiều ra chúng ta quả thật gặp một ít phiền phức, thế nhưng cái này cũng không ý nghĩa chúng ta đều phải cúi đầu đối đãi trong bất kỳ lúc nào, có một số việc phải tranh. Kiều Trấn Lương mấy mấy môi, cũng không có nói. Kiều lão nói, chuyện của con và tiểu mạnh ba cho tới bây giờ cũng không có hỏi, ba tin tưởng với kinh nghiệm và khả năng của con, hẳn là có thể xử lý tốt bất luận chuyện gì. Kiều lão nói cũng không có nói xong, thế nhưng vẻ mặt của ông toát ra một chút thất vọng. Kiều Trấn Lương rõ ràng trạng thái của mình trong khoảng thời gian này rất kém cỏi, có thể nói là thời kỳ kém cõi nhất của mình từ trước tới nay, trên chính trị bị nhục còn đang giang dở, Gia đình của ông cho tới nay đều nỗ lực duy trì rốt cuộc hoàn toàn tan vỡ, đây là thung lũng của nhân sinh, với sự cơ trí của cha nhất định có thể nhìn ra vẻ thất thường của ông. Kiều Trấn Lương cảm giác được, mình trong thời gian này hẳn là nên phấn chấn tinh thần lên, ông muốn quên những chuyện không hài lòng, ông muốn một lần nữa đứng lên, trong đời này, cha đã ký thác hy vọng lớn nhất lên trên người ông, ông tuyệt đối không thể khiến cho cha cảm thấy thất vọng. Tóc bạc trên đầu của cha đã nhiều hơn hơn năm ngoái, có một ngày cha già sẽ không cách nào gánh chịu gánh nặng của cái gia tộc này, tất cả đều phải dựa vào ông gánh vác. Nghĩ tới đây, Kiều Trấn Lương không khỏi cảm thấy ái náy, ông vốn tưởng rằng mình đã đủ thành thục, thế nhưng trận phong ba này khiến cho ông ý thức được mình trên chính trị còn thiếu hỏa hậu. Kiều Lão vỗ nhẹ con trai vai của, nói với ý tứ sâu xa, ngày hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, đối với ai ai mà nói đều là một bắt đầu mới, không phải sao. Kiều Trấn Lương gật đầu nói, ba, con sẽ nghiêm túc tiêu sái. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 1290